Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 145. Ở hắn xem ra, cũng chính là Diệp Thần tính khí tốt, đổi thành mình, giao dịch đất chỗ mà nói, sợ rằng, giết toàn bộ Thái Uyên kiếm phái, cũng có thể chứ. Bất quá, vậy may mà những thứ này não tê liệt, hắn lần này hoàn toàn an tâm, Diệp Thần, là tuyệt không thể nào gia nhập Thái Uyên kiếm phái. Mà giờ khắc này, hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích, có thể Diệp Thần nhưng là đưa tay một cái, đem Âu Dương Tịch ngăn lại. Hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Tư Kỳ, nói, ừ. Thanh giả tự thanh, tin tưởng người hắn, tự nhiên sẽ tin tưởng, cần gì phải nhiều lời. Mà không tin người hắn, giải thích thế nào đi nữa, thì có ích lợi gì. Mọi người, đều là mặt lộ vẻ dữ tợn trợn mắt nhìn Diệp Thần, phế vật này lại thừa nhận. Lâm Tư Kỳ vui vẻ cười to đứng lên nói, Nhạc Nhu, hiện tại, ngươi còn cảm thấy chúng ta, là đang vu khống hắn sao? Diệp Thần nhìn về phía Nhạc Nhu lúc này, cũng là mặt đẹp một trắng, mắt đẹp một hồi phập phồng không chừng, có thể chỉ chốc lát sau, nàng nhưng vẫn kiên định nói, ta nguyện ý tin tưởng Diệp Thần. Và Âu Dương Tịch gặp mặt, cũng không thể thuyết minh, hắn cùng Âu Dương Tịch thông đồng à. Lâm Tư Kỳ trong mắt, thoáng qua một đạo vẻ phẫn hận. Cái này Nhạc Nhu, ngu xuẩn, cũng phải có cái hạn độ chứ. Vì cái này Diệp Thần, đôi ba lần, và mình đối nghịch. Nàng không cách nào đối với Nhạc Nhu phát tiết, đành phải tệ hại hơn hướng Diệp Thần nổi giận mắng, xem tiểu nhân này cầm Nhu Nhi lừa gạt thành hình dáng ra sao. Nói hắn là phế vật, đều là nâng đỡ hắn, người này liền phế vật cũng không bằng. Giờ khắc này, Diệp Thần thần sắc, rốt cuộc âm trầm xuống. Trong nháy mắt một cổ trình độ cao nhất dùng mình, vét sạch toàn bộ sân đấu võ, nguyên bản, còn muốn tiếp tục lại nhảy không ngừng Lâm Tư Kỳ, ngay tức thì ngậm miệng lại, cả người máu, đều cảm giác muốn lạnh cóng. Hắn sở dĩ lần nữa coi thường Lâm Tư Kỳ, một, là lười phải cùng cái này loại con kiến hôi so đo, hai, cũng là trọng yếu nhất, là bởi vì là Nhạc Nhu. Nhạc Nhu đối với hắn có ân, mà Lâm Tư Kỳ, mặc dù làm người vô cùng là không chịu nổi. Nhưng, dẫu sao là Nhạc Nhu sư tỷ. Có thể, chuyện bất quá ba, người bất kỳ tha thứ, đều có hạn độ. Lại, hết lần này lần khác giễu cợt mình, hắn không giết Lâm Tư Kỳ, đã là hết tình hết nghĩa. Có thể Lâm Tư Kỳ, nhưng cũng không dám tin tưởng, mình, sẽ bị một cái chảm ách cảnh trấn nhiếp, vẫn cậy mạnh nói, ngươi. Ngươi làm gì, tức giận, trước, không phải một mực im hơi lặng tiếng sao, làm sao? Ỷ có Âu Dương Tịch, đứng ở phía sau mình, thì có tánh khí. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Lâm Tư Kỳ, trầm giọng nói, người sở dĩ còn chưa chết, hẳn phải thật tốt cảm ơn Nhạc Nhu, cứu người ta là Nhạc Nhu, không phải ngươi, ta và ngươi không quen không biết, không tới phiên ngươi, tới đối với ta chỉ chõ chõ, làm người, mình mặt, có thể không muốn, nhưng, người khác cho mặt ngươi, ngươi tổng phải hơn chứ. Cho mặt, không biết xấu hổ, ngươi biết. Vậy tên gì sao? Vậy, kêu tiện, ngươi, hẳn là tiện tu, không phải kiếm tu chứ? Lâm Tư Kỳ, sợ ngây người, Nhạc Nhu, sợ ngây người, mọi người ở đây, đều sợ ngây người. Lâm Tư Kỳ, là Thái Uyên kiếm phái đệ tử chân truyền à, hiện tại, Diệp Thần là ngay trước Thái Uyên kiếm phái mặt của mọi người, nhục mạ đệ tử chân truyền. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Tư Kỳ là Lý Khôn thích cô gái. Quả nhiên. Một đạo âm hàn, lạnh lùng thanh âm, từ trong sân đấu võ vang lên. Hiện tại, quỳ xuống cho Tư Kỳ nói xin lỗi, ta có thể tha ngươi một cái mạng. Nói chuyện, là Lý Khôn. Lý Khôn lúc này, thương thế đã bình phục lại, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như một con rắn độc. Từ Diệp Thần, nói hắn cùng Âu Dương Tịch, chênh lệch quá lớn thời điểm, hắn trong lòng, liền sinh ra sát ý. Hắn coi như... Thật cùng Âu Dương Tịch chênh lệch lớn, cũng không phải một tên phế vật, có thể nói ra được. Nói, liền phải trả giá thật lớn. Hắn sở dĩ, nếu kêu lên Diệp Thần quỳ xuống, là bởi vì là hắn tin tưởng, Âu Dương Tịch sẽ không thật làm cho này sao cái phế vật xuất thủ. Âu Dương Tịch tối đa chỉ là lợi dụng phế vật này, tới giễu cợt bỗng chốc Thái Uyên kiếm phái mà thôi, buồn cười phải, phế vật này thật đúng là lấy vì mình, ôm lên bắp đùi, bắt đầu lớn lối. Cho nên, hắn làm như vậy không có chỗ xấu. Ngược lại, nghiền ép phế vật này, có thể ở một đám đệ tử trước mặt, lần nữa tạo hình tượng, hơn nữa, giúp Lâm Tư Kỳ nói chuyện,
hiển nhiên, có thể có được Lâm Tư Kỳ hảo cảm. Một lần hành động hơn được. Lý Khôn khóe miệng nâng lên một chút cười nhạt, còn có lý do, không đem cái này con kiến hôi dẫm ở dưới chân. Âu Dương Tịch nhìn Diệp Thần một cái nói, Diệp huynh, làm thế nào? Mọi người nghe vậy, trong mắt lóe lên lạnh ý, thằng nhóc này, xong rồi. Âu Dương Tịch, không có bảo vệ Diệp Thần, mà là hỏi làm thế nào? Ý kiến, rất rõ ràng, không dự định ra tay. Lâm Tư Kỳ trong ánh mắt, tràn đầy đắc ý, phế vật phán đoán không ra chứ. Diệp Thần mình, nhưng là nhàn nhạt nói, ta tự mình giải quyết. Mọi người, cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thằng nhóc này, bắt đầu cứng rắn chống giữ. Mình phán đoán sai lầm, Âu Dương Tịch không ra tay, trong lòng, cũng hoảng nhanh hơn muốn đi tiểu đi ra rồi hả. Ngoài mặt, còn tới một câu, ta tự mình giải quyết. Diễn viên, thật sự là diễn viên à. Bọn họ, tựa như đang thưởng thức một chàng tức cười biểu diễn. Giải quyết, ngươi giải quyết một giám. Lý Khôn, là ngươi có thể giải quyết sao? Âu Dương Tịch gật đầu một cái, hắn quả thật không dự định ra tay. Tại sao? Bởi vì, không có cái đó tư cách. Là Diệp Thần ra tay, hắn không có cái đó tư cách. Giống như, ở trước mặt quan công đùa bỡn đại đao như nhau. Bất quá, nếu như Diệp Thần lười phải đối phó Lý Khôn như vậy con kiến hôi, hắn ngược lại là không ngại, thay Diệp Thần giải quyết cái này phiền toái nhỏ, cho nên, mới hỏi làm thế nào. Mà Nhạc Nhu, lúc này tim đều đã níu siết chặt, lần đầu tiên trong đời như thế khẩn trương, Diệp Thần là nàng cứu, nàng tự nhiên sẽ không hy vọng Diệp Thần bị thương nữa. Nhưng mà, sự việc phát triển đến bước này, liền nàng, cũng không cách nào ngăn cản. Nàng khẩn trương đồng thời, nội tâm, lại có vẻ mong đợi. Mong đợi Diệp Thần biểu hiện. Nhạc Nhu, mặc dù đơn thuần, có thể nàng, một chút đều không ngu xuẩn, mấy ngày trước vậy chiến đấu chập chờn, đổ ở trong cốc Diệp Thần, Âu Dương Tịch đối với Diệp Thần thái độ, Diệp Thần từ đầu đến cuối cũng một bộ mây thưa gió nhẹ thần sắc, hết thảy, tựa hồ cũng móc nối với nhau. Kết quả này, mặc dù nhìn như, không tưởng tượng nổi, nhưng là duy nhất, có thể giải thích đây hết thảy tồn tại. Đó chính là, Diệp Thần thực lực, rất nghịch thiên. Nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần nhìn về phía Lý Khôn, nhàn nhạt nói ta nguyên vốn cho là ngươi là bùn nát, đỡ không nổi tường bùn nát, hiện tại, ta phát hiện ta sai. Ngươi, liền bùn nát đều không phải là, ngươi chỉ là một đống để cho ta chán ghét tồn tại. Im hơi lặng tiếng, cả thế giới, đều tựa như yên tĩnh lại, ngay cả tiếng hô hấp, đều biến mất. Mọi người, đều phải điên rồi à. Mắng Lý Khôn là một đống bay, liền Âu Dương Tịch, cũng không dám nói như vậy. Một khắc sau, Lý Khôn trực tiếp giận dữ, giận được giống như là một đầu nổi điên dã thú, trong tay màu băng lam trên trường kiếm, lập tức kiếm ý kích động, hướng Diệp Thần, xem hồng đào sóng biển vậy, hung hăng chém tới. Chân võ ý cùng Thái Uyên kiếm ý quấn quanh lan truyền, lũ lụt đi đôi với vực sâu tới, phải đem Diệp Thần hết thảy, cũng chiếm đoạt hầu như không còn. Một kiếm này, trình độ cao nhất cuồng bạo, so với cùng Âu Dương Tịch lúc giao thủ chém ra một kiếm kia, còn muốn hung mãnh, khủng bố rất nhiều, đúng mảnh không gian, đều ở đây một kiếm này kiếm uy dưới, rung động, không yên dậy rồi. Dẫu sao, và Âu Dương Tịch chỉ là so tài mà thôi, nhưng đối với Diệp Thần, nhưng là sát ý liền à. Một kiếm này, ngay chớp mắt liền đi tới Diệp Thần trước mặt, Lý Khôn mặc dù giận dữ, nhưng, hắn còn không quên liếc Âu Dương Tịch một mắt, quả nhiên, Âu Dương Tịch một hơi một tí. Lý Khôn trên mặt cười nhạt, dữ tợn, càng phát ra rõ ràng, hắn phán đoán, không có sai, phế vật này đã là một người chết. Liền vào giờ khắc này, Diệp Thần vậy động, bất quá, trong tay hắn, trống trơn như vậy, không có sử dụng bất kỳ vũ khí. Mà là cũng dậy kiếm chỉ, hướng Lý Khôn chém tới. Lý Khôn còn không có để cho hắn ra sát kiếm tư cách. Đầu ngón tay, lau một cái khí tức hủy diệt tách thả ra, dung nhập vào vậy đi đôi với Diệp Thần kiếm chỉ chém xuống, kích động ra ánh đao bên trong, một khắc sau. Lý Khôn trên thân kiếm vực sâu, vậy cuồng bạo sóng gió kinh hoàng, trong phút chốc, tiêu tán. Cơ hồ là không giải thích được tiêu tán, đừng nói là mọi người ở đây, liền liền Lý Khôn mình, cũng không có làm rõ ràng, mới vừa rồi một chớp mắt kia, chuyện gì xảy ra.
Tới rồi, Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Lý Khôn con người co rúc lại, vậy đem mình một kiếm, hóa thành hư vô lực lượng kinh khủng, xuất hiện lần nữa. Không cùng Lý Khôn kịp phản ứng, ngay lập tức bây giờ, hắn thân thể, chính là trực tiếp đảo phi nhi xuất, hung hãn, đụng vào phòng vệ màn sáng bên trên, toàn bộ sân đấu võ, đều là một hồi lay động. Máu tươi, bạo tán ra, Lý Khôn giống như một bãi bùn nát vậy, chậm rãi từ màn sáng bên trên, trượt rơi xuống. Thẳng đến lúc này, Lý Khôn, mới phát ra một tiếng hét thảm. Vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Khí tức hủy diệt, xâm nhập trong cơ thể hắn, đang điên cuồng phá hư hắn thân thể. Kinh mạch, máu thịt, đan điền, đều bị vậy tia khí tức hủy diệt, khuấy được tan tành. Mà cái này một tiếng hét thảm, nhưng là đem khiếp sợ đến suy nghĩ gần như hỏng mất Thái Uyên kiếm phái mọi người, lần nữa kéo về thực tế. Thấy Lý Khôn vậy cả người là máu khủng bố hình dáng, bọn họ đều là không tự chủ được dùng mình một cái, phát ra từ linh hồn run rẩy. Diệp Thần, lại khủng bố làm đến nước này. Cái này còn là người sao? Chỉ dựa vào hai ngón tay, trực tiếp đem Lý Khôn vậy dốc hết tất cả một kiếm, nghiền nát thành cặn bã. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, hắn sở dĩ không có giết Lý Khôn, là bởi vì là khí tức hủy diệt vào cơ thể, thì không cách nào khôi phục. Không phải người sở hữu, đều giống như mình nghịch thiên như vậy. Lý Khôn mặc dù không có chết, và chết cũng không có bất kỳ khác biệt, từ đây một đời tươi đẹp thiên tài, trở thành ngay cả động, cũng không nhúc nhích nổi phế vật, để cho hắn còn sống, ngược lại so trực tiếp giết hắn, thống khổ hơn. Đây là, một người to lớn nam tử, đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Thần. Hắn, là Thái Uyên kiếm phái trưởng lão rất nhiều chiêu, nhìn như... Mặc dù vẫn là người trung niên, có thể đã vạn tuế, nhiều năm trước từng là thiên thần cảnh trung kỳ, chỉ tiếc một trận đại chiến bị thương, rơi vào nửa bước thiên thần cảnh. Không cách nào khôi phục, chỉ có thể thành lập kiếm phái đem cảm ngộ của mình giao cho đệ tử. Cố nhiên như vậy, cũng không phải người bình thường có thể dung chuyển. Rất nhiều chiêu, đồng thời cũng là Lý Khôn sư phụ. Lý Khôn thấy rất nhiều chiêu đứng lên, vô cùng thê lương gào thét nói, sư phụ. Là ta trả thù. Có thể rất nhiều chiêu, lúc này lại là liền xem, cũng không có xem để ý Khôn như nhau, nhưng là vô cùng nghiêm nghị đối với Diệp Thần mở miệng nói, người tuổi trẻ, Lý Khôn là ta đệ tử, cũng là ta Thái Uyên kiếm phái hy vọng, người chưa thấy được, người cầm hắn đánh cho thành như vậy, quá phận. Diệp Thần nhàn nhạt nói, quá đáng thì thế nào? Phách lối. Rất nhiều chiêu, và Lý Khôn có thể không giống nhau à? Là thật nửa bước thiên thần cảnh uy tín lâu năm cường giả, có thể đối mặt rất nhiều chiêu, Diệp Thần vẫn không nhường chút nào. Rất nhiều chiêu lạnh lùng nói, quá đáng, tự nhiên phải trả giá thật lớn, ngươi hiện tại, có hai loại trả giá thật lớn phương thức, một, trở thành ta Thái Uyên kiếm phái đệ tử, cũng là ta rất nhiều chiêu đệ tử, hai, ta đem ngươi đánh cho thành và Lý Khôn vậy trọng thương, ngươi, tự đi lựa chọn đi. Mọi người, không nói ra lời. Rất nhiều chiêu một bộ nghiêm khắc giọng, có thể rõ ràng là muốn lôi kéo Diệp Thần liền à. Hơn nữa, liền trực tiếp là đệ tử chân truyền, trực tiếp thay thế Lý Khôn à. Mà nguyên bản, Thái Uyên kiếm phái kiêu ngạo Lý Khôn, hiện tại nhưng giống như là một bãi rác dưới vậy, cũng không có người, nguyện ý hơn xem hắn một mắt. Cái này, chính là thực tế, chính là như thế tàn khốc. Phế thiên tài, không có bất kỳ giá trị gì. Lý Khôn ngây ngẩn, hỏng mất, tuyệt vọng, thậm chí, liền đau đớn trên thân thể, cũng bỏ mặc, trong mắt hoàn toàn ảm đạm xuống, tâm cảnh, sụp đổ. Mà Lâm Tư Kỳ, cũng là mặt đẹp trắng bệch, cả người máu chảy ngược, không ngừng run rẩy, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có như vậy nghịch thiên thực lực. Mình, mới vừa rồi còn giễu cợt Diệp Thần, và Âu Dương Tịch Thông Đồng, còn giễu cợt Diệp Thần, im hơi lặng tiếng. Đơn giản là một cười nhạo à. Lấy Diệp Thần thực lực, cần cùng Âu Dương Tịch Thông Đồng, đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ này sao? Lấy Diệp Thần thực lực, cần đối với nàng im hơi lặng tiếng. Diệp Thần, là thật tha thứ, lười phải cùng nàng so đo à. Nàng nhưng cầm Diệp Thần tha thứ, coi là hèn yếu. Cái này, hoàn toàn là tự tìm cái chết à. Nàng kinh hoàng được, đều phải không cầm được, nếu như Diệp Thần... Thật ra nhập Thái Uyên kiếm phái, nàng Lâm Tư Kỳ từ bây giờ về sau, sợ rằng sẽ bị hành hạ được sống không bằng chết chứ.
Kết quả tốt nhất, có thể chính là bị trục xuất tông môn. Có thể một khắc sau, Diệp Thần nhưng nhàn nhạt nói, ta cũng có một loại phương thức, người muốn không muốn nghe một chút. Rất nhiều chiêu gật gật đầu nói, người nói. Diệp Thần loại tầng thứ này thiên tài, có tư cách và Thái Uyên kiếm phái, nói điều kiện. Diệp Thần đưa ra một ngón tay nói, một chiêu. Một chiêu, rất nhiều chiêu có chút nghi ngờ, Diệp Thần là ý gì? Diệp Thần nói, chỉ cần, người có thể ở ta trong tay, chống đỡ một chiêu, ta liền gia nhập Thái Uyên kiếm phái. Ngược lại, người Thái Uyên kiếm phái cấp cho ta một kiểu đồ, trừ bảo vật trấn phái ngoài ra bất kỳ đồ. Trợn tròn mắt. Mọi người cảm giác, đều phải bị Diệp Thần kích thích được nổi điên. Người này thật là không có cực hạn à, làm chuyện gì cũng sẽ ngoài dự liệu, không thể đoán. Mà rất nhiều chiêu hơi ngẩn ngơ, một khắc sau, trên mặt nhưng là hiện lên một đạo vẻ giận dữ nói, người xác định. Tiểu tử, người cũng quá xem nhẹ bổn tôn liền chứ. Đồng thời, rất nhiều chiêu trong mắt, nhưng là vui mừng, hắn sống hơn 10.000 năm, nào có như vậy dễ dàng tức giận. Một chiêu, có thể nhận lấy Diệp Thần như vậy đệ tử, đó là hắn được lợi lớn. Cao hứng còn không kịp đâu, bị chút hổ thẹn, coi là cái gì. Bất quá, hắn nhưng không có chút nào buông lỏng, một chiêu này, hắn dự định xuất toàn lực, có ở đây không giết chết Diệp Thần dưới tình huống toàn lực. Nếu không, hắn không có nắm chắc, thắng Diệp Thần. Còn như trọng thương, không việc gì, nặng hơn tổn thương, Thái Uyên kiếm phái táng ra bại sản. Cũng sẽ để cho Diệp Thần khôi phục. Mà Lý Khôn đâu, rất nhiều chiêu, Nhạc Thanh Sơn mặc dù không biết Diệp Thần là làm sao làm được, nhưng, nhìn ra được, Lý Khôn muốn khôi phục, rất khó, cho dù táng ra bại sản, cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa, Lý Khôn, mặc dù yêu nghiệt, nhưng còn không có yêu nghiệt đến để cho Thái Uyên kiếm phái táng ra bại sản bước. Diệp Thần, lại có cái này tư cách, đây chính là chênh lệch. Diệp Thần nghe vậy, cười nhạt một cái nói, trước lúc này, để cho ta nghỉ ngơi 10 phút. Được, rất nhiều chiêu tự nhiên đáp ứng. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới một gian yên lặng mật thất. Mật thất linh khí vần quanh. Hắn lấy ra màu đen đá, thần niệm đặt vào trong đó, ngay tức thì đi tới luân hồi mộ địa. Rất nhiều chiêu mặc dù tu vi bất quá là nửa bước thiên thần cảnh, nhưng võ đạo ý vận cực kỳ đáng sợ. Dẫu sao đã từng tu vi cũng không thấp, Diệp Thần rất rõ ràng, một chiêu muốn đánh bại đối phương căn bản không có thể. Còn như hắn tại sao sẽ nói ra cái này điều kiện, hoàn toàn là bởi vì luân hồi mộ địa thanh âm à. Thanh âm đến từ Lăng Thiên Tiễn Thần. Đoạn thời gian này chỗ tốt lớn nhất, chính là Lăng Thiên Tiễn Thần đối với mình độ đồng ý thêm mấy phần. Chí ít nguyện ý vì mình ra tay. Thời khắc này Diệp Thần nhìn trước mặt Lăng Thiên Tiễn Thần hiếu kỳ nói, tiền bối, ngài vì sao phải ta nói lên như vậy cuồng đáp giả. Lăng Thiên Tiễn Thần trong mắt híp lại, lộ ra một đạo nụ cười, nếu như không như vậy, làm sao có thể được cái này tông môn thứ tốt đâu. Diệp Thần ngẩn ra, thứ tốt gì? Lăng Thiên Tiễn Thần ánh mắt rơi vào ban đầu từ vạn thần đỉnh lấy được thần bí nhâm tiền bối đưa nửa chuôi dáng trần hàng long kiếm. Đột nhiên. Hắn mở miệng nói, có chút ý tứ chính là, vậy dáng trần hàng long kiếm ngoài ra một phần chia lại ở Thái Uyên kiếm phái. Nếu như đem ngưng tụ, lần nữa lấy ra, nói không chừng ngươi có thể lấy được vị kia chủ nhân một đạo lực lượng vậy không nhất định. Giờ khắc này, Diệp Thần kích động. Dáng trần hàng long kiếm chủ nhân nhưng mà nhâm tiền bối à. Đây chính là vô cùng thần bí, cũng là hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại. Một cái lực lượng liền có thể phá hủy toàn bộ thần quốc tồn tại. Nếu như lấy được đối phương một chút lực lượng, cũng đủ để bảo vệ tánh mạng à. Hắn làm sao có thể không kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấu chốt, nhâm tiền bối dáng trần hàng long kiếm một phần chia vì sao sẽ xuất hiện ở Thái Uyên kiếm phái. Lăng Thiên Tiễn Thần tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, Thái Uyên kiếm phái lấy kiếm vi tôn. Mà khi đó vạn thần chi điện đánh một trận, phỏng đoán có Thái Uyên kiếm phái tham dự, lúc này mới bất ngờ nơi được. Hơn nữa từ đủ loại dấu hiệu tới xem, Thái Uyên kiếm phái võ đạo ý có thể có một phần chia đến từ vậy nửa đoạn dáng trần hàng long kiếm. Lúc này mới xứ Thái Uyên kiếm phái trở thành không kém gì đệ nhất thần quốc một nhóm thế lực tồn tại. Diệp Thần bừng tỉnh. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, Nhạc Nhu đối với mình hảo cảm vô hình,
biết hay không liền bởi vì luân hồi mộ địa bên trong nằm cái này nửa chuôi dáng Trần Hàng Long kiếm. Nhạc Nhu tư chất không tệ, huyết mạch cũng có chút đặc biệt, như vậy cảm giác nhạy cảm ngược lại cũng không phải không thể nào. Nhưng là vấn đề tới, dưới mắt mặc dù biết Thái Uyên kiếm phái có vậy nửa chuôi dáng Trần Hàng Long kiếm. Nhưng mình không nhất định là Thái Uyên kiếm phái trưởng lão đối thủ à. Đối phương thực lực cùng với cảm ngộ, căn bản không phải mình có thể sánh bằng. Mặc dù đối phương tu vi ở nửa bước thiên thần cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối ở trên trời thần cảnh sơ kỳ. Cái này loại đối thủ, là Diệp Thần chưa bao giờ gặp đã gặp. Diệp Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Lăng Thiên Tiễn Thần trên mình, tiền bối, ngài là hay không nguyện ý ra tay. Diệp Thần biết, luân hồi mộ địa rất nhiều đại năng bên trong, Lăng Thiên Tiễn Thần là hiện tại duy nhất có thể ỷ vào. Nhưng mà, Lăng Thiên Tiễn Thần nhưng là lắc đầu một cái, ta không ra tay. Cái gì? Diệp Thần bối rối. Lăng Thiên Tiễn Thần không ra tay, mình phải thế nào một chiêu dây vị kia Thái Uyên kiếm phái trưởng lão à? Con trâu này vậy thổi quá lớn. Mấu chốt dưới mắt Lăng Phong thần mạch năng lượng cũng không có hấp thu xong à? Lăng Thiên Tiễn Thần khẽ mỉm cười, đưa tay ra, khá là tiêu sái chỉ một phương hướng. Nhàn nhạt nói, ngươi liền không hiếu kỳ vị kia luân hồi mộ địa tân đại năng. Tân đại năng. Diệp Thần trong mắt có giúp một cái, lúc này mới cảm giác có cái gì không đúng. Luân hồi mộ địa bên trong, có một khối mộ bia đang lóe lên ánh sáng. Cái này là có thể dẫn động tiêu chuẩn. Diệp Thần hô hấp dồn dập, từng bước một hướng mộ bia đi tới. Còn chưa đến gần, chính là cảm nhận được một cổ rung động thiên địa long ngâm vang lên. Thẳng xông lên màng nhĩ. Vị này là... Diệp Thần con người rơi vào trên mộ bia nóng kim chữ viết bên trên. Bất diệt long đế bốn chữ to, tựa như tự thuật một vị thượng cổ cường giả uy nghiêm. Dám gọi long đế có mấy người? Dám nói bất diệt lại có mấy người? Diệp Thần đưa tay ra, năm ngón tay chạm được mộ bia bên trên. Đột nhiên, một đạo cực mạnh đợt khí cuốn tới. Diệp Thần như vậy tu vi, lại bị rất miễn cưỡng đẩy lui mấy chục bước. Mà luân hồi mộ địa, bụi mù cuồn cuộn phun trào. Che đậy Diệp Thần tầm mắt. Mấy giây sau đó, bụi mù dần dần tản đi. Một cái to lớn người đàn ông bóng người hiển lộ. Người đàn ông cả người đen nhánh phát, trong mắt hiện lên lạnh như băng tia máu, ở trần, quanh thân lại trải rộng cực kỳ huyết tính và uy nghiêm long văn thân. Long văn, chính là người đàn ông khôi giáp. Mà vậy tràn ngập toàn thân long văn bên trên lại tản ra nhàn nhạt tử mang. Chỉ riêng khí chất này, Diệp Thần liền cảm thấy đế vương đích thân tới. Thậm chí vượt qua xa vị kia yêu tộc thanh đế. Như yêu tộc thanh đế mang cho Diệp Thần uy áp là 10, kia bất diệt long đế mang cho Diệp Thần cảm giác chính là 100.000. Bất diệt long đế ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, rồi sau đó ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ước chừng 5 giây. Cuối cùng mở miệng nói, xem ra là ta bản thể xảy ra vấn đề, nếu không cái này thần niệm sẽ không nhanh như vậy ở chỗ này xuất hiện. Để lại cho ta bản thể thời gian không nhiều lắm. Thằng nhóc, ngươi có bằng lòng hay không là ta đi một chuyến thiên đạo cung? Diệp Thần ngẩn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải đại năng tỉnh lại liền đối với hắn đề ra điều kiện. Bất quá, Diệp Thần vậy không nói nhảm, thiên đạo cung là hắn kẻ địch. Hắn vốn là nên đi, cái này vị tiền bối, như ta thực lực đủ, ta tất nhiên đạp bể thiên đạo cung. Chuyện này, ta nguyện ý giúp. Bất diệt long đế khá là tán thưởng nhìn một cái Diệp Thần, sau đó liền nói, ở Trảm Ách Cảnh, liền dám nói đạp bể thiên đạo cung, ngươi hoặc giả là người thứ nhất. Bất quá, không gấp, ta bản thể còn có thể chống đỡ một ít ngày, chuyện này phải từ từ bố trí. Dưới mắt, ngươi tựa hồ có chút phiền toái. Đã như vậy, lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cho ngươi một đạo lễ ra mắt. Một khắc sau, bất diệt long đế trong tay lại treo nổi lên một giọt máu. Giọt máu kia vừa xuất hiện ở luân hồi mộ địa, lại cho Diệp Thần mang tới cực hạn uy áp. Thậm chí liền luân hồi huyết mạch và thiên yêu thân thể đều bắt đầu sôi trào. Bất diệt long đế cánh tay chấn động một cái, vậy máu tươi chính là hướng Diệp Thần ấn đường vọt tới. Một khắc sau. Diệp Thần hơi thở ngay tức thì leo thăng lên. Hai tay càng tựa như nắm vô tận lực. Đây là, Diệp Thần trong mắt có chút khó tin. Bất diệt long đế hai tay chắp sau lưng, quanh thân long văn đang lưu động,
hắn nhàn nhạt nói, này là bản đế long niệm hồn máu, có thể thời gian ngắn tăng lên ngươi thực lực, bên ngoài vị kia, đủ để đối phó. Con rồng này niệm hồn máu cực kỳ chân quý, ngươi cũng không muốn thất lạc bản đế mặt. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, vô cùng tự tin, long đế yên tâm, có long niệm hồn máu, đối phó vị trưởng lão kia, dư sức có thừa. Cùng lúc đó, đệ nhất thần quốc, một bóng người đột nhiên xông vào. Hắn miệng to thở hổn hển, trên mình còn dính một ít máu. Bất quá là máu của người khác. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, người này chính là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái ngọc bội trong tay, lẩm bẩm nói, nơi này chính là đệ nhất thần quốc. Vật này lại có thể đột phá thứ bảy thần quốc và đệ nhất thần quốc trở ngại. Chỉ là, tiếp theo muốn như thế nào tìm được điện chủ. Giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên khó khăn. Nếu như ở thứ bảy thần quốc, hắn ngược lại là có thủ đoạn xác định điện chủ vị trí. Nhưng là đệ nhất thần quốc che đậy hơi thở cực kỳ đậm đà. Ngay tại Diệp Lăng Thiên một buồn mạc triển lúc đó, trước mặt hắn hư không đột nhiên chập chờn. Rồi sau đó, một cái ông lão bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này ông già không phải người khác, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh lão, Diệp Lăng Thiên trong mắt vui mừng, hắn nhưng mà biết Diệp Thần cùng nhau đi tới, đều có Vĩnh lão bóng dáng. Thấy Vĩnh lão, tất nhiên có thể biết Diệp Thần tung tích. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi là như thế nào tiến vào đệ nhất thần quốc? Mặc dù rất nhiều người đều thành công tiến vào đệ nhất thần quốc, nhưng đệ nhất thần quốc và thứ bảy thần quốc vách ngăn cũng không phải là người bình thường có thể phá. Trừ phi người bảo vệ và một ít thân phận đặc thù nhân sĩ, người bình thường muốn vượt qua tầng này vách ngăn, cơ hồ không thể nào. Dù là thần cực tông địa vị bây giờ cũng không được. Diệp Lăng Thiên đem một khối ngọc bài cầm ra, khá là kích động nói, Vĩnh lão, đây là có người đưa đến thần cực tông cho ta, nói điện chủ ở đệ nhất thần quốc, để cho ta hỏa tốc đi. Còn như, tới đệ nhất thần quốc sau chuyện, người nọ không có giao phó. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn lướt qua ngọc bài, như có điều suy nghĩ, xem ra là kỳ bé gái dự định, người tới đệ nhất thần quốc cũng tốt. Đệ nhất thần quốc từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vốn là thuộc về ngươi và Diệp Thần, có lẽ, các ngươi cũng nên đi xem qua đi. Một giây kế tiếp, bên hông hắn bầu rượu bỗng nhiên sử dụng. Bầu rượu ngay tức thì phóng đại, giống như một chiếc phi thuyền. Diệp Lăng Thiên, lên đây đi, ta không có quá nhiều thời gian, đưa ngươi đến nơi đó và Diệp Thần hội hợp đi. Diệp Lăng Thiên nghe được câu này, con ngươi vui mừng. Một bước lên to lớn bầu hồ lô bên trên. Lăng Thiên ở chỗ này cảm ơn Vĩnh lão. Lời còn chưa nói hết, đồ sộ bầu hồ lô chính là như một tiếng sấm tại chỗ biến mất. Phảng phất từ không xuất hiện qua. Thái Uyên kiếm phái. Một phiến bên ngoài cửa chính, vô số đệ tử nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Không chớp mắt. Chỉ vì là, tất cả mọi người tại chỗ đều biết, cửa một khi mở ra. Liền sẽ có một tràng kinh thế cuộc chiến. Bọn họ cũng tò mò, một cái chảm ách cảnh con kiến hôi, coi như lại nghịch thiên, thì như thế nào có thể ở trong vòng một chiêu khiêu chiến đã từng là nửa bước thiên thần cảnh cường giả. Đây cơ hồ không thể nào à. Cho dù chuyện phát sinh mới vừa rồi, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám khinh thị Diệp Thần. Có thể Diệp Thần tiếp theo phải đối mặt là Thái Uyên kiếm phái trưởng lão à. Kéo kẹt. Đột nhiên, cửa mở ra. Một người thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên thần sắc sửng dưng, hai tay chắp sau lưng, quanh thân tản ra khí tức mờ ảo. Người này là Diệp Thần không sai. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều cảm giác được, Diệp Thần tựa hồ có chút không giống. Còn như nơi nào không giống nhau, bọn họ căn bản không nói được. Ngắn như vậy thời gian, Diệp Thần có thể thay đổi gì? Diệp Thần đi tới đấu võ trường, trong mắt đóng chặt, giống như một cái thế ngoại cao nhân vậy. Ra tay đi. Nếu là ở dẫn động bất diệt long đế trước, Diệp Thần có lẽ không dám như vậy. Nhưng làm bất diệt long đế giọt máu kia hội tụ đến toàn thân, Diệp Thần thì có cái này lòng tin. Hơn nữa cái này nhỏ máu lực lượng có lúc hiệu quả. Diệp Thần phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà Diệp Thần một câu nói. Nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn,
lại để cho thân là tiền bối rất nhiều chiêu, xuất thủ trước. Đây cũng quá điên đi. Rất nhiều chiêu con người lóe lên lãnh ý cùng với cẩn thận. Hắn thậm chí lẻ lưỡi liếm liếm môi mình, giống như nhìn chằm chằm con mồi vậy. Một khắc sau, rất nhiều chiêu động. Hắn không có nói gì nhiều nói nhảm, Diệp Thần để cho hắn xuất thủ trước, hắn ước gì. Vì nhận lấy Diệp Thần, mặt có cái gì trọng yếu. Cổ tay hắn lộn, một chuôi toàn thân trắng xám trọng kiếm, xuất hiện ở trong tay. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Rất nhiều chiêu khẽ quát một tiếng, cả người nửa bước thiên thần cảnh linh lực, hoàn toàn bùng nổ, tráng kiện bắp thịt, giống như từng cái nộ long, ở trên thân hình di động, kinh khủng kia cự lực, làm cho chiêu chung quanh hư không, cũng làm hơi vặn vẹo. Một khắc sau, vậy dâng trào linh lực, cùng tuyệt mạnh cự lực, khuynh tả tại vậy trắng xám trọng kiếm bên trên, hung hăng kiếm chém ra. Chân võ ý. Đi đôi với Thái Uyên kiếm ý, ở trắng xám trọng kiếm bên trên lượn lờ, hóa thành ngút trời kiếm uy. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, rất nhiều chiêu, tu hành đồng dạng cũng là Thái Uyên kiếm ý. Nhưng, và Lý Khôn so với, có thể nói một ngày đầy đất. Một kiếm này, vừa có vực sâu thâm trầm khó lường, lại có kiếm chi lẫm liệt sắc bén. Không tệ, chính là sắc bén. Ai nói trọng kiếm, không thể sắc bén. Trọng kiếm muốn tu đến mức tận cùng, nặng nề cùng sắc bén, liền thiếu một thứ cũng không được. Một kiếm lực lượng, làm cho thiên địa cũng làm dao động, vặn vẹo vậy, nhưng lại không có so nổi liếm. Quá khủng bố được, làm ra đầu tê dại. Cho dù là thân là tuyệt đại thiên tài Âu Dương Tịch, đều là mặt hiện sợ hãi vẻ, thật là mạnh, đây chính là uy tín lâu năm cường giả thực lực sao. Cho dù, hắn đối với Diệp Thần vô cùng đồng ý. Cũng cảm thấy được, Diệp Thần đối mặt rất nhiều chiêu, khinh thường. Ngay tại lúc này, Diệp Thần vậy động. Một chuôi đen nhánh trường kiếm, xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Nếu như có người cẩn thận xem, nhất định sẽ phát hiện, Diệp Thần trên cánh tay du động một cái cực kỳ thần bí long văn thân. Lần này, Diệp Thần không có sử dụng thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch, mà là trong mắt thần quang lưu chuyển, đang tìm rất nhiều chiêu một kiếm này sơ hở. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần cặp mắt sáng lên, cả người cự lực mãnh liệt, chân võ ý, kích động ra, sát kiếm bên trên, huyết quang lớn thả, cuồn cuộn kiếm quang, như chư thiên tinh thần chết, hướng rất nhiều chiêu chém điên cuồng đi. Kiếm quang bên trong, hàm chứa một đạo khí tức hủy diệt. Sâu hơn tới đi đôi với một đạo kinh thiên long khiếu. Thoáng qua, Diệp Thần kiếm, liền cùng rất nhiều chiêu kiếm, xảy ra va chạm. Chính là trong chớp nhoáng này tiếp xúc, rất nhiều chiêu con ngươi, nhưng là co rúc lại, gần như điên cuồng co rúc lại. Diệp Thần một kiếm này bên trong, lại là hàm chứa một loại, để cho hắn đều phải làm run rẩy hơi thở. Đó là cái gì, loại ý này vận, cái này loại võ đạo lực lượng, là hắn chưa bao giờ nghe à. Duy nhất, có thể cảm nhận được, chính là khủng bố. Cực kỳ khủng bố. Thái Uyên kiếm ý. Cùng với rất nhiều chiêu chân võ ý, ở chạm được Diệp Thần kiếm mang ngay tức thì, liền bắt đầu bị bại. Bất quá, rất nhiều chiêu không hổ là uy tín lâu năm cường giả, kinh nghiệm chiến đấu, cực kỳ phong phú, cho dù kiếm ý, kiếm quang bị bại, hắn vậy không có chút nào lùi bước, mà là, đem trắng xám trọng kiếm nặng nề cùng với cả người như rồng cự lực, hoàn toàn bạo phát ra. Rất nhiều chiêu khóe miệng, nâng lên vẻ đắc ý nụ cười. Diệp Thần. Người quả thật rất khủng bố, nói riêng về võ đạo ý vận, đã vượt qua ta quá nhiều, có thể dẫu sao, còn quá trẻ. Ta, cũng không chỉ là một tên kiếm tu, đồng thời cũng là một người thể tu. Rất nhiều chiêu cả người lực lượng, đã đột phá hắn cực hạn. Há là Diệp Thần, có thể tiếp nhận. Nhưng ngay khi hai người binh khí trong tay bên trong lực lượng, hoàn toàn truyền ra ngoài một khắc, rất nhiều chiêu diễn cảm động lại. Nếu như... Hắn lực lượng giống như một đạo vắt ngang chân trời thác nước, Diệp Thần lực lượng, chính là một phiến mênh mông biển khơi. Không cách nào so sánh à. Hắn lấy là, mình lực lượng, đột phá hết thảy, coi như là loài người cực hạn, có thể ngày hôm nay, hắn mới biết, mình, nguyên lai vẫn luôn chỉ là một đầu ếch ngồi đáy giếng. Mà hắn đối mặt, tựa hồ là một đầu kinh thiên cự long. Không có quá nhiều thời gian, để lại cho rất nhiều chiêu nghĩ lại. Xúc động, một khắc sau,
hắn thân thể chính là ngay tức thì đảo phi nhi xuất, ầm vang liên tục, đụng sụp Thái Uyên kiếm phái, vô số kiến trúc. Mà đây tòa sân đấu võ, đều cơ hồ phải bị một cái đụng này, vỡ thành phế tích. Yên lặng, hồi lâu yên lặng sau đó. Đất lịch bên trong, mới phát ra một tiếng động tĩnh. Rất nhiều chiêu bò ra, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, sợ. Lúc này, hắn bị thương không nhẹ, nhưng là vô cùng vui mừng. Hắn biết, Diệp Thần thu tay lại, nếu không, mình đã là người chết. Hắn đầu óc, vẫn còn hỗn loạn bên trong, có thể nhìn trước mắt chàng thanh niên, nhưng trong lòng thì tự nhiên dâng lên một cổ kính sợ tình. Theo bản năng mở miệng nói, ta, thua. Cái này bỗng chốc, vốn là yên lặng, ngay tức thì bị phá vỡ, Thái Uyên kiếm phái đệ tử, oanh động. Thái Uyên kiếm phái trưởng lão, đã từng thiên thần cảnh, sau đó rơi vào nửa bước thiên thần cảnh kiếm thể song tu, lại liền bị Diệp Thần một kiếm đánh bại. Cái này truyền đi, toàn bộ đệ nhất thần quốc đều phải hỗn loạn liền chứ. Liền liền Nhạc Thanh Sơn, vậy là một bộ thấy quỷ thần sắc, mà Nhạc Nhu thì không so hưng phấn, kích động. Nàng đoán không lầm, quả nhiên, ngày đó khủng bố chập chờn, chính là Diệp Thần tạo thành. Mà Lâm Tư Kỳ, chính là hoàn toàn tê liệt ngã trên đất, lại là trực tiếp hù được hôn mê, thân thể không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép. Cái này ở Thái Uyên kiếm phái, nguyên bản chúng tinh nâng tháng giống vậy đàn bà xinh đẹp, lúc này, nhưng là không có bất kỳ người quản nàng, và Lý Khôn như nhau, trực tiếp bị mọi người không thấy. Nhạc Thanh Sơn thân hình động một cái, mang Nhạc Nhu, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, hắn trên mặt mang nụ cười lễ phép đối với Diệp Thần chắp tay nói. Diệp công tử, lễ độ, nghe nói Nhu Nhi là ở hái thuốc lúc biết Diệp công tử. Ha ha, đây thật là duyên phận à, ngày hôm nay xảy ra rất nhiều không vui mau, ta đại biểu Thái Uyên kiếm phái, hướng Diệp công tử nói xin lỗi, hy vọng Diệp công tử xem ở Nhu Nhi phân thượng, tha thứ chúng ta. Mọi người ngẩn ngơ, Thái Uyên kiếm phái, đệ nhất thần quốc ẩn núp thế lực tông chủ Nhạc Thanh Sơn, lại là chủ động, hướng Diệp thần nói xin lỗi. Nhạc Thanh Sơn thân phận, đặt ở toàn bộ đệ nhất thần quốc, đều là hết sức quan trọng tồn tại à, cho dù là Vạn Pháp Tông lão tổ Lỗ Ao, cũng chưa chắc có tư cách để cho Nhạc Thanh Sơn nói xin lỗi đi. Có thể hiện tại, đối mặt Diệp Thần, một cái 20 hơn tuổi người tuổi trẻ, Nhạc Thanh Sơn nhưng là nói xin lỗi, hơn nữa, vẫn là ở Diệp Thần phá hủy Thái Uyên kiếm phái thiên tài Lý Khôn, bị thương nặng đại trưởng lão rất nhiều chiêu dưới tình huống, nói xin lỗi. Mọi người cũng không nhịn được, nuốt ngụm nước miếng, nói ra, đều không người tin tưởng chứ. Nói thật, Nhạc Thanh Sơn, có tức hay không? Khí, hắn hận không được trực tiếp cầm Diệp Thần đánh tàn phế, lại buộc hắn gia nhập Thái Uyên kiếm phái khí. Nhưng mà, hắn không dám. Như vậy, dưới mắt tốt nhất lựa chọn, chính là và Diệp Thần nói xin lỗi, hơn nữa, mượn Nhạc Nhu đối với Diệp Thần ân tình, và Diệp Thần, làm quan hệ tốt. Diệp Thần, chính là khủng bố làm đến nước này, có thể bằng vào uy thế, liền để cho đệ nhất thần quốc cường giả đỉnh phong, làm khuất phục. Nhạc Nhu lúc này cũng là mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, có chút thẹn thùng đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, thật xin lỗi, ta cũng đại biểu sư tỷ, đại biểu Lý sư huynh, và tất cả đệ tử, hướng ngươi nói xin lỗi. Diệp Thần nhìn về phía Nhạc Nhu, ánh mắt nhu hòa xuống nói, không sao, chuyện đã qua, coi như xong đi. Nhạc Nhu cứu hắn, hơn nữa đến cuối cùng, cũng kiên trì tin tưởng hắn, Diệp Thần đối với Nhạc Nhu, vẫn rất có hảo cảm, nếu Nhạc Nhu xin tha, Diệp Thần cũng không dự định truy cứu tiếp nữa. Nhạc Thanh Sơn nghe vậy mừng rỡ nói, ha ha ha, tốt, Diệp công tử, sau này cầm Thái Uyên kiếm phái, làm nhà mình chính là, không nên khách khí, ngươi là Nhu Nhi bằng hữu, cũng chính là chúng ta Thái Uyên kiếm phái người mình. Đúng rồi, Diệp công tử. Ta xem ngươi thật giống như bị thương trên người, chúng ta Thái Uyên kiếm phái, có một nơi nuôi tim uyển, ở bên trong, đối với khôi phục thương thế, rất có chỗ tốt, nếu như Diệp công tử không ngại, mời trước tiên ở nuôi tim uyển ở đi. Diệp thần nghe vậy, gật gật đầu nói, vậy thì cảm ơn Nhạc trưởng môn. Âu Dương Tịch mặt liền biến sắc, lão hồ ly này thật đúng là sẽ lôi kéo người. Bất quá, hắn vậy không biện pháp gì, ai kêu Nhạc Nhu cứu Diệp thần đâu. Nhạc Thanh Sơn cười nói, như vậy, Nhu Nhi, người trước mang Diệp công tử đi nuôi tim uyển nghỉ ngơi đi. Hắn trong bụng đại định, mặc dù hao tổn Lý Khôn,
nhưng, cùng và Diệp Thần leo lên giao tỉnh so với, có lẽ, vẫn là bọn họ Thái Uyên kiếm phái kiếm. Lúc này, Nhạc Nhu, nhưng mà lập công lớn à. Nhưng mà, Diệp Thần không có rời đi, mà là trong mắt hơi chăm chú mở miệng nói, Nhạc trưởng môn, trước Quý Tông và ta có cái đánh cuộc, còn định đoạt. Nhạc Thanh Sơn ngẩn ra, chợt cười to nói, tự nhiên định đoạt. Ngươi muốn cái gì, ta cũng giúp ngươi làm chủ. Diệp Thần không dự định nói ra dáng Trần Hàng Long kiếm sự việc, chỉ có thể nói, ta bước vào Quý Tông, tựa hồ cảm nhận được một cổ đã từng thuộc về Vạn Thần đỉnh đồ, không biết Quý Tông nhưng có. Nhạc Thanh Sơn hơi biến sắc mặt, do dự mấy giây, vẫn là nói, ta biết Diệp công tử muốn cái gì, chắc là vậy thần ý thạch. Thần ý thạch. Diệp Thần có chút bối rối, hắn muốn nhưng mà kiếm gãy à, cũng không phải là cái gì đá à. Chẳng lẽ kiếm gãy che giấu ở thần ý thạch bên trong? Nuôi tim huyền, không chỉ là một cái chữa thương chỗ đi, giống vậy, cũng là Thái Uyên kiếm phái bên trong, quy cách cao nhất phòng ở. So với trưởng môn chỗ ở, cao hơn cấp rất nhiều. Vốn là, chỉ có lão tổ cấp bậc khách quý hạ xuống, mới có tư cách vào ở nuôi tim huyền. Có thể Nhạc Thanh Sơn, không chút do dự sẽ để cho Diệp Thần vào ở chỗ này. Hắn thành tựu đứng đầu một tông, biết người đàn ông này ở sau này thành tựu tuyệt đối phi phàm. Nhạc Nhu mang Diệp Thần tiến vào nuôi tim huyền bên trong, là Diệp Thần rót một bình linh trà, hai người ngồi ở trước bàn, sang trọng hoa lệ rộng rãi gian phòng, lộ vẻ được có chút trống trải. Chẳng biết tại sao, ngồi ngồi, Nhạc Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là càng ngày càng đỏ, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không khỏi bị Diệp Thần hấp dẫn, mà ở trên sân đấu võ. Diệp Thần phong thái, thì ở Nhạc Nhu trong lòng, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hơn nữa, phụ thân còn để cho mình muốn cùng Diệp Thần thật tốt sống chung, tăng tiến quan hệ, cái này, phải làm sao đâu. Nàng không phải rất hiểu, nhưng lúc này, cô nam quả nữ, ngồi đối diện trong phòng, mơ hồ, Nhạc Nhu nhưng có thể cảm giác được cái gì, cũng không biết là trong tay linh trà quá nóng, hay là tức ấm lên cao, Nhạc Nhu chỉ cảm thấy được. Trong phòng thật giống như càng ngày càng nóng. Diệp Thần nhìn Nhạc Nhu hình dáng, có chút buồn cười, không khỏi được mở miệng nói, đang suy nghĩ gì. À, Nhạc Nhu cả kinh, nhỏ tay run lên, trong tay nước trà, cũng vẩy một chút đi ra. Nàng quen liền quen nhĩ tế sợi tóc, tựa hồ, muốn che giấu mình khẩn trương, lật đật mở miệng nói ta. Ta đang suy nghĩ, lá, đại ca, người có thể hay không ở kiếm pháp lên. Chỉ điểm một chút ta. Diệp Thần cười nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề, bất quá, không phải hiện tại, ta trên người bị thương, trước phải được chữa thương. Diệp Thần và Lăng Thiên Tiễn Thần trao đổi rất nhiều, vậy coi là rõ ràng liền thần ý thạch và dáng Trần Hàng Long kiếm liên quan. Nhâm tiền bối lực lượng, chỉ sợ sẽ là từ thần ý thạch bên trong, tản ra. Cái gì là thần ý thạch? Cái gọi là thần ý thạch. Chính là một loại có thể uẩn tích chữ thần vận, ý cảnh bảo vật, vậy nhâm tiền bối kiếm ý, sở dĩ dù sao cũng năm không cần thiết tán, gìn giữ đến nay, chính là cái này thần ý thạch công lao. Dĩ nhiên, còn có một chút, mọi người không biết. Thần ý thạch bên trong sợ rằng bị tông môn một vị đại năng động tay chân. Đem dáng Trần Hàng Long kiếm mũi kiếm đưa vào trong đó. Mà mũi kiếm hàm chứa nhâm tiền bối lực lượng. Nhạc Nhu cứu mình. Diệp Thần dĩ nhiên là muốn báo đáp, hắn dự định, là tại thân thể hoàn toàn khôi phục sau đó, lấy đi mũi kiếm, cũng ở nơi này thần ý thạch bên trong, lưu lại một đạo kiếm ý của mình. Đừng xem nhẹ Diệp Thần đạo này kiếm ý, đây chính là ẩn chứa hủy diệt mộ đạo cùng với Lăng Tiêu võ y kiếm ý, hơn nữa còn là cực kỳ thích hợp Thái Uyên kiếm phái lĩnh ngộ tồn tại. Đây đối với Thái Uyên kiếm phái mà nói, là một cái thiên đại tạo hóa. Chỉ cần có thể lãnh ngộ ra trong đó một chút, cũng đủ toàn bộ Thái Uyên kiếm phái thực lực, hung hăng tăng lên một đoạn lớn. Có thể Nhạc Nhu nghe vậy, trong suốt mắt to bên trong, nhưng là thoáng qua một đạo thất lạc ý, tựa như bị thương con thỏ nhỏ vậy, đứng lên nói, vậy, Diệp đại ca ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Nàng trong lòng thật ra thì muốn cùng Diệp Thần, hơn sống chung một hồi, có thể Diệp Thần mà nói, nhưng thật giống như đang đuổi nàng đi vậy. Dứt lời, Nhạc Nhu giống như là chạy trốn tựa như xoay người hướng cửa đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn Nhạc Nhu hình bóng, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười,
lắc đầu nói, bẩm tới. Xem con bé này dáng vẻ, Diệp Thần có chút không đành lòng. Nhạc Nhu xoay người, mắt to long lanh nước nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói, người trước thi triển một chiêu kiếm pháp, để cho ta xem. Nhạc Nhu nghe vậy, mắt đẹp bên trong, hiện lên đại hỉ vẻ nói, được. Nàng thật ra thì, không phải còn mở tim Diệp Thần chỉ điểm nàng kiếm pháp, mà là, có thể cùng Diệp Thần hơn sống chung. Một khắc sau, Nhạc Nhu trong tay nắm một chuôi khiết trắng trường kiếm, thân hình phiêu giật, linh động, trường kiếm trong tay, kiếm ý lưu chuyển, giống vậy vô cùng nhẹ linh. Tốt một kiếm. Có thể, Diệp Thần thân hình, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở Nhạc Nhu bên người, một cái tay bắt được nàng kiều non trắng nõn cổ tay, một cái tay, chạm tới Nhạc Nhu bả vai, thân thể hai người tương dán, hô hấp có thể nghe. Nhạc Nhu mặt, lập tức giống như ánh nắng chiều vậy, đỏ sáng lạng. Thân thể cũng rực cháy nóng lên. Nàng lần đầu tiên, và khác phái dựa vào được gần như vậy. Diệp Thần ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, hắn bất quá cầm Nhạc Nhu làm muội muội mình như nhau, mở miệng nói, Nhu Nhi, không muốn phân tim, mới vừa rồi một kiếm kia, ra lại một lần, lần này, ta sẽ giúp người uốn nắn tư thế, đồng thời, người dựa theo ta nói phương pháp, vận chuyển linh lực. Diệp Thần, ngược lại là không ý tưởng gì khác, làm như vậy, chỉ là vì trợ giúp Nhạc Nhu, uốn nắn nàng xuất kiếm thói xấu, dạy nàng như thế nào chính xác vận chuyển linh lực, để cho một kiếm này, chăn tới hoàn mỹ mà thôi. Nhạc Nhu nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, một kiếm ra, Diệp Thần nắm Nhạc Nhu cổ tay, hơi thay đổi kiếm quang quỹ tích, đồng thời, nắm ở Nhạc Nhu eo cánh tay dùng sức, kéo theo Nhạc Nhu thân thể, một bên nhẹ giọng ở Nhạc Nhu bên tai, dạy nàng vận chuyển linh lực phương thức. Ban đầu, Nhạc Nhu còn không cách nào tĩnh hạ tâm lai, cả người nóng ran, có thể rất nhanh, liền tiến vào trạng thái, nói cho cùng, nàng cũng là một người võ giả, vẫn là tư chất vô cùng là ưu tú võ giả. Lập tức, liền bị Diệp Thần dạy dỗ, hấp dẫn. Rất nhanh, một đạo thông thiên kiếm khí, từ nuôi tim uyển bên trong kích động ra, Nhạc Nhu khó có thể tin nhìn trong tay mình trường kiếm, mới vừa rồi vậy kinh thiên một kiếm, là mình chém ra sao. Thật là, không tưởng tượng nổi. Diệp Thần đơn giản hướng dẫn, sẽ để cho nàng kiếm pháp, tăng lên một tầng thứ à. Diệp Thần cười nhạt nói, trở về hiểu đi, chờ ngươi cầm một kiếm này, hoàn toàn nắm giữ, ta sẽ dạy ngươi cái khác. Nhạc Nhu trùng trùng gật đầu nói, ta biết, Diệp đại ca, ngươi thật là lợi hại à. Dứt lời, hào hứng đi gian phòng của mình chạy đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, con bé này, thật đúng là đơn thuần. Bất quá, cái này loại tính cách, Diệp Thần cũng không ghét. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, không có lập tức bắt đầu chữa thương, mà là cổ tay lột, sát kiếm xuất hiện ở trong tay, ngay tại lúc này, sát kiếm bên trên, ánh sáng chớp mắt. Một quả màu tím tinh thạch, rơi vào trong tay hắn. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trong tay màu tím tinh thạch, đây chính là vậy dẫn động vậy thượng giới lực lượng vật. Bất quá, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thiên ma tộc thi thể bên trong, sẽ sinh ra loại vật này. Ở trên cao cổ liền và thiên ma giao thiệp lăng thiên tiễn thần mở miệng nói, có lẽ, từ thời đại thượng cổ bắt đầu, những thứ này vực ngoại thiên ma sau khi chết, trong cơ thể màu tím tinh thạch, liền đều bị vậy đến từ cao cấp vị diện lực lượng, hấp thu. Diệp Thần cao mày nói, nhưng mà, dù vậy, cũng không nên cho tới bây giờ cũng không có người phát hiện chứ. Theo lăng thiên tiễn thần nói, vòng xoáy kia lực, cực kỳ ẩn núp, người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện, nhưng, cho dù vòng xoáy kia lực, không có ai chú ý tới, cái này màu tím tinh thạch vô hình biến mất, cũng phải có người chú ý tới à. Cũng đừng nói là màu tím tinh thạch biến mất là một, liền liền màu tím tinh thạch tồn tại, cũng không có lưu truyền xuống. Lăng thiên tiễn thần nghe vậy, có chút ngưng trọng nói như vậy, ngược lại là có một cái khả năng. Cái gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Lăng thiên tiễn thần nói, đó chính là, biết chuyện này người, cũng bị diệt khẩu. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng cả kinh. Biết chuyện này người, cũng bị diệt khẩu. Hắn nhìn trong tay màu tím tinh thạch, ánh mắt lóe lên không chừng, vật này kết quả là cái gì, lại trọng yếu đến để cho thượng giới người, không tiếc khóa giới tới, đem người biết rõ tình hình diệt khẩu. Lăng thiên tiễn thần, người nhận được cái này màu tím tinh thạch sao?
Lăng Thiên Tiễn Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, có chút không dám xác định nói, nếu như, ta đoán không lầm, tinh thạch này, rất có thể là truyền thuyết bên trong Tử Tiêu Thạch. Tử Tiêu Thạch. Lăng Thiên Tiễn Thần nói, Tử Tiêu Thạch, truyền thuyết tới từ thai sinh ra chư thiên vạn giới luân hồi căn nguyên. Luân hồi căn nguyên bên trong, có ba loại thần thạch, theo thứ tự là Tử Tiêu Thạch, Ngọc Tiêu Đá, Thần Tiêu Đá. Tử Tiêu Thạch, là trong đó nhất là cấp thấp một loại thần thạch, nhưng cũng là vô cùng chân quý. Đối với võ giả mà nói, tương kỳ luyện hóa, có vô tận chỗ tốt, bất luận là thân xác, thần hồn, linh lực, cũng có thể được tăng lên không nhỏ. Như vật này, thật sự là Tử Tiêu Thạch mà nói, ngược lại thật có thể, hấp dẫn thượng giới tồn tại xuất thủ. Diệp Thần gật gật đầu nói, như thế nói, cái này vực ngoại thiên ma, nói không chừng còn cùng như bánh xe hồi vốn nguyên có liên quan. Nếu thật sự là như thế mà nói, mấy vạn năm trước nhân ma đại chiến, rất có thể, là một chàng vì cướp đoạt Tử Tiêu Thạch mà thúc đẩy âm mưu. Vô cùng có thể, là một cái thượng giới tồn tại, phát hiện vực ngoại thiên ma bí mật, có thể lại chẳng biết tại sao, không cách nào tự mình giết chết thiên ma nhất tộc, đành phải đưa tới chiến tranh. Dựa vào vô số nhân loại máu tươi, tới thỏa mãn mình dục vọng. Diệp Thần trong mắt, bộc phát ra một đạo hàn mang, nếu như, thật sự có người như vậy tồn tại, vậy người này, có thể nói là nên chết tới cực điểm. Đúng rồi, Diệp Thần, còn có chuyện ngươi cần phải biết. Lăng Thiên Tiễn Thần do dự một chút nói. Diệp Thần ngẩn ra, kinh ngạc nói, cái gì? Lăng Thiên Tiễn Thần vô cùng ngưng trọng nói, luân hồi tinh thạch. Cùng với cái này luân hồi mộ địa cấu tạo, ta hoài nghi có thể và cao cấp nhất đừng, cũng là nhất hiếm thấy thần tiêu đá có liên quan. Ta mặc dù không có gặp qua thần tiêu đá, nhưng là thế gian có thể cấu tạo luân hồi mộ địa như vậy nghịch thiên tồn tại, cũng chỉ có thần tiêu đá có thể. Thậm chí, ta mơ hồ cảm thấy, ban đầu Diệp gia diệt vong, và thượng giới người có chút quan hệ. Cái gì? Một khắc sau, Diệp Thần trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận. Cuồng bạo sát ý cuốn sạch toàn bộ luân hồi mộ địa. Diệp Thần, người không nên kích động, đây bất quá là ta suy đoán. Còn có người trước mặt đá có phải hay không Tử Tiêu Thạch còn chưa nhất định. Lăng Thiên Tiễn Thần nói. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần bình phục bỗng chốc tâm tình, ngưng mắt nhìn trong tay màu tím tinh thạch, rốt cuộc có phải hay không Tử Tiêu Thạch, luyện hóa một phen, chẳng phải sẽ biết. Một khắc sau, Diệp Thần lại là trực tiếp đem màu tím kia tinh thạch, nuốt vào trong miệng. Vậy ngay tại trong một cái chớp mắt này, hắn cặp mắt đột nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng tím, Diệp Thần mặt lộ không tưởng tượng nổi vẻ. Thật là mạnh mẽ, tốt năng lượng tinh thuần à. Màu tím tinh thạch bên trong năng lượng, không chỉ có đang mơ hồ tăng lên Diệp Thần thân xác, thần hồn, linh lực, liền liền vậy bị khí tức hủy diệt gây thương tích, thật khó khôi phục thương thế, cũng đang bay nhanh hết bệnh trước. Cái này, quả nhiên chính là Tử Tiêu Thạch. Diệp Thần mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, tập trung tinh thần, bắt đầu luyện hóa Tử Tiêu Thạch năng lượng, cứ như vậy, hắn khôi phục thương thế thời gian, liền có thể rút ngắn thật nhiều. Thần Minh, một gian trong mật thất, hai người nam tử, đang ngồi đối diện nhau, diễn cảm ngưng trọng. Một người, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, mặc đen trắng bảo phục, chính là Thần Minh Minh Chủ Qua Sán. Mà một người khác, chính là một người nhìn như khá là hiền hòa người trung niên, hắn là đã từng là huyết thứ minh chủ Hạng Viễn. Hôm nay, huyết thứ đã bị Diệp Thần lấy sức một mình phá hủy. Hạng Viễn sở dĩ đi tới nơi này, dĩ nhiên là bởi vì Diệp Thần giao phó chuyện. Qua Sán hít sâu một hơi, hướng về phía Hạng Viễn hỏi, Hạng huynh, như thế nói, cái này Vạn Pháp Tông rất có thể đã đầu phục thiên ma tộc. Hạng Viễn gật đầu nói, không sai. Qua Sán ánh mắt chớp động, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, Hạng huynh, chuyện này nhưng còn có những người khác biết. Hạng Viễn lắc đầu nói, không có. Hạng Viễn là một cái tâm cơ rất nặng người, cái gọi là liên hệ người, thật ra thì đều là đi qua tẩy não con rối mà thôi. Qua Sán gật gật đầu nói, đã như vậy, Hạng huynh, ngươi có thể đi chết. Ngươi nói gì sao? Hạng Viễn hơi sững sờ, tựa hồ không có phản ứng kịp. Một khắc sau, hắn mới tựa như nhớ ra cái gì đó vậy, thần sắc biến, thân hình hắn một chuyển liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng mật thất ra bay vút đi. Đồng thời, trong tay nhiều hơn một chuôi sấm sét lượn quanh cái rìu lớn, hung hăng hướng cửa, chém một cái xuống.
Hạng Viễn, mặc dù không phải là cường giả, nhưng, hắn thống lĩnh huyết thứ, dựa vào cũng không phải là võ lực à. Đối mặt Qua Sán, hắn không có lòng tin. Lúc này, hắn đã kịp phản ứng, Vạn Pháp Tông mặc dù có thể như vậy dễ dàng đem Diệp Thần dẫn nhập ma cửa đại trận, là bởi vì là thần minh bên trong, tồn tại gian tế. Có thể bất luận là hắn, vẫn là Diệp Thần, suy nghĩ bên trong cũng xuất hiện một cái điểm mù. Đó chính là, bọn họ theo bản năng, cũng không có đi hoài nghi thần minh minh chủ Qua Sán. Dẫu sao, có thể đảm nhiệm thần minh minh chủ người, đều là đi qua ngàn chọn vạn chọn, trọng yếu nhất, chính là đối với thần quốc trung thành. Bất quá, mọi việc luôn có ngoại lệ, Qua Sán chính là một cái ngoại lệ. Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy mật thất trên cửa, hiện ra một đạo quang hoa, đỡ được cái này một dìu, nhưng, màn sáng bên trên, phân bố vết nứt, hiển nhiên, cũng chỉ có thể ngăn cản một chút thôi, hạ nhất kích, liền sẽ nghiền. Có thể Qua Sán, nhưng là cười lạnh một tiếng, một cái chớp mắt này, liền vậy là đủ rồi. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, ánh sáng trắng đen mang, dạo rực ra, chân võ ý ở nhỏ hẹp trong mật thất xen lẫn, cuồn cuộn kiếm quang hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang, hướng Hạng Viễn ngay đầu chụp xuống. Hạng Viễn thấy vậy, cố không được công kích nữa lối ra, mãnh xoay người lại, cả người linh lực 200% bùng nổ, máu tươi cháy, trong nháy mắt. Lại là đem tất cả bảo vệ tánh mạng bí thuật, toàn bộ thi triển ra, hắn cả người ra, cũng hóa thành màu máu, chuôi này cái dìu lớn trên lôi quang, trong chốc lát mạnh múc. Hạng Viễn hai tay giơ lên cái dìu lớn, điên cuồng hét lên một tiếng, dìu ý dâng trào, hung hăng hướng đỉnh đầu võng kiếm, chém một cái đi. Có thể một khắc sau, cái này cuồng bạo một dìu, rơi vào kiếm kia lưới bên trong, nhưng lại im hơi lặng tiếng mất đi, thậm chí, liền một chút chập chờn. Cũng không có tung lên. Làm sao có thể? Hạng Viễn kinh hô một tiếng, hướng Qua Sán nhìn, cái này không thể nào. Qua Sán, coi như so hắn mạnh rất nhiều, cũng không khả năng chênh lệch lớn như vậy à. Hạng Viễn, thậm chí liền ngẫm nghĩ cơ hội cũng không có, kiếm kia lưới cũng đã đem hắn thân thể chìm ngập. Ngươi tại sao? Thanh âm hoàn toàn hơi ngừng. Trong mật thất, vậy vang lên một tiếng hét thảm. Qua Sán theo vung tay lên, đem trước người một hồi xương máu quét sạch, cái này đã từng ở đệ nhất thần quốc dung chuyển trời đất một đời kiêu hùng, lúc này mất đi, tựa như thế gian, chưa bao giờ có người này vậy. Hắn sửa sang lại áo khoác, liền rời đi mật thất đi. Lúc này, thần minh đại điện bên trong, tụ tập tất cả đại thần nước cường giả đỉnh phong cùng tất cả nước người bảo vệ. Bọn họ sắc mặt, đều là một hồi khó khăn xem. Bọn họ ước chừng ở nơi này ma môn đại trận bên trong, vây hãm mấy ngày, vừa mới được thoát khốn ra. Hơn nữa, còn có mấy tên người bảo vệ, chết ở trong trận. Những thứ này tất cả nước chí cường, đều là kiêu ngạo, vô cùng tôn quý tồn tại, lúc nào, bị thua thiệt như vậy. Nếu là bị bọn họ biết, là ai bày vòng bộ, tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy để cho đối phương trả giá thật lớn. Đây là, Phong Thiếu Vũ mở miệng nói, các ngươi. Có hay không cảm thấy, chuyện lần này rất kỳ quái. Mọi người nghe vậy, đều là khẽ cau mày, lần này bị kẹt vào trong trận, quá kỳ hoặc. Bọn họ cũng không biết ma môn đại trận lai lịch, bất quá, bọn họ cũng biết, cái này loại đại trận, không chuẩn bị nói trước, bố trí là không thể nào hoàn thành. Nhưng mà, tại sao có người sẽ biết bọn họ muốn đi trước mãng thần sơn mạch đâu? Phong Thiếu Vũ ánh mắt chớp động nói. Nếu như ta đoán không sai mà nói, chúng ta hoặc là thần minh bên trong, có gian tế, dẫu sao, đi mãng thần sơn mạch chuyện, trừ thần minh tinh anh và chúng ta, không có ai biết. Mọi người nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt. Gian tế, cùng ma tộc cấu kết, này các loại tội danh, cho dù là tất cả nước chí cường, cũng đảm đương không nổi à. Cái này, là tội chết bên trong tội chết. Đây là, Tiểu Báo âm trầm nói. Diệp Thần và Đồ Lan Tâm, còn chưa có xuất hiện sao? Mọi người lắc đầu một cái, Diệp Thần, Đồ Lan Tâm, cùng với thần minh Tống Kim Nghĩa, đều ở đây cuộc tao loạn này bên trong mất tích, liền thi thể cũng không có tìm được. Tiêu Báo cau mày nói, các ngươi chưa thấy được có vấn đề. Lấy Diệp Thần thực lực, cái này ma môn đại trận, cùng với những sát thủ kia, đối với hắn mà nói, căn bản không thành vấn đề, nhưng mà hắn tại sao không có xuất hiện? Phong Thiếu Vũ, cũng là trong mắt bạc mang chớp mắt nói, không tệ.
Thậm chí, nếu như Diệp Thần có thể ra tay trợ giúp chúng ta phá trận mà nói, chúng ta đã sớm đi ra, vì sao còn như bị kẹt nhiều ngày như vậy? Tiêu Báo và Phong Thiếu Vũ, trong mắt đều là u quang lập lòe, bọn họ đều bị Diệp Thần đánh trọng thương qua, mặc dù ngoài miệng đã nhận thua, có thể nếu nói là trong lòng không có oán khí, đó là không thể nào. Cái này hai người, cũng đều là mỗi người thần quốc thiên tài con em à. Vẫn là hạng thứ hai, thứ ba thần quốc thiên tài, lúc nào nhận khuất nhục như vậy? Diệp Thần, nói là cả đời của bọn họ bóng mờ, cũng không quá đáng. Đừng nói là bọn họ, liền liền còn dư lại mọi người, trong mắt đều là thoáng qua một đạo khói mù. Bọn họ, đối với Diệp Thần mạnh mẽ, đều là vô cùng tín nhiệm, thậm chí, ở ma môn đại trận bên trong, Diệp Thần vậy vẫn là bọn họ hy vọng, trụ. Nhưng mà đâu? Đến cuối cùng, Diệp Thần, vẫn không có xuất hiện. Bên trong đại điện không khí, trong chốc lát cũng nặng nề, quỷ dị, mặt của mọi người sắc, càng ngày càng khó xem. Một cái ý tưởng kinh khủng, không khỏi được ở bọn họ trong lòng hiện lên. Có thể, không có người nói đi ra. Bọn họ không dám nói. Rốt cuộc, Tiêu Báo cắn răng một cái, hung hãn mở miệng nói, ở ma môn đại trận bên trong không xuất hiện, hiện tại lại đi chơi mất tiêu. Nếu như nói, chúng ta bên trong có gian tế mà nói, còn cần phải ta nói, ai khả nghi nhất sao? Cái này một lời, tựa như khơi dậy thiên tầng lãng. Mọi người ánh mắt chớp động, như thế xem ra, Diệp Thần trên mình quả thật tràn đầy điểm khả nghi. Người, đối với so mình ưu tú tồn tại, thường thường cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, hy vọng từ trên người đối phương thấy khuyết điểm, chưa đủ, lấy thỏa mãn trong lòng thăng bằng. Tiêu Báo lời ấy, liền tựa như một cây diêm quẹt vậy, nổ mọi người trong lòng nghi kỵ. Diệp Thần trên mình nghi điểm lớn nhất, là cái gì? Chính là hắn quá ưu tú. Cái này, cũng là để cho tất cả đại thần quốc cường người, nhất không cách nào tiếp nhận sự thật. Cho nên, bọn họ trong lòng đều hy vọng thấy Diệp Thần điểm nhơ, đều hy vọng, Diệp Thần thực lực lai lịch bất chánh. Như vậy, bọn họ và Diệp Thần chênh lệch, tựa hồ cũng chưa có lớn như vậy, không phải sao? Phong Thiếu Vũ hử lạnh nói, một người đến từ thứ bảy thần quốc loại rác dưới này địa phương người, làm sao có thể có như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ta xem. Diệp Thần rất có vấn đề. Mọi người vậy rối rít phụ họa nói, không sai, người này quá quỷ dị. Đúng vậy, có lẽ, lực lượng này chính là cùng ma tộc giao dịch lấy được. Trảm ách cảnh, có hỗn độn hậu kỳ thực lực. Ha ha, trừ đem mình linh hồn, lương tâm, bán cho ma tộc, ta không nghĩ tới cái thứ hai khả năng. Những người này, thật ra thì đối với vực ngoại thiên ma, cũng không coi là bao nhiêu biết rõ, nhưng, bọn họ đều biết. Vực ngoại thiên ma có tăng lên võ giả lực lượng quỷ dị thủ đoạn. Ngay tại lúc này, bên ngoài đại điện, vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử. Các vị không hổ là tất cả đại thần nước trí cường, quả nhiên, nhìn rõ mọi việc, bổn tọa có thể chứng minh, cái này Diệp Thần, chính là vậy ma tộc gian tế. Mọi người nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, đều là hướng vậy đại điện lối vào nhìn, chỉ gặp ngoài cửa. Đi vào một người đàn ông trung niên cùng với một người tóc bạc mặt hồng hào ông già. Lão kia người, chính là thần minh minh chủ Qua Sán. Qua Sán lúc này, lạc hậu vậy người đàn ông trung niên nửa bước, hiển nhiên vậy người đàn ông trung niên thân phận, không bình thường. Người đàn ông trung niên hướng về phía trong điện mọi người hơi ôm quyền nói, bổn tọa chính là Vạn Pháp Tông đại trưởng lão, Điền Phi Minh, gặp qua các vị. Tất cả quốc cường người. Đều là con người hơi co lại, Vạn Pháp Tông danh tiếng, bọn họ cũng không xa lạ gì. Đây chính là, chiếm cứ đệ nhất thần quốc, đệ nhất thế lực đồ vật khổng lồ à, hắn thanh danh, cho dù ở cái khác thần quốc, đều là như sấm bên tai, truyền thuyết giống vậy tồn tại. Thứ hai thần quốc người bảo vệ Vân Tử Anh nghe vậy, nhưng là khẽ cau mày nói, Điền trưởng lão, người nói Diệp công tử, là ma tộc gian tế, có chứng cớ không? Hơn nữa, chuyện này cùng Vạn Pháp Tông, có quan hệ gì sao? Nếu nói là người ở tại tràng bên trong, tin tưởng nhất Diệp Thần trong sạch, chính là Vân Tử Anh. Nàng hoàn toàn không tin Diệp Thần sẽ là ma tộc gian tế. Tại sao? Nguyên nhân, rất đơn giản. Nói khó nghe, nếu như, Diệp Thần là ma tộc gian tế mà nói, các nàng những người này căn bản không có thể ở ma môn đại trận bên trong, sống sót chứ. Đây là...
Điền Phi Minh trên mặt lộ ra một chút bi thương vẻ nói, không dối gạt các vị, bổn tọa đệ tử Cao Ân, cùng với thần minh Tống Kim Nghĩa, đều đã bỏ mạng ở liền cái này gian tế trong tay. Còn như chứng cớ, hắn nhìn về phía thần minh minh chủ Qua Sán. Qua Sán gật gật đầu nói, Kim Nghĩa trước khi chết, đã truyền về tin tức, nói Diệp Thần chính là ma tộc gian tế. Qua Sán, ở trong lòng cười nhạt, Tống Kim Nghĩa quả thật truyền về tin tức, nói phát hiện ma tộc gian tế, bất quá, hắn nói gian tế, dĩ nhiên là Cao Ân, mà không phải là Diệp Thần. Nhưng, cho dù là Tống Kim Nghĩa cũng không nghĩ tới, Vạn Pháp Tông cùng ma tộc cấu kết chuyện, Qua Sán đã sớm biết rồi. Phong Thiếu Vũ cùng Tiêu Báo hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng, bọn họ không hẹn mà cùng phụ họa nói, quả nhiên như vậy. Nếu như, cái này đến từ thứ bảy thần quốc, chỉ có chạm ách cảnh tu vi phế vật, không phải đầu phục ma tộc, lấy được không thuộc về mình lực lượng, lại làm sao có thể đem bọn họ hai người nghiền ép. Mặt của hai người bàng lên, cũng nổi lên một cái thâm độc nụ cười. Ha ha, Diệp Thần, ban đầu ngươi không phải đánh chúng ta, đánh rất vui vẻ, rất phách lối sao? Hiện tại, ngươi xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Bắt đầu từ hôm nay, thất đại thần quốc vô số võ giả, cũng sẽ trở thành vì ngươi kẻ địch. Coi như ngươi mạnh hơn nữa, vậy được chết. Vân Tử Anh đôi mi thanh tú nhíu chặt, mắt đẹp không ngừng lóe lên, hiển nhiên, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Điền Phi Minh cùng Qua Sán nói, nhưng, nàng lại không có phản bác. Lúc này, phản bác là vô dụng, Vạn Pháp Tông đại trưởng lão và thần minh minh chủ, đều nói Diệp Thần là gian tế. Nàng chẳng qua là thứ hai thần quốc người bảo vệ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nghi ngờ cái này hai vị thân phận, địa vị, cũng chí cao vô thượng tồn tại. Như vậy, bất quá là tự tìm cái chết mà thôi. Phong Thiếu Vũ có chút không kịp chờ đợi nói, Mâu Minh Chủ, Điền Trưởng Lão, các ngươi hiện tại có thể phát hiện vậy gian tế tung tích. Nếu đã xác định, hắn là gian tế, chúng ta hẳn nghiêng hết tất cả lực lượng, đem tiêu diệt mới là. Hắn hưng phấn. Không thể chờ đợi. Cái này, nhưng mà hắn hướng Diệp Thần trả thù tốt cơ hội à? Thật ra thì, Phong Thiếu Vũ thật tin tưởng Diệp Thần là gian tế sao? Chưa chắc, bất quá, hắn căn bản không quan tâm. Diệp Thần là gian tế cũng tốt, không phải gian tế cũng được, hắn, chỉ muốn thấy được Diệp Thần chết. Điền Phi Minh lắc đầu nói, vậy gian tế ẩn núp rất sâu, bất quá, muốn phải đối phó hắn, vậy không phải là không có biện pháp. À, Phong Thiếu Vũ hai tròng mắt sáng lên nói, Điền Trưởng Lão, có gì diệu kế? Điền Phi Minh khẽ vuốt dưới hàm râu ngắn, mỉm cười nói, đệ nhất thần quốc cường giả như mây, chúng ta chỉ cần ban bố luân hồi lệnh truy sát là được. Ai có thể bắt giữ Diệp Thần, ta Vạn Pháp Tông liền cầm ra một chuôi thượng cổ vật. Thần Minh Minh Chủ cũng là con người đông lại một cái, mở miệng nói, vì duy trì đệ nhất thần quốc chính nghĩa. Cũng vì không để cho cái này loại nghiệt chướng ô nhục luân hồi chi chủ từng ở lâu đệ nhất thần quốc. Ta thần minh sẽ cầm ra một viên vạn cổ kim đan. Hơn nữa ba cái thần minh hiếm thế vật. Giờ khắc này, mọi người hô hấp dồn dập. Thủ bút này quá lớn. Đừng nói hỗn độn cảnh. Liền liền những ngày đó thần cảnh chỉ sợ cũng không cách nào cự tuyệt à. Lần này, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Thiếu Vũ vô cùng kích động. Nhưng hắn nghĩ đến Diệp Thần đáng sợ, vẫn là nói, nếu như vẫn là không có tìm được Diệp Thần đâu. Điền Phi Minh cười một tiếng, vậy còn có cái cuối cùng phương án. Ha ha, phế vật này, đến từ thứ bảy thần quốc thần cực tông, chắc hẳn nơi đó có rất nhiều hắn đồng bọn, đảng vũ chứ. Mọi người nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó, thần sắc đều là âm ngoan xuống. Qua Sán cũng là mặt mỉm cười, nói tiếp, ha ha. Hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Ta thần minh cùng Vạn Pháp Tông đã quyết định, nếu như trong một tháng không thấy được Diệp Thần, liền hiệu triệu tất cả nước võ giả, công nhập thứ bảy thần quốc, trinh phạt lấy Diệp Thần cầm đầu một đám ma đảng. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn vẻ nói, nếu như hắn những thứ này đồng bọn, đảng vũ, đều phải chết mà nói, cho dù là cái này gian tế, vậy tránh không nổi nữa chứ. Phong Thiếu Vũ và Tiêu Báo nghe vậy. Đều là vỗ tay cười to nói, được. Điền Trưởng Lão cùng Mâu Minh Chủ, thật là ra cái ý kiến hay à. Điền Phi Minh nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đem luân hồi chu diệt làm tuyên bố đi xuống. Phỏng đoán không phải mấy ngày,
toàn bộ đệ nhất thần quốc cường giả cũng sẽ tìm vậy Diệp Thần. Đến lúc đó Diệp Thần chắp cánh khó khăn bay. Mọi người nghe vậy, đều là hô to một tiếng nói, ha ha, chu diệt Diệp Thần, đạp bằng thần cực tông. Vân Tử Anh nhưng là trầm mặc, nàng hơi cúi đầu, không người nào có thể thấy rõ nàng diễn cảm, mà lúc này, Vân Tử Anh mắt đẹp bên trong, lại là thiêu đốt hừng hực lửa giận. Chu diệt Diệp Thần, đạp bằng thần cực tông. Những người này, ở đùa gì thế? Cái này, nơi nào là muốn thay trời hành đạo, trừng phạt ma tộc gian tế? Đây rõ ràng là muốn khơi mào tất cả đại thần nước nội đấu à? Hôm nay, vực ngoại ma tộc xâm lược sắp tới, những người này, lại vẫn vì một mấy cửu hận, mà nội đấu. Vân Tử Anh vừa là tức giận, lại là tuyệt vọng. Chẳng lẽ, nhân tộc thật rất bất quá lần này kiếp nạn sao? Nếu như vị kia bao trùm hết thảy luân hồi chi chủ còn sống, ai dám nội đấu? Chỉ tiếc luân hồi chi chủ bỏ mình. Vĩnh viễn sống sót ở trong truyền thuyết. Không thể nào xuất hiện lại. Đây là Vân Tử Anh tiếc nuối, cũng là thần quốc mọi người tiếc nuối. Thái Uyên kiếm phái. Nuôi tim uyển bên trong, một người nam tử ngồi xếp bằng trong phòng, quanh thân lóe lên tử quang nhàn nhạt. Đây là, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng tím bạo tránh, cơ hồ muốn bắn thủng nuôi tim uyển nóc phòng, xông thẳng tới chân trời. Một cổ tuyệt cường khí tức, bay lên, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ Thái Uyên kiếm phái. Thái Uyên kiếm phái bên trong mọi người, đều là thân hình khẽ run, mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ hướng nuôi tim uyển chỗ ở phương hướng nhìn. Hơi thở này, quá khủng bố. Chỉ chốc lát sau, hơi thở kia, chậm rãi thu liếm. Diệp Thần cảm thụ trong cơ thể cường đại lực lượng, cái này tử tiêu thạch quả nhiên là chí bảo. Không gần như vậy mau, liền khôi phục hắn thương thế, còn để cho hắn lực lượng, thần hồn, cường độ thân thể, linh lực ngưng luyện trình độ, cũng hung hãn tăng lên một lớn đoạn. Trọng yếu hơn chính là để cho hắn cảnh giới vượt qua đến Trảm Ách tầng 8 thiên. Chỉ tiếc, hắn sớm liền có thể đột phá, nhưng một mực áp chế. Hiện đang đột phá đến tầng 8 trời. Thực lực không tính là tăng trưởng quá khủng bố. Nhưng tổng thể mà nói, hắn chiến lực, lần nữa dương cao 30%. Như đối mặt nửa bước thiên thần cảnh, cũng có thể dung chuyển. Thậm chí thiên thần cảnh nhất tầng thiên, cũng có thể thử một chút. Chỉ bất quá hắn không cùng thiên thần cảnh gặp qua nhiều ít tay, sợ rằng thiên thần cảnh khóa độ cực kỳ lớn. Cảnh giới càng về sau, trước sau khoảng cách liền sẽ càng phát ra khủng bố. Hắn muốn vượt cấp mà chiến, vậy càng ngày sẽ càng khó khăn. Hắn bây giờ muốn bắt lại thiên thần cảnh nhất tầng thiên, vậy cực kỳ khó khăn. Như muốn chân chính thay đổi, sợ rằng phải cùng mình bước vào hỗn độn cảnh. Hắn lẩm bẩm nói, khôi phục xong hết rồi, là thời điểm rời đi Thái Uyên kiếm phái. Bất quá, ở trước khi rời đi, hắn còn có một việc phải làm. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình chớp mắt. Liền xuất hiện ở Nhạc Nhu trước cửa phòng, gõ cửa một cái. Bất quá, nhưng không có trả lời, hắn khẽ cau mày, cảm ứng được Nhạc Nhu ngay tại trong phòng, nhưng mà tại sao không có trả lời? Chẳng lẽ, là lĩnh ngộ ngày hôm qua mình dạy dỗ, bị thương? Một khắc sau, hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Lúc này, Nhạc Nhu trong tay cầm một thanh trường kiếm, vẫn đứng ở trong phòng ngẩn người, nhìn như thần sắc có chút thất lạc. Diệp Thần hỏi, Nhu Nhi, thế nào? Nhạc Nhu cả kinh, lúc này mới phát hiện liền Diệp Thần, cũng không biết lúc nào, đến mình gian phòng tới. Nàng mặt đẹp hơi ửng đỏ, mặc dù nàng tuổi không lớn lắm, nhưng đã mới biết yêu, cái này còn là lần đầu tiên có nam tử đến chính nàng khuê phòng tới. Bất quá, nàng lại không có tức giận, ngược lại, vừa xấu hổ, lại vui vẻ. Nhạc Nhu khẽ thở dài một hơi nói, Lâm Sư Tỷ và Lý Sư Huynh. Bị trục xuất sư môn. Diệp Thần gật đầu một cái, không ngạc nhiên chút nào. Thái Uyên kiếm phái muốn lôi kéo mình, tự nhiên không thể nào cầm cái này hai người lưu lại. Mà sở dĩ, đi tới bước này, vậy hoàn toàn là cái này hai người lỗi do tự mình gánh thôi. Bất quá, bỏ mặc cái này hai người nhân phẩm như thế nào, nói cho cùng, các nàng là bầu bạn Nhạc Nhu lớn lên, cảm tình vẫn phải có, mà Nhạc Nhu... cũng không xem Thái Uyên kiếm phái những cao tầng kia như nhau, chỉ coi trọng lợi ích, hoàn toàn không thấy cảm tình. Đối với Nhạc Nhu như vậy tính cách, Diệp Thần ngược lại hơn nữa thích. Bất quá, Nhạc Nhu cũng không trách Diệp Thần, nàng mặc dù thất lạc,
nhưng cũng biết, sai không phải Diệp Thần, mà là Lý Khôn và Lâm Tư Kỳ. Diệp Thần cười nói, cô bé, chuyện đã qua, liền không nên suy nghĩ nhiều, võ giả, vốn là nghịch thiên mà đi, đối với cường giả chân chính mà nói, bất luận dạng gì khốn cảnh, cũng là có thể khắc phục. Hắn đột nhiên kéo lại Nhạc Nhu nói, ta mang ngươi, đi một chỗ. Một khắc sau, hai người đồng thời, từ trong phòng biến mất. Thái Uyên kiếm phái bên trong, một khối mấy chục mét cao đá lớn trước, bóng người chớp mắt, một nam một nữ, xuất hiện ở nơi này. Chính là Diệp Thần cùng Nhạc Nhu. Nhạc Nhu nhìn cự thạch kia một mắt, hiếu kỳ nói, Diệp đại ca, đây không phải là chúng ta Thái Uyên kiếm phái thần ý thạch sao? Người dẫn ta tới nơi này, làm gì? Thần ý thạch, coi như Thái Uyên kiếm phái bên trong một nơi kỳ quan, bất quá, nơi này kiếm ý quá mạnh mẽ, cho dù là Thái Uyên kiếm phái đệ tử, đều có chút không cách nào chịu đựng, rất ít tới nơi này, chỉ có thỉnh thoảng, sẽ có một ít tư chất cực cao đệ tử tới nơi này hiểu thôi. Lúc này, thần ý thạch chung quanh, trừ Diệp Thần cùng Nhạc Nhu ra, không có một bóng người. Diệp Thần mỉm cười nói, cho ngươi xem ngon giống vậy đồ. Thứ tốt, Nhạc Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tò mò thần sắc, nơi này trừ hai nàng và khối này đá lớn đầu, không có gì cả à, có thứ gì tốt có thể thấy thế nào. Đột nhiên bây giờ, Nhạc Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, nàng nhớ tới rất lâu trước, Lâm Tư Kỳ và nàng nói qua một ít lời, chẳng lẽ, cô nam quả nữ, ở không địa phương có người, nhìn thứ tốt, sẽ là. Nhạc Nhu mắt đẹp có chút bối rối, cục xúc bất an nắm mình váy đầm dài, hô hấp cũng tăng nhanh. Bất quá, nàng vẫn là lấy dũng khí, đối với Diệp Thần nói, Diệp đại ca. Ta cho tới bây giờ không có xem qua các ngươi nam sinh cái vật kia, nhưng là, nếu như là ngươi muốn cho ta nhìn, ta nguyện ý tốt đẹp mắt. Thậm chí có thể giúp ngươi. Diệp Thần hơi sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới con bé này một lời không hợp liền lái xe. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta nói đúng, để cho ngươi nhìn ta một chút võ đạo ý vận. À, Nhạc Nhu nghe vậy, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay tức thì đỏ bừng, thật là xem cục sắt nung đỏ vậy. Mất thể diện chết. Mình lại và Diệp Thần, nói thứ lời đó. Ngươi trước ở chỗ này chờ. Diệp Thần nói xong, chính là hướng thần ý thạch đi tới. Hắn từ luân hồi mộ địa lấy ra vậy gãy lìa dáng Trần Hàng Long kiếm. Dáng Trần Hàng Long kiếm nhất ra, toàn bộ thần ý thạch lại có thể kịch liệt run rẩy. Hơn nữa thần ý thạch bộc phát ra một đạo thông thiên tia máu. Đỏ tươi chùm tia sáng xông thẳng tới chân trời. Mà Diệp Thần vậy rất miễn cưỡng bị đánh bay ra ngoài. Diệp Thần bối rối. Đây là lực lượng gì? Không thể tưởng tượng nổi đến mức tận cùng. Thậm chí, nếu như mới vừa rồi hắn không có kích hoạt xích trần thần mạch và thiên yêu thân thể, nói không chừng sẽ hóa là xương máu à? Đây chẳng qua là đảm nhiệm lưu lại từng tia, hơn nữa còn sót lại không biết bao nhiêu năm lực lượng. Chỉ tiếc, đảm nhiệm võ học quá cao cấp. Thái Uyên kiếm phái căn bản không hấp thu được, thậm chí hình thành một loại võ học áp chế. Để cho Thái Uyên kiếm phái đi vào nào đó loại đường rẽ. Sợ rằng Thái Uyên kiếm ý chính là do này tới. Diệp Thần đứng lên, lau sạch khóe miệng máu, từng bước một hướng dáng Trần Hàng Long kiếm đi tới. Hắn một giọt máu tươi rơi vào dáng Trần Hàng Long trong kiếm. Một giây kế tiếp, hư không chấn động. Thần ý thạch sau lưng xuất hiện một kẽ hở. Đột nhiên, một thanh kiếm nhọn lao ra thần ý thạch. Mà thần ý thạch vậy ngay tức thì ảm đạm. Một cổ lăng liệt kiếm ý tựa như làm cho cả Thái Uyên kiếm phái lâm vào vô cùng vô tận động đất. Diệp Thần hô hấp dồn dập, một khắc sau, luân hồi mộ địa chính là truyền đến một đạo cực kỳ kinh khủng chấn động. Lại đem kinh khủng này kiếm ý hấp thu hầu như không còn. Hết thảy, ngay lập tức gió êm sóng lặng. Diệp Thần mang đi đảm nhiệm kiếm ý cùng với dáng Trần Hàng Long kiếm một phần chia, tự nhiên muốn lưu lại một ít thứ. Thích hợp hơn Thái Uyên kiếm phái đồ. Một khắc sau, Diệp Thần trong tay nhiều hơn một chuôi đen nhánh trường kiếm, trầm giọng nói, Nhu Nhi, coi được. Chân võ ý kích động ra, kiếm mang bạo tránh, nếu như đầy trời hàn tinh, chết mặt đất. Nguyên bản, Nhạc Nhu vẫn còn ở xấu hổ, ngay tức thì liền bị Diệp Thần một kiếm này, hoàn toàn hấp dẫn. Một kiếm chém ra, như biển kiếm quang bên trong,
một đạo làm người sợ hãi đạo vận, ở kiếm quang bên trong hiện lên. Chính là vậy hủy diệt mộ đạo hơi thở. Diệp Thần một kiếm này, có thể nói không giữ lại chút nào. Kiếm quang, ngay tức thì khuynh tả tại liền thần ý thạch bên trên, nhưng mà vậy đen thui đá lớn, lại không có hóa là nghiền. Một khắc sau, kiếm quang thu liếm, thần ý thạch bề ngoài bên trên, xuất hiện một đạo vết kiếm sâu. Nguyên bản tản ra nhàn nhạt kiếm ý thần ý thạch bên trong, đột nhiên, nổi lên một món khác mạnh mẽ, bá đạo, lăng tiêu phá trời, mang khí tức hủy diệt ý vận. Cái này, chính là Diệp Thần võ đạo ý vận. Nhạc Nhu mắt đẹp bên trong, thần quang bạo tránh, cái này ý vận xuất hiện đồng thời, nàng lại là nắm một thanh trường kiếm, thân hình mở ra, kiếm quang tràn ra, không ngừng xuất kiếm. Nhạc Nhu kiếm, nhìn như, tựa hồ rất xốc xếch, không có chương pháp gì, nhưng dần dần, kiếm quang bên trong, nhưng lại thật giống như nhiều hơn chút gì. Diệp Thần gật đầu một cái, Nhạc Nhu tư chất, nhưng là rất tốt, mà nàng vậy đơn thuần trong suốt tâm tính, vậy vô cùng là thích hợp kiếm đạo. Xem ra, nàng đã từ Diệp Thần võ đạo ý vận bên trong, lĩnh ngộ cái gì, đang lục lọi. Đây là, lại có mấy đạo thân ảnh, xuất hiện ở thần ý thạch trước. Chính là Thái Uyên kiếm phái trưởng môn Nhạc Thanh Sơn, cùng với một tất cả trưởng lão. Không chỉ là bọn họ, càng ngày càng nhiều Thái Uyên kiếm phái đệ tử, cũng bị hấp dẫn tới. Mà những người này, giờ phút này đều là vô cùng rung động nhìn thần ý thạch lên vậy đạo kiếm vết, kinh vi thiên nhân. Vậy, là Diệp Thần võ đạo ý vận à? Vô cùng kinh khủng võ đạo ý vận. Hơn nữa thích hợp hắn hơn cửa ý vận. Đây đối với một cái môn phái mà nói, đặc biệt là một cái coi trọng võ đạo ý vận kiếm phái mà nói, ý vị như thế nào? Vậy ý nghĩa, đạo này ý vận, rất có thể, sẽ cho Thái Uyên kiếm phái, ở tương lai 5 tháng bên trong, mang đến vô số cường đại đệ tử à? Vậy đơn giản, thì tương đương với cho Thái Uyên kiếm phái, một lần quật khởi cơ hội à? Đừng nói là đệ tử, liền bọn họ những người này, hiểu dưới, đều có thể có chút tiến bộ. Trước thần ý thạch ở giữa ý vận cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là có một loại vô hình áp chế cảm. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết, không thích hợp bọn họ. Tu luyện sau đó, chỉ sẽ kiếm đi thiên phong. Nhưng bọn họ không có lựa chọn, không có thích hợp võ đạo ý vận. Nhưng là hiện tại, có. Diệp Thần ân tình, quá lớn. Nhạc Thanh Sơn, cùng với một tất cả trưởng lão, đã kích động được lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này. Bọn họ lại là tập thể, hướng về phía Diệp Thần quỳ bái hành lễ nói, đa tạ Diệp công tử đại ân đại đức, chúng ta cả đời khó quên. Những cái kia Thái Uyên kiếm phái đệ tử, thấy một màn này, sợ ngây người, hoàn toàn sợ ngây người, phảng phất nghẹt thở vậy. Những người này, đặt ở đệ nhất thần quốc thật là có thể chống lên một mảnh trời liền à, làm sao có thể, tập thể hướng về phía người khác quỳ xuống. Nếu như mua đất cầu làm so sánh mà nói. Giống như tất cả nước cao tầng, đột nhiên tập thể ở trước mặt người khác quỳ xuống như nhau à. Diệp Thần võ đạo ý vận, ngay cả có cái giá này trị giá. Diệp Thần, nhưng là thần sắc nhàn nhạt nói, không việc gì, nếu là có người có thể có thu hoạch, đó là chính bọn hắn bản lãnh. Huống chi, ta cũng lấy được rồi thuộc về đồ ta. Diệp Thần, chỉ là tương đương với cho một cái cơ hội mà thôi. Hơn nữa, nói thật. Diệp Thần mặc dù để lại võ đạo của mình ý vận, nhưng, cái này võ đạo ý vận, là chính hắn lĩnh ngộ, chỉ vật thuộc về chính hắn, người khác như thế nào đi nữa bắt trước, như thế nào đi nữa hiểu, cũng không thể có thể so với Diệp Thần võ đạo ý vận. Cường đại nhất võ đạo ý vận, cũng là thuần túy mình ngộ đi ra ngoài. Nhạc Thanh Sơn bọn họ cũng biết một điểm này, nhưng mà vẫn, vô cùng cảm kích à. Dẫu sao? Có thể dựa vào mình lĩnh ngộ ra Diệp Thần loại tầng thứ này chân võ ý cùng với mộ đạo ý vận, thế gian có thể có mấy cái. Đừng nói thần quốc, thượng giới và vực ngoại cũng không nhất định có nhiều ít đi. Có Diệp Thần đạo này tham khảo, đã có thể làm cho vô số võ giả ý vận, mạnh mẽ gấp mấy lần thậm chí còn lên 10 lần. Không phải ai cũng muốn theo đuổi hoàn mỹ, cũng không phải ai cũng có tư cách, và Diệp Thần loại tầng thứ này yêu nghiệt, coi như nhau. Mà Nhạc Thanh Sơn mấy người, lúc này nhìn về phía đang múa kiếm Nhạc Nhu, trong mắt lại đều là vô cùng hâm mộ, bọn họ biết, Nhạc Nhu mắt thấy Diệp Thần lưu lại ý vận toàn quá trình, hơn nữa lĩnh ngộ cái gì, nhắc tới lần thu hoạch lớn nhất, chính là Nhạc Nhu.
Đây là, Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói, tất cả đứng lên đi, thật ra thì, ta cũng có là một muốn nhờ. Nhạc Thanh Sơn các người đứng lên nói, Diệp công tử cứ nói đừng ngại. Diệp Thần nói, Diệt Thế Tai Ương sắp tới, ngày khác nếu như tình huống cho phép, ta hy vọng Thái Uyên kiếm phái, có thể ra tay trợ giúp thứ bảy thần quốc, vượt qua lần này kiếp nạn. Diệt Thế Tai Ương, mặc dù tất cả đại thần quốc đô phải chịu đựng, nhưng, tổng thể mà nói, đệ nhất thần quốc áp lực là nhỏ nhất, mà thứ bảy thần quốc, chính là lớn nhất. Nhạc Thanh Sơn không chút do dự gật đầu nói, tùy ý Diệp công tử sai khiến. Nói thật, nếu như Diệp Thần không có chút nào ý đồ, mà lưu lại như vậy nhiều chỗ tốt nói, bọn họ ngược lại sẽ không an lòng. Diệp Thần gật gật đầu nói, đa tạ, chuyện chỗ này, ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, tạm thời cáo từ. Vừa nói, hắn nhìn về phía Nhạc Nhu nói, Nhu Nhi con bé này, rất tốt, thật tốt đào tạo nàng. Đây là, Nhạc Thanh Sơn lại đột nhiên mở miệng nói, Diệp công tử, trước khi đi, muốn không muốn đi một lần ta Thái Uyên kiếm phái thánh địa. Nhạc Thanh Sơn quanh người một tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ kinh hãi. Thái Uyên kiếm phái thánh địa, nhưng mà 1000 năm, mới được một lần mở cơ hội à, trước liền được gọi là vạn cổ thiên tài Lý Khôn, Nhạc Thanh Sơn đều không bỏ phải nhường hắn tiến vào, hiện tại, lại là muốn cho không thuộc về Thái Uyên kiếm phái Diệp Thần tiến vào trong đó. Mấu chốt vậy thánh địa và vị kia có chút liên quan à. Thật ra thì, ở Diệp Thần lưu lại cái này võ đạo ý vận trước, Nhạc Thanh Sơn cũng không có như vậy ý tưởng, có thể hiện tại, hắn quyết định. Diệp Thần, là đáng giá kết giao lòng tồn tại. Vì sao là giao tim, thì là không thể vào cầm lợi ích, đặt ở vị trí đầu não, mà là chân tâm thật ý cùng đối phương sống chung. Để cho Diệp Thần tiến vào Thái Uyên kiếm phái thánh địa, chính là Nhạc Thanh Sơn, biểu hiện thành ý phương thức. Diệp Thần hơi sững sờ nói, thánh địa. Nhạc Thanh Sơn gật gật đầu nói, cái này thánh địa rất thần bí, năm đó, chỉ có một người tiến vào qua một lần. Diệp Thần có chút cổ quái, ai? Nhạc Thanh Sơn do dự mấy giây nói, vị kia rơi xuống luân hồi chi chủ. Rơi xuống luân hồi chi chủ. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng. Hắn không rõ ràng Thái Uyên kiếm phái làm sao sẽ cùng luân hồi chi chủ liên hệ quan hệ. Mình kiếp trước còn thân hơn trước khi vậy cái gọi là thánh địa. Mặc dù Thái Uyên kiếm phái đúng là có một tôn luân hồi chi chủ tượng thần, nhưng cái này tượng thần bất quá là phổ thông tượng đá, không có bất kỳ tín ngưỡng lực và năng lượng ba động. Hẳn là Thái Uyên kiếm phái mình chế tạo. Thậm chí ở tượng thần dung mạo lên và thứ bảy thần quốc Hiên Ma Sơn tòa kia chênh lệch quá nhiều. Cái này bị Diệp Thần không để mắt đến. Nhưng bây giờ nhìn lại, Nhâm Tiền bối vậy dáng Trần Hàng Long kiếm một phần chia, như hơn nữa cái này luân hồi chi chủ tương quan thánh địa. Có ít thứ liền không đơn giản như vậy. Thậm chí, trong sâu thẳm, mình tiến vào Thái Uyên kiếm phái, là đã định trước. Nói cách khác, Thái Uyên kiếm phái lánh đời nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ở cùng mình? Chẳng lẽ đây là đời trước mình nơi vì bố trí? Bước ngang qua như vậy khóa độ, tiến hành bố trí. Đời trước mình kết quả là làm sao làm được? Dẫu sao, biến số quá nhiều à? Mình trước mấy ngày nếu không và vậy thiên ma đấu tranh, sợ rằng cũng không khả năng bất ngờ bước vào Thái Uyên kiếm phái. Diệp Thần nghiêm túc mấy phần, Nhạc trưởng môn, ta cũng không phải là Thái Uyên kiếm phái người, trọng yếu như vậy chi địa, người xác định để cho ta tiến vào. Đây đối với người bất kỳ mà nói đều là cấm kỵ. Nhạc Thanh Sơn rốt cuộc ở tính toán gì? Nhạc Thanh Sơn bước ra một bước, vô cùng nghiêm túc nói, thật ra thì còn có một tầng nguyên nhân. Thái Uyên kiếm phái có một cái tổ huấn, nếu có người có duyên dẫn động thần ý thạch kinh thiên dị tượng, là được bước vào thánh địa. Ta hiện tại vô cùng xác định, Diệp công tử chính là vị kia người có duyên. Về phần tại sao, không phải chúng ta có thể suy đoán. Tương truyền, tiến vào trong đó, rất có thể ở thánh địa bên trong, đạt được kiếm pháp truyền thừa. Cũng có thể ở thánh địa bên trong, lĩnh ngộ siêu cường võ ý, kém cõi nhất, cũng sẽ để cho hắn, ở kiếm đạo bên trên, phát sinh chất lột xác. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đối với kiếm đạo cũng không để bụng. Hắn càng muốn biết ban đầu mình tại sao bước vào cái này cái gọi là thánh địa. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Diệp Thần ở Nhạc Thanh Sơn dưới sự dẫn dắt, rất nhanh,
đi tới một chỗ vách đá bên bờ. Vách đá dưới, là vô cùng thâm trầm hắc ám. Lại, là một phiến vực sâu. Diệp Thần chân mày khều một cái nói, nhạc trưởng môn, người nói thánh địa, chính là cái này phiến vực sâu. Nhạc Thanh Sơn gật đầu, trong mắt hiện ra thần thánh, vẻ sùng kính nói, ban đầu, ta Thái Uyên kiếm phái khai tông tổ sư, chính là ở nơi này phiến trong vực sâu, lĩnh ngộ khai tông kiếm ý. Vừa nói, hắn lấy ra một quả kỳ dị đá, cả người linh lực cùng nhau, dưới vào vậy đá bên trong, trên đá, ánh sáng lớn thả, Nhạc Thanh Sơn đem vậy đá, giao cho Diệp Thần nói, Diệp công tử, khối này đá kỳ lạ, là lão tổ tông lưu lại, chỉ có sử dụng khối đá này, mới có thể đi vào trong vực sâu, nếu không, cho dù là thiên thần cảnh cường giả đỉnh phong, cũng sẽ bị cái này vực sâu, bài xích ra ngoài. Mà đây đạo đá kỳ lạ, chỉ có thể kích thích một lần. Diệp Thần nghe vậy, nhận lấy viên kia lóe lên bạch quang đá, thân hình động một cái, liền nhảy vào vậy trong vực sâu. Một chút ánh sáng trắng, ở hắc ám bên trong, không ngừng hạ rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần, rốt cuộc rơi ở trên mặt đất. Hắn mượn đá kỳ lạ ánh sáng trắng, hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh quái thạch lởm chởm, trong phảng phất, tràn ngập một đạo mãnh liệt kiếm ý. Diệp Thần khẽ gật đầu, mãnh liệt này kiếm ý, quả thật có thể để cho người ở võ đạo bên trên, có chút tiến bộ. Có thể hắn không có lập tức ngồi xuống hiểu, mà là tâm thần động một cái, theo kiếm kia ý, ở trong vực sâu đi vào, bỗng nhiên, Diệp Thần dừng chân một cái, một đạo nhẹ ồ tiếng, truyền vào hắn trong tai. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, cái này trong vực sâu, có người. Bất quá, rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, vậy nhẹ ồ tiếng, không phải ở hắn trong lỗ tai vang lên, mà là, trực tiếp xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Đây là, Lăng Thiên Tiễn Thần thanh âm, chợt vang lên nói, thằng nhóc, là kiếm hồn. Kiếm hồn, cái gì là kiếm hồn? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, chẳng lẽ, là tương tự kiếm linh thuần ở. Lăng Thiên Tiễn Thần trầm giọng nói, kiếm hồn, không phải kiếm linh, mà là vô cùng là cường đại kiếm tu sau khi chết, tàn hồn, bởi vì nào đó loại vô hình nguyên nhân, cùng kiếm linh lẫn nhau dung hợp với nhau, trở thành một loại mới tồn tại. Kiếm hồn, nhưng mà vô cùng là hiếm thấy à, hơn nữa, mỗi một cái, cũng không có so mạnh mẽ. Nếu là có thể đem kiếm hồn phụ thuộc vào ở sát kiếm bên trên, ngươi kiếm quang uy lực, có thể ngay tức thì bạo tăng gấp mấy lần. Diệp Thần nghe vậy, mặt đầy sắc mặt vui mừng nói, vậy, ta phải như thế nào đem thu phục? Lăng Thiên Tiễn Thần có chút sở khóc sở cười nói, thằng nhóc, bằng bây giờ ngươi, sợ rằng, còn không có thực lực đem thu phục à? Cái gì? Lần này, đến phiên Diệp Thần kinh ngạc, hắn không phải từ khen, hiện tại lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể dung chuyển rất nhiều tồn tại. Lại, còn không bằng một đạo kiếm hồn. Vậy kiếm hồn này khủng bố, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần cau mày nói, vậy ta có thể bị nguy hiểm hay không? Lăng Thiên Tiễn Thần nói, hẳn không sẽ, kiếm hồn này, thật giống như bởi vì nguyên nhân gì, bị cái này vực sâu trói buộc. Lúc này, kiếm hồn kia thanh âm, lần nữa ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, thằng nhóc, ngươi có phải hay không luân hồi huyết mạch? Ngươi có phải hay không lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo? Thanh âm này, nghe đặc biệt quỷ dị, lạnh như băng, giống như kim thiết giao minh vậy, không phân biệt được trai gái. Nhưng, Diệp Thần trong lòng, nhưng là rung động. Kiếm hồn này, lại một mắt liền đem hắn xem thấu. Hơn nữa, còn biết hủy diệt mộ đạo. Hủy diệt mộ đạo, chính là nguyên thủy ba đạo một trong, căn bản không thuộc về thần quốc tầng thứ như vậy võ đạo vị diệt, cho dù là đệ nhất thần quốc cường giả đỉnh phong, đừng nói nhận ra, liền nghe cũng hẳn chưa có nghe nói qua mới đúng a. Diệp Thần đang muốn cùng kiếm hồn kia, tiến hành trao đổi, có thể một khắc sau, không cùng Diệp Thần mở miệng, hắc ám bên trong, lại là chợt bạo phát ra một đạo vô cùng ngưng luyện kiếm quang, giống như kinh thế sấm sét vậy, ngay tức thì hướng Diệp Thần chém tới. Một kiếm này, lại là cho Diệp Thần một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Lạnh cả người mồ hôi, như vũ vậy chảy xuôi. Hắn không còn kịp suy tư nữa chuyện gì xảy ra, cổ tay lộn, nắm sát kiếm. Cả người yêu khí, phóng lên cao, tầng 7 huyết quang lóng lánh, phá thiên lực mãnh liệt. Một kiếm chém ra, kiếm mang bạo tránh, chân võ ý cùng hủy diệt mộ đạo ngưng tụ trên đó. Một kiếm này,
đã đạt tới Diệp Thần trình độ cao nhất. Nếu như không phải là toàn lực xuất thủ, hắn cảm giác căn bản không có thể chặn vậy một đạo kiếm mang. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể ngay tức thì đảo phi nhi xuất, hung hãn đem sau lưng một tảng đá lớn đụng được nghiền. Cái này toàn lực một kiếm, lại là bị vậy đột nhiên xuất hiện kiếm quang áp chế. Lúc này, Diệp Thần cả người đều là máu tươi, nơi bả vai bị đánh ra một cái lỗ thủng to, con người trình độ cao nhất co rút lại, chặt chẽ nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia, vô cùng khẩn trương. Nếu như hơn tới mấy kiếm, coi như là hắn, cũng chưa chắc có thể chịu nổi à. Bất quá, kiếm kia mang, mặc dù đem Diệp Thần trình độ cao nhất một kiếm áp chế, bản thân, nhưng cũng chậm rãi bắt đầu tiêu tán đứng lên, lộ ra bản thể. Bản thể lại là một chuôi phủ đầy rỉ, gần như mục nát, tản ra vô cùng là đậm đà hoang cổ hơi thở, không biết tồn tại bao lâu tàn kiếm. Vậy tàn kiếm, khẽ run lên, bỗng nhiên, lại là hoàn toàn tan vỡ, biến thành bụi bặm tiêu tán. Lăng Thiên Tiễn Thần thở phào nhẹ nhõm nói, khá tốt, chuôi này tàn kiếm, chắc là kiếm hồn này bản thể kiếm, chỉ có một kích lực lượng mà thôi. Diệp Thần cũng là sắc mặt buông lỏng một chút, nhưng, trong mắt bên trong, nhưng tràn đầy tức giận ý. Hắn không có trêu chọc kiếm hồn này chứ, mà mới vừa rồi một kiếm kia, nhưng mà có thể trực tiếp giết chết mình à. Ngay tại lúc này, một đạo nhàn nhạt ánh sáng trắng, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hóa thành một đạo gần như trong suốt cô gái hư ảnh, phụ nữ kia, cả người váy trắng, lại là tuyệt đẹp. Nhưng, nàng diễn cảm, vô cùng là lạnh như băng, phảng phất không cảm tình chút nào người thỉnh thoảng vậy, đồng thời, trên mình, còn quấn vòng quanh vài gốc vô cùng to lớn xiềng xích màu đen. Cô gái này, lộ vẻ lại chính là vậy đạo kiếm hồn. Mà Diệp Thần, lúc này nhìn về phía kiếm hồn kia, ánh mắt, nhưng là một phiến lạnh như băng. Kiếm hồn nữ tử, tựa hồ không thèm để ý chút nào vậy, mở miệng nói, ngươi thông qua khảo nghiệm, có tư cách, trở thành bổn tôn chủ nhân, nếu ngươi có hủy diệt mộ đạo, liền có năng lực đem ổ khóa này chặt đứt, ra tay đi. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng nói, ta vì sao phải ra tay. Hắn lại là trực tiếp cự tuyệt cái này vô cùng cường đại kiếm hồn. Khảo nghiệm cái dám mà, chém hắn một kiếm, hiện tại, còn muốn hắn xuất thủ cứu ngươi. Nằm mơ đi. Một khắc sau, Diệp Thần lại là trực tiếp một kiếm chém về phía kiếm hồn kia, quát lên một tiếng lớn nói, phệ hồn chi đạo, mở. Hắn không chỉ có cự tuyệt, còn muốn chém trở về. Sát kiếm bên trên, tản mát ra cường đại phệ hồn lực, nhưng mà, chạm đến vậy kiếm hồn nữ tử ngay tức thì, lại là phảng phất đánh trúng khói mù vậy, từ hắn bên ngoài thân thể xuyên qua. Nguyên bản, mặt không cảm giác kiếm hồn nữ tử, lúc này, mặt đẹp bên trên, đều là lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nàng khi còn sống, vốn là một người thân phận tôn quý đến khó có thể tưởng tượng tồn tại, đừng nói cự tuyệt, cho tới bây giờ không người nào dám đối với nàng thất lễ à. Có thể hiện tại, trước mắt tên nam tử này tử, không chỉ có cự tuyệt nàng, còn đối với nàng ra tay. Diệp Thần thấy sát kiếm phệ hồn chi đạo, đối với kiếm hồn này không có hiệu quả, không khỏi được hừ lạnh một tiếng, cái này, cũng ở đây dự liệu bên trong, dẫu sao, kiếm hồn bản thân liền không hoàn toàn thuộc về hồn thể, hơn nữa, thực lực, còn phải xa xa áp đảo quỷ vương Tống Trạch trên. Một khắc sau, hắn lại là xoay người, không để ý sau lưng vậy khiếp sợ kiếm hồn nữ tử, thì phải bắn lên thân hình, rời đi cái này vực sâu. Trong vực sâu chỗ tốt, đến từ cái này kiếm hồn, hiện tại, hắn cùng kiếm hồn này xích mích, tự nhiên không thể nào lại được cái gì. Vậy kiếm hồn nữ tử, thấy Diệp Thần lại là muốn rời khỏi sau đó, trong mắt, không khỏi được thoáng qua vẻ lo lắng vẻ nói, đợi một chút, ngươi đừng đi. Có thể lãnh ngộ hủy diệt mộ đạo, đem mang ra khỏi vực sâu người, lại cùng hơn 10 triệu năm, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái chứ. Gặp Diệp Thần không có động tĩnh, vậy kiếm hồn nữ tử, vội la lên, thằng nhóc, ngươi tại sao tức giận? Diệp Thần chợt xoay đầu lại, hung hãn trợn mắt nhìn nàng nói, tại sao tức giận? Ngươi một kiếm, thiếu chút nữa đem ta giết chết, còn hỏi ta, tại sao tức giận? Hắn có chút im lặng, kiếm hồn này, đầu óc có vấn đề sao? Vậy kiếm hồn nữ tử, có chút ngơ ngác nói, một kiếm kia, không phải ta chém ra, mà là ta bản thể kiếm linh lưu lại khảo nghiệm,
khi có thích hợp trở thành chủ nhân ta võ giả xuất hiện, liền sẽ tự động phát động. Diệp Thần nghe vậy, hơi sững sờ, còn có cái này loại khảo nghiệm. Vạn nhất, đem cái này cái gọi là chủ nhân giết chết, vậy kiếm hồn này, làm thế nào? Diệp Thần không biết là, kiếm hồn có một nửa là kiếm linh, đối với kiếm linh mà nói, thà hầu hạ một người không đủ tư cách chủ nhân, ngược lại không như, vĩnh viễn ngủ say ở trong vực sâu. Bất quá, hắn nhưng vẫn lắc đầu một cái nói, coi như vậy, ta cũng không cách nào tín nhiệm ngươi. Kiếm hồn này một đạo tàn kiếm, cũng thiếu chút nữa muốn mạng hắn, nếu là thật đem phóng thích, đối phương đối với mình bất lợi, làm thế nào? Kiếm hồn này khá hơn nữa, cũng không phải hắn bây giờ thực lực, có thể điều khiển được. Hơn nữa, coi như kiếm hồn này nói là sự thật, vậy không chuyện xảy ra trước nhắc nhở mình. Diệp Thần trong lòng, còn chưa thoải mái. Lần này, kiếm hồn kia, là thật nóng nảy. Nàng vội vàng mở miệng nói, người hủy diệt mộ đạo cách dùng không đúng, ta có thể dạy ngươi, hủy diệt mộ đạo chân chính cách dùng. À! Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được ánh mắt chớp mắt. Kiếm hồn này, thuộc về hồn phách vậy một nửa, là thật ở nơi này trong vực sâu, ngây ngô sợ. Thấy được Diệp Thần, tựa hồ bị tự mình nói động, kiếm hồn nữ tử vui mừng, tiếp tục nói, nếu như ngươi không tín nhiệm ta, có thể chỉ đem cái này vực sâu xiềng xích, cùng vực sâu nối liền sử chảm đoạn, như vậy, ta hợp với ổ khóa này cùng nhau mang đi, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần nghe vậy, đối với Lăng Thiên Tiễn Thần hỏi, làm như vậy có thể không? Lăng Thiên Tiễn Thần nói, có thể, tương lai, chờ ngươi có đầy đủ thực lực lúc đó, lại hoàn toàn chặt đứt ổ khóa này chính là, dẫu sao, kiếm hồn này, vô cùng làm khó được, bỏ lỡ, quá đáng tiếc. Diệp Thần gật gật đầu nói, phải, bất quá, ngươi trước phải dạy ta hủy diệt mộ đạo cách dùng. Kiếm hồn nữ tử nghe vậy, tựa hồ buông lỏng một ít, trên mặt thần sắc, lần nữa băng lạnh xuống, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, lại là khá là khinh thị nói, ngươi thiên phú, coi như không tệ, cái tuổi này liền có thể lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo, có thể dùng pháp, chân thực quá xù xì, xem ngươi như vậy sử dụng hủy diệt mộ đạo lực lượng, còn chưa chết, đơn giản là kỳ tích. Bây giờ ngươi, trong thời gian ngắn, chỉ có thể sử dụng hủy diệt thần lực chém ra một kiếm, mà không cách nào công kích liên tục chứ. Nàng lắc đầu nói, đơn giản là phí của trời. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt một hồi khó khăn xem, quả thật, hắn nếu như liên tục sử dụng hủy diệt thần lực, liền sẽ gặp phải cắn trả. Cái này kiếm hồn nữ tử, đột nhiên đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay bên trên, hiện ra một món vô cùng là mảnh khảnh sợi tơ, ở trong vực sâu, hơi trôi dạt. Nàng đối với Diệp Thần nói, đây là ta bổn mạng kiếm khí biến thành sợi tơ, chỉ có hủy diệt thần lực, có thể đem hắn chém chết, hiện tại, người phải làm, chính là sử dụng hủy diệt thần lực, có ở đây không hoàn toàn mất đi cái này sợi tơ dưới tình huống, đem chặt đứt. Diệp Thần nghe vậy, hơi sững sờ, kiếm hồn này là đang đùa bỡn hắn sao? Hủy diệt thần lực, vì sao khó có thể nắm trong tay? Phải đem kiếm khí này sợi tơ chặt đứt, chỉ có đem hủy diệt thần lực, ngưng tụ, nén đến như tơ tuyến vậy nhỏ hết sức, mới có thể làm được à? Nếu không, chỉ sẽ đem đúng cây sợi tơ cũng toàn bộ mất đi mà thôi. Vậy kiếm hồn nữ tử, thấy Diệp Thần đang ngẩn người, hơi cau mày nói, người đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút. Diệp Thần hít sâu một hơi, cố đè xuống xoay người trực tiếp rời đi xung động, cô gái này thái độ, thật đúng là để cho hắn khó chịu. Bất quá, vì tăng lên thực lực, hắn, nhịn. Một khắc sau, Diệp Thần cũng dậy kiếm chỉ, một đạo khí tức hủy diệt, từ hắn trên đầu ngón tay tách thả ra, hướng trong tay cô gái sợi tơ, chém một cái đi. Cường đại hủy diệt thần lực, ngay tức thì đem đúng cây sợi tơ, biến thành hư không. Kiếm hồn nữ tử lắc đầu một cái, một bộ vô cùng là thất vọng hình dáng. Diệp Thần cắn răng một cái, lại là nhắc tới một đạo hủy diệt thần lực, dùng hết toàn lực, đem nén, ngưng tụ. Một ngày sau, lúc này Diệp Thần, nằm trên đất, kịch liệt thở hào hển, ngày này tới, hắn cũng không biết, chém ra nhiều ít vạn đạo hủy diệt thần lực, mặc dù không phải là toàn lực ra tay, chưa đến nỗi xem trước cùng thiên ma đánh một trận như vậy, mãnh liệt cắn trả. Nhưng, dù vậy, cũng là đem kinh mạch, hành hạ được vô cùng đau đớn. Bất quá, Diệp Thần gương mặt bên trên, nhưng là tràn đầy nồng nặc vui mừng. Hắn đưa ra một ngón tay,
đầu ngón tay bên trên, hiện lên một món giống như sợi tơ giống vậy nhàn nhạt màu đen hơi thở, chính là hủy diệt thần lực. Hắn thành công. Kiếm hồn nhìn nằm dưới đất Diệp Thần, cũng là khá là chấn hám, là Diệp Thần tu võ tư chất, mà rung động. Nguyên bản, nàng lấy là, Diệp Thần chỉ ít cần một tháng, mới có thể làm được. Có thể Diệp Thần, so nàng nơi đoán chừng thời gian, nhanh ước chừng 10 lần. Nàng mở miệng nói, hiện tại, người có thể thử xuất kiếm, lần này, đem hủy diệt thần lực hóa thành sợi tơ ngưng tụ vào kiếm phong bên trên. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, cổ tay lộn, nắm sát kiếm, ánh mắt, rơi vào trói buộc kiếm hồn xiềng xích bên trên, vậy xiềng xích, đang nối liền vực sâu chỗ sâu. Một khắc sau, Diệp Thần bỗng nhiên ra tay, hướng vậy vực sâu chỗ sâu, một kiếm chém ra. Kiếm quang mãnh liệt, hàn mang nổ bắn ra, mà ở kiếm phong bên trên, một kiếm màu đen sợi tơ, ngưng tụ trên đó, chính là vậy hủy diệt thần lực. Một kiếm này chém ra, Diệp Thần trên mặt, nhưng là hiện lên không tưởng tượng nổi vẻ. Thật dễ dàng. Trạng thái bây giờ, hắn chém lên mấy chục kiếm, mấy trăm kiếm, cũng có thể chịu đựng chứ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, trong đó lực lượng, lại là không chút nào giảm xuống à. Trước, Diệp Thần sử dụng hủy diệt thần lực, phần lớn đều là lãng phí, đồng thời, đối với mình thân thể, tạo thành gánh nặng cực lớn. Trên thực tế, chỉ có thể đem lực lượng ngưng tụ vào một chút, cho dù hạ xuống hủy diệt thần lực vận chuyển, cũng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Ầm một tiếng vang thật lớn, vực sâu chỗ sâu, phát ra rắc rắc một tiếng, tựa hồ có cái gì gãy lìa. Kiếm hồn kia mặt đẹp bên trên, thoáng qua một đạo vui mừng, một khắc sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo quang hoa, sáp nhập vào Diệp Thần sát kiếm bên trong. Diệp Thần chậm rãi khạc ra một hơi, lần này lấy được kiếm hồn chỉ điểm, trong vô hình, hắn thực lực, lại là tăng vọt mấy thành. Thu hoạch, không thể bảo là không nhỏ. Hiện tại, cũng nên rời đi Thái Uyên kiếm phái. Diệp Thần nhìn trong tay sát kiếm. Đối với kiếm hồn nữ tử câu thông nói, còn có một việc ta muốn xác định. Cái gì? Kiếm hồn nữ tử hiếu kỳ nói. Ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Kiếm hồn nữ tử lâm vào ngắn ngủi dừng lại, tựa hồ đang suy tư cái gì, rồi sau đó, cực kỳ chật vật mở miệng nói, ta không nhớ, ta trong trí nhớ thật giống như bị xóa đi cái gì, mơ hồ bây giờ là một tràng khoáng thế cuộc chiến, vô số thi thể, khắp nơi máu tươi. Còn nữa? Tựa hồ có một người nói cho ta, để cho chúng ta một cái đồng thời có hủy diệt mộ đạo và luân hồi huyết mạch chủ nhân. Như đến khi, hắn sẽ mang ta rời đi. Ta mặc dù rất nhiều trí nhớ thiếu sót, nhưng ta hiện tại xác định, thanh âm kia để cho bọn ta, chính là ngươi. Kiếm hồn nữ tử thanh âm dừng lại, Diệp Thần rơi vào trầm tư. Quả nhiên, là đời trước mình chuẩn bị. Thậm chí có thể nói. Đời trước mình cố ý đem cái này kiếm hồn nữ tử ở lại chỗ này. Có thể bị luân hồi chi chủ nắm trong tay, sợ rằng cái này kiếm hồn nữ tử lai lịch cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là bố trí một trong. Diệp Thần mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng thì không cách nào xác định. Như có cơ hội, hắn phải đi đệ nhất thần quốc Diệp ra xem. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị xoay người lúc rời đi, kiếm hồn nữ tử đột nhiên lại lên tiếng. Đợi một chút, thật giống như, thanh âm kia còn nói qua, như người nọ xuất hiện, để cho hắn nhìn chằm chằm phía Bắc Thạch Bích mấy giây. Diệp Thần ngẩn ra, chợt mấy bước ra liền đi tới trống trơn như vậy phía Bắc Thạch Bích. Thạch Bích và giống vậy không việc gì khác biệt, Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy không phát hiện đầu mối gì. Ngay tại Diệp Thần dự định câu thông Lăng Thiên Tiễn Thần thời điểm, Thạch Bích đột nhiên thay đổi. Vậy vô số đá lại hội tụ thành một đạo thân ảnh. Một đạo và mình vô cùng tương tự bóng người. Chỉ bất quá bóng người chủ nhân, nhìn như, thừa nhận lịch duyệt so hắn nhiều hơn. Mang một chút cao nhất đế uy, càng mang một chút tang thương. Diệp Thần dám xác định, đây cũng là luân hồi chi chủ. Đời trước mình, Diệp Thần, một đạo giống như trên 9 tầng trời rồng thần chậm rãi rơi xuống. Cả thế giới tựa như lâm vào yên lặng. Diệp Thần con người đông lại một cái, ta là. Ngươi hận qua ta sao? Luân hồi chi chủ thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Thần không biết nên lắc đầu vẫn là gật đầu. Hắn đã từng vậy hận qua luân hồi chi chủ, cái này bước ngang qua vạn cổ bố trí, thay đổi hắn khi còn sống. Hắn cả đời này,
định trước không cách nào hưởng thụ bình tĩnh. Hắn phải tay cầm vũ khí, từng bước một đi xuống, dù là chảy máu, cũng phải vẹt ra vậy núp ở sau lưng hết thảy. Hắn thậm chí lần lượt để cho người bên người rơi vào vô tận nguy hiểm. Hắn làm sao có thể không hận? Nhưng là ước chừng 10 giây sau đó, Diệp Thần nhưng là trả lời, không hận. Bởi vì Diệp Thần rất rõ ràng, luân hồi chi chủ bố trí, không phải ích kỷ mà là. Mà là vì cả thế giới, vì hàng tỷ thương sinh. Luân hồi chi chủ lộ ra một đạo nụ cười, ta không có hoài nghi qua mình lựa chọn, vậy không có hoài nghi qua lựa chọn ngươi. Có lẽ, đến cuối cùng, chúng ta cũng có thể thắng. Nhưng là, tiếp theo đường sẽ cực kỳ khó khăn, ngươi đối mặt tồn tại, sẽ là ngươi không cách nào sánh bằng. Luân hồi huyết mạch đối với ngươi áp chế, để cho đột phá cực kỳ khó khăn, chính là huyết mạch bảo hộ cơ chế. Bởi vì chỉ có như vậy, những tên kia mới sẽ không chú ý tới ngươi. Cái này thời gian kém, chính là ngươi lớn lên cơ hội. Cùng bọn họ kịp phản ứng, có lẽ ngươi đã đứng ở trước mặt bọn họ. Diệp Thần, nhớ, ngươi cho tới bây giờ không phải cái gì con cờ, mà là một cái người đánh cờ. Tất cả mọi người đều cho rằng ta bố trí hết thảy, nhưng thực, cục này, là ngươi sáng chế, là ngươi phá, là ngươi kết. Luân hồi hai chữ, là cực kỳ huyền diệu tồn tại, hy vọng ngươi có một ngày có thể lĩnh ngộ. Nói tới chỗ này, hư ảnh kia biến mất. Đá này vách đá lại khôi phục nguyên trạng. Phảng phất từ không thay đổi qua. Diệp Thần tỉ mỉ thưởng thức một câu cuối cùng, ngồi xếp bằng, có lĩnh ngộ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Một cổ đạo ý phóng lên cao. Xem ra, bàn cờ này, tiếp theo sẽ rất có ý tứ. Ta đây là đối với người sau lưng này thật là tò mò đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thân hình động một cái, liền trực tiếp xuất hiện ở vực sâu phía trên vách đá chỗ, Nhạc Thanh Sơn còn cùng đợi ở nơi đó. Thấy Diệp Thần, mỉm cười nói, Diệp công tử, có thể có cái gì thu hoạch? Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng nói cái đó. Cái này trong vực sâu, mặc dù có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, thật ra thì, là bởi vì là có một đạo kiếm hồn, núp ở bên trong. Mà hiện tại, cái này kiếm hồn, quyết định muốn đi theo ta, rời đi vực sâu. Mặc dù, cái này không có thể tính là Diệp Thần tận lực làm, nhưng, từ kết quả đi lên nói, coi như là Diệp Thần, trực tiếp đem Thái Uyên kiếm phái toàn bộ thánh địa, mang đi à. Nhạc Thanh Sơn, cả người, đều đần độn. Hắn vốn là, chỉ là muốn đồng hồ thành ý, để cho Diệp Thần tiến vào thánh địa, lấy được chỗ tốt hơn, báo đáp Diệp Thần lưu lại kiếm ý. Có thể hiện tại, nhưng coi như là đem toàn bộ thánh địa, đưa cho Diệp Thần liền à. Cái này, trong chốc lát, Nhạc Thanh Sơn, cũng nói không ra lời. Diệp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, hôm nay kiếm hồn đã thoát khốn, hắn coi như muốn đem kiếm hồn lưu lại, chỉ sợ cũng không làm được à. Nhạc Thanh Sơn thở dài, chỉ có thể cười khổ nói, chúc mừng Diệp công tử. Diệp Thần nhưng là trịnh trọng nói, Nhạc trưởng môn, người yên tâm, ta lần này được kiếm hồn, tương đương với thiếu các người Thái Uyên kiếm phái một cái đại nhân tình. Diệp mỗ sẽ không quên, hôm nay, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, cáo từ trước. Nhạc Thanh Sơn trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, một cái thánh địa thật đúng là chưa chắc, có thể so với Diệp Thần ân huệ à. Mấu chốt con gái mình và Diệp Thần có tầng quan hệ này ở. Diệp Thần sau này tuyệt đối sẽ hỏi đỉnh toàn bộ thần quốc đỉnh cấp. Thậm chí có thể địa vị vượt qua Thiên Đạo Cung. Cùng Diệp Thần chân chính ý nghĩa lên thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hắn Nhạc Thanh Sơn cùng với tông môn lấy được chỗ tốt là không thể tưởng tượng nổi. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, liền hướng xa xa chân trời, bay vút đi. Xa xa, một đạo duyên dáng yêu kiều bóng người, hất cằm, nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người có chút thất lạc. Nhạc Nhu biết, Diệp Thần là hoàn toàn rời đi. Sau này thậm chí muốn tạm biệt vậy rất khó. Nàng chưa từng khao khát có thể cùng Diệp Thần phát sinh cái gì. Nàng biết Diệp Thần chỉ cầm nàng làm em gái, lại có thể làm ân nhân cứu mạng. Hai người giống như là hai cái song song tuyến, định trước không cách nào giao nhau. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút ảo tưởng. Dám hỏi thế gian, kia cô gái không hoài xuân, kia cô gái không có người yêu. Nhưng Nhạc Nhu không dám nói, nàng xấu hổ,
chỉ có thể đem phần ân tình này yên lặng chôn giấu ở trong lòng. Nàng hy vọng có một ngày có thể đứng ngạo nghễ đứng ở Diệp đại ca trước mặt. Thậm chí hy vọng Diệp đại ca có thể hơn xem mình một mắt. Nàng chỉ có thể đem đối với Diệp đại ca nhớ nhung ký thác vào vậy ẩn chứa Diệp thần lăng tiêu kiếm ý thần ý thạch bên trong. Nàng bắt đầu mỗi ngày điên cuồng tu luyện. Chỉ là, và người đàn ông kia khoảng cách chẳng phải lớn. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Cung. Hiên Viên Mặc Tà lần nữa đi tới Bất Diệt Long Đế nhà tù bên trong. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn ngồi xếp bằng, hơn nữa hơi thở suy yếu mấy phần Bất Diệt Long Đế nói, Bất Diệt Long Đế tiền bối, loại cảm giác này, có thể thoải mái. Suy tính thế nào? Một khi ngươi đáp ứng, ta cho ngươi tự do, sau đó ngươi cũng không cần lại hưởng thụ loại đau khổ này. Ngươi ta cộng thắng, không phải tốt hơn. Bất Diệt Long Đế mở mắt ra, nhìn lướt qua Hiên Viên Mặc Tà, nhàn nhạt nói, này châu cảm giác đối với ta mà nói, và cù lét ngứa kém không nhiều. Không thú vị. Ngươi có thể hay không lại thêm một viên. Một giây kế tiếp, Hiên Viên Mặc Tà con ngươi trầm xuống, ống tay áo vung lên, ta hy vọng ngươi tiếp theo một đoạn thời gian còn có thể như vậy mây thưa gió nhẹ nói chuyện với ta. Sau đó, Hiên Viên Mặc Tà liền trở lại bên trong đại điện. Trên đại điện, đã đứng mấy vị tiên phong đạo cốt ông già. Những thứ này ông già, bất kỳ một người, ở Thiên Đạo Cung thân phận cũng cực kỳ tôn sùng. Một vị trong đó trưởng lão thấy Hiên Viên Mặc Tà, bước ra một bước, chắp tay nói, cung chủ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, ngồi về vị trí, nói, lần này, chúng ta Thiên Đạo Cung hai cổ lực lượng đồng hành, căn cứ đủ loại dấu hiệu, máu kia long và cái đó thần bí thanh niên có chút quan hệ. Ta cũng không hy vọng chúng ta đối phó huyết long thời điểm, có tên này tới gây chuyện. Bất quá, hết thảy thật là thật trùng hợp, ta cũng mau quên ngày hôm nay vừa lúc là vậy ngày đi. Thú vị, thật sự có hứng thú. Nếu ác mộng hạ xuống, sẽ để cho những cái kia còn sót lại Diệp ra dòng thứ, cảm thụ bỗng chốc thiên đạo sợ hãi đi. Diệp thần rời đi Thái Uyên kiếm phái, hỏa tốc hướng đệ nhất thần quốc thần minh phương hướng đi. Thiên ma và vạn pháp tông cấu kết đây cũng không phải là việc lớn. Hắn phải mau sớm chạy trở về. Trong bầu trời, giống như một tiếng sấm vạch qua. Diệp thần bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện chung quanh hư không đang chấn động. Một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện. Tựa như, là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên không phải ở thứ bảy thần quốc thần cực tông sao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Ngay tại Diệp thần nghi ngờ lúc đó, hai đạo ánh sáng ảnh nhanh chóng thoáng qua. Rồi sau đó ở Diệp thần quanh thân dừng lại. Để cho Diệp thần bất ngờ phải, không chỉ có Diệp Lăng Thiên, còn có Vĩnh Hằng Thánh Vương. Giờ khắc này, Diệp thần bối rối. Hắn hai người chúng ta làm sao đột phá đệ nhất thần quốc và thứ bảy thần quốc vách ngăn à? Thằng nhóc thúi, khá tốt lão phu có Vĩnh Hằng nhất tộc bí pháp, nếu không thật không tìm được ngươi thằng nhóc này. Vĩnh Hằng Thánh Vương tìm một khối nham thạch ngồi xuống, uống một hớp rượu, có chút oán giận nói. Diệp Lăng Thiên vậy đến Diệp thần bên người, có chút kích động, quỳ một chân xuống, Lăng Thiên gặp qua điện chủ. Diệp thần vội vàng để cho Diệp Lăng Thiên đứng lên, hiếu kỳ nói, Lăng Thiên, ngươi là làm sao tới được nơi này? Nếu không phải Đồ Lan Tâm là người thủ hộ, còn có quyền hạn đặc biệt, hắn Diệp thần cũng không thể tiến vào. Càng không cần phải nói Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cầm ra một khối ngọc bài, nghiêm túc nói, một vị tiền bối cho ta vật này. Ta liền tiến vào, bất quá đường đi tới lên đụng phải một chút phiền toái, đã giải quyết. Diệp thần nhận lấy ngọc bội, diễn cảm cổ quái, hắn phát hiện bên trong thậm chí có nào đó loại và người bảo vệ năng lượng như nhau. Ngọc bội này khẳng định không phải là phàm vật, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho Diệp Lăng Thiên. Diệp thần mới vừa muốn hỏi cái gì, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền mở miệng nói, ta biết ngọc bội này là ai cho, Khúc Gia. Khúc Gia ở Thiên Đạo Cung có vị trí trọng yếu, lại nắm trong tay rất nhiều quyền lợi, thậm chí là số lượng không nhiều từ viễn cổ còn sống sót gia tộc, điểm này nội tình không có, vậy thì tốt cười. Diệp thần khẽ nhíu mày, Khúc Gia tại sao phải giúp Diệp Lăng Thiên? Vĩnh Hằng Thánh Vương thổi thổi dâu, thằng nhóc, ngươi cho rằng ta là bách sự thông à, ngươi hỏi ta hỏi ai, nói không chừng Khúc Gia hồi tâm chuyển ý đâu. Dẫu sao Khúc Gia mặc dù phản bội qua luân hồi chi chủ,
nhưng vậy là bất đắc dĩ phản bội, ở thần quốc, vậy coi là nhân chi thường tình. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Vĩnh Hằng Thánh Vương trên mình, vậy Vĩnh Lão, người tại sao có thể tự do ra vào? Một khắc sau, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền đứng lên, khá là tức giận nói, thằng nhóc thúi, người đây là ý gì? Lão phu nhưng mà Vĩnh Hằng nhất tộc, đừng nói cái này loại vách ngăn, coi như là thần quốc và thượng giới vách ngăn đối với lão phu mà nói vậy không coi vào đâu. Nếu không phải Vĩnh Hằng nhất tộc có mệnh lệnh, ta... Vĩnh Hằng Thánh Vương thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Con người có giúp một cái, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Không chỉ Vĩnh Hằng Thánh Vương, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên diễn cảm đều không đúng. Chỉ gặp thương khung mây đen phun trào, một cổ cực hạn hơi thở tràn đầy đệ nhất thần quốc. Vô cùng kiềm chế. Trên bầu trời dần dần ngưng tụ một đạo nồng nặc huyết quang. Đây là cái gì dị tượng? Cơ hồ vượt qua Nguyệt Hoàn dị tượng. Diệp Thần thậm chí phát hiện trên bầu trời, phản âm từng cơn, một cái cổ xưa lá ký tự văn hiện lên. Thậm chí cái chữ này xuất hiện, để cho Diệp Thần vô cùng không thoải mái. Vĩnh Hằng Thánh Vương diễn cảm ngưng trọng đến trình độ cao nhất, đáng chết. Ta làm sao quên ngày này? Diệp Thần ngẩn ra, Vĩnh Lão, ngày gì? Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn một cái Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên, lắc lắc đầu nói, đây là điềm trời phạt, ý nghĩa. Phàm là họ Diệp người, sẽ bị thiên đạo phỉ nhổ. Thằng nhóc, chuyện này cách mỗi vạn năm liền sẽ tái hiện một lần, tính một chút thời gian, lần này chữ Diệp phủ văn hiện thế, chính là thời điểm. Diệp Thần vừa nghe, trong lòng bực tức, trực tiếp cắt đứt Vĩnh Hằng Thánh Vương mà nói cái này cái gọi là vạn năm cần phải đợi, rốt cuộc là ai quyết định. Diệp gia người vì sao cô, dựa vào cái gì gặp kiếp này khó khăn. Diệp Lăng Thiên lại là tức giận bộc phát. Thâm Uyên đoạn tội thương nhô lên. Điện chủ, bất kể là ai, Lăng Thiên nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đạp trên 9 tầng trời, chu diệt quyết định này triệu xúc sinh. Vĩnh Hằng Thánh Vương thở dài một tiếng, Diệp Thần. À, chuyện này rất phức tạp, không nói rõ ràng, Lăng Thiên, ngươi có thể biết Diệp gia chi chết hiểu, vậy Diệp gia cúng tế chi địa ẩn giấu bí mật. Vĩnh Hằng Thánh Vương quay lại đối với Diệp Lăng Thiên nói. Ở trên đường tới. Vĩnh Hằng Thánh Vương đã hiểu được, Diệp Lăng Thiên hồi phục một phần chia tổ tiên trí nhớ. Nhưng Diệp Lăng Thiên nhưng là lắc đầu một cái, hiển nhiên bộ phận này trí nhớ không có hồi phục, nhưng hắn thần sắc nghiêm nghị, thậm chí ẩn có mấy phần kích động. Vĩnh Lão, trong này tình hình rõ ràng, xin cho biết cùng ta, Lăng Thiên vô cùng cảm kích. Vĩnh Hằng Thánh Vương, ai, tường tận chỗ, không thể kịch thấu quá nhiều, nhưng ta vẫn là có thể nói một phần chia. Sau đó hắn nhìn một cái Diệp Thần, lại nói, Diệp Thần, cái này lý thuyết Diệp gia và sau lưng ngươi Diệp gia không có quan hệ quá lớn. Thiên đạo cung trên mặt nổi nhằm vào Diệp gia, bất quá là nhằm vào xem Diệp Lăng Thiên giống vậy dòng thứ Diệp gia, còn như cái đó viễn cổ chân chính Diệp gia, đã sớm biến mất, coi như biến mất, thiên đạo cung cũng không dám như vậy nhằm vào viễn cổ Diệp gia. Thiên viên Mặc Tà Tử vừa mới bắt đầu cũng không dám phái quá nhiều người bước vào đệ nhất thần quốc. Rất lớn một phần chia nguyên nhân chính là bởi vì là đệ nhất thần quốc tọa lạc Diệp gia di chỉ. Tuy chết, uy lực còn lại còn đang. Thế nhưng phê xem Diệp Lăng Thiên tổ tiên vậy dòng thứ Diệp gia, còn sót lại huyết mạch, liền tao ương. Tiếp theo, Vĩnh Hằng Thánh Vương cặn kẽ nói rõ liền cái này kiện có liên quan Diệp gia chuyện. Trong thần quốc, trước mắt thiên đạo cung áp đảo hết thảy thế lực bên trên. Dù là hiên viên Mặc Tà cái này mấy chục ngàn năm qua. Cơ hồ không có tiến vào đệ nhất thần quốc quá nhiều lần. Nhưng vậy không thay đổi được cái này uy tín. Thiên đạo cung, chính là thần quốc xứng đáng không thẹn ngài chúa tể. Viễn cổ Diệp gia chết sau đó, Diệp gia dòng thứ sớm ở chục nghìn năm trước liền bị thiên đạo cung liệt là trời phạt người. Cách mỗi vạn năm, thiên đạo rơi xuống phủ văn luật lệ, đều là nhằm vào Diệp gia. Phàm là vạn cổ Diệp gia người hoặc là thế lực, cũng sẽ có được thiên đạo chiếu cố và tưởng thưởng. Mà mỗi chữ Diệp phủ văn giáng thế lúc đó, thần quốc rất nhiều thế lực phun trào, Diệp gia còn sót lại và tương quan thế lực, vậy sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Diệp gia có một nơi cúng tế chi địa, mỗi kiếp này khó khăn lúc đó, và Diệp gia tương quan cạnh hệ bà con xa cùng với thế lực, cũng sẽ tụ tập nơi này, và thiên đạo cung mở ra một tràng đánh cờ. Quật Diệp chi địa, Diệp Lăng Thiên nghĩ tới điều gì, nói ra mấy chữ. Đạt được tổ tiên truyền thừa Diệp Lăng Thiên,
đối với Diệp gia tương quan bí mật biết bộ phận, hắn chỗ ở gia tộc sở dĩ ở đó trận diệt thế trong tai nạn có thể cầu thích chữ, huyết mạch không ngừng, cái này Diệp gia cúng tế chi địa, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà đây Diệp gia cúng tế nơi tới, chính là quật Diệp chi địa. Đến gần đệ nhất thần quốc và cửu thiên thần long điện một nơi đặc thù vùng. Vậy quật Diệp chi địa, trong truyền thuyết chính là chư thần vùng đất vẫn lạc, vô cùng là khủng bố, dù cho hỗn độn cảnh cường giả đỉnh phong, cũng không dám giao thiệp với trong đó. Nghe được Diệp Lăng Thiên nói đến đây tiếng nói, Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, yên lặng không nói, chờ đợi Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên phản ứng. Mà Diệp Thần nhìn bầu trời cái đó chứ Diệp, nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng nói, ta đối với cái thời đại kia sự việc thật là tò mò, nếu vạn năm một lần, ta đây là muốn đi xem. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, hỏi, Diệp Thần, ngươi xác định. Ngươi bây giờ thực lực tiếp xúc quật Diệp chi địa, không là một chuyện tốt. Nhưng mà, Diệp Thần trong mắt nhưng viết đầy kiên định. Hắn muốn biết thời đại kia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đời trước mình vì sao lại sẽ chết ở một nữ tử thần bí trong tay. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, đây là đời trước mình cố ý làm. Hắn trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, phải tháo ra. Mà quật Diệp chi địa có thể chính là mở ra cái này phiến nghi ngờ cửa chìa khóa. Đúng rồi, Vĩnh Lão, người có thể hay không đi một chuyến thần minh, giúp ta cho biết thần minh cao tầng, đệ nhất thần quốc một nhóm thế lực Vạn Pháp Tông và Thiên Ma cấu kết. Chuyện này rất trọng yếu. Diệp Thần nghiêm túc nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương diễn cảm cổ quái, hắn mặc dù tới đệ nhất thần quốc không lâu, nhưng đối với thần quốc sự việc vẫn là liền như lòng bàn tay. Một nhóm thế lực và tà ác thiên ma cấu kết, đây chính là thiên lý bất dung sự việc. Bất quá hắn vậy đuổi đi Viêm Khôn nơi đó, tự nhiên sẽ không đích thân đi, liền nói, Diệp Thần, ta cũng không có tiện ra mặt, nhưng ta ở đệ nhất thần quốc có cái người chỉ điểm, đem ngươi lời nói ghi ở khắc ghi đá bên trong, phái ta người nọ đưa đi. Diệp Thần gật đầu một cái, rất nhanh hắn liền đem một khối lưu động ánh sáng nhàn nhạt đá giao cho Vĩnh Hằng Thánh Vương, Vĩnh Lão, phiền toái. Không ngại, Diệp Thần, trước khi rời đi, ta có thể nói cho hai người tin tức. Thứ nhất, quật Diệp chi địa có một khối đặc thù luân hồi tinh thạch. Thứ hai, quật Diệp chi địa rất nguy hiểm, không chỉ thiên đạo cung sẽ dính dấp trong đó, thần quốc lòng đất rất nhiều thế lực cũng sẽ dính dấp, thậm chí còn có Mạc Huyết Minh. Đối với Mạc Huyết Minh, người thật muốn chú ý, người này ở đâu cái niên đại chính là cực độ tồn tại nguy hiểm. Cuối cùng, khối ngọc bội này ngươi cầm, các ngươi muốn đi quật Diệp chi địa, vẫn là phải dựa vào người này dẫn đường. Người này họ Hoàng, hắn đối với chỗ đó quen thuộc. Một khắc sau, không gian ba động, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền biến mất ở trước mặt hai người. Diệp Thần nhìn bầu trời chữ Diệp, quả đấm nắm chặt, có lẽ, kim đối thiên đạo cung chuyện, phải nói trước. Điện chủ, thiên đạo cung thế lớn, hiện tại chúng ta xa không hắn địch, lại chờ thêm một ít thời gian đi. Diệp Lăng Thiên có lòng không cam lòng, nhưng lại biết được nặng nhẹ, đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần nhưng là dửng dưng một tiếng, lần kế là 10.000 năm sau, 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Thiên đạo cung tuy mạnh, hiện tại nhưng cũng có hạn chế, nếu như kế hoạch được làm, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đây. Lăng Thiên, có liên quan Diệp gia tổ tự chi địa, người cùng ta nói cặn kẽ, thiên đạo cung muốn hoàn toàn tuyệt diệt Diệp gia, nào ngờ, đây cũng là chúng ta thời cơ phản công tốt nhất. Diệp Lăng Thiên nhất thời tinh thần phấn chấn. Trong mắt hiện ra lóa mắt thần mang, kích động vạn phần. Trải qua bị thiên đạo cung đuổi giết, Minh Điện ở giữa hung hiểm gặp gỡ sau đó, Diệp Thần rõ ràng liền một cái đạo lý, bị động liền sẽ bị đánh. Những thần kia nước đứng đầu thế lực, nội tình quá mức mạnh mẽ, cường giả lớp lớp xuất hiện, dù cho Diệp Thần tu vi tiến triển mau hơn nữa, trong thời gian ngắn, cũng khó mà trưởng thành đến lấy sức một mình cùng bọn họ chống đỡ bước. Hơn nữa, những cái kia siêu nhiên tồn tại cửa sẽ không để mặc cho Diệp Thần một đường trưởng thành, khi bọn hắn cảm giác được lớn hơn uy hiếp lúc đó, Diệp Thần nguy cơ cũng chỉ đem lần nữa hạ xuống. Mà thân là luân hồi chi chủ Diệp Thần, và thiên đạo cung nhóm thế lực chính là số mệnh địch, không thể nào trốn tránh, Diệp Thần càng không muốn trốn tránh. Nếu như vậy, không bằng đổi bị động làm chủ động, tìm hết thảy cơ hội đả kích kẻ địch. Còn sót lại Diệp gia tương quan người là Diệp Thần phải nâng đỡ và trợ giúp một cổ thế lực,
tương lai, cái này sẽ là hắn một lớn trợ lực. Huống chi, dòng thứ Diệp gia tai ương, Diệp Lăng Thiên nhất định sẽ chạy tới và Diệp gia đồng sanh cộng tử, Diệp thần vậy không làm được khoanh tay đứng nhìn. Từ Diệp Lăng Thiên nơi này cặn kẽ hiểu được có liên quan quật Diệp chi địa Diệp gia tổ tự một ít tin tức sau đó, Diệp thần trầm tư chốc lát, sau đó cùng Diệp Lăng Thiên một phen mật mưu. Nghe xong Diệp thần kế hoạch, Diệp Lăng Thiên lại gấp, điện chủ, người tự mình thiệp hiểm, đây có thể không được. Diệp gia tổ tự, vạn năm một hàng, mỗi lần tổ tự một cái trong đó trọng yếu mục đích là từ Diệp gia tặng mạch chúng tuyển chọn tộc nhân, định mở ra Diệp gia tổ tiên còn để lại một nơi bí cảnh, từ đó đạt được vậy vực ngoại thiên thạch. Đây là Diệp gia quật khởi duy nhất cơ hội, mỗi lần Diệp gia tổ tự, thiên đạo cung cũng sẽ phái ra hàng loạt cường giả vây quét, để cho Diệp gia di tộc chết thảm trọng, nhưng Diệp gia nhưng chưa bao giờ buông tha cho. Diệp thần muốn từ nơi này bắt tay, giấu giếm thân phận, lẫn vào vậy bí cảnh, ở thiên đạo cung cường giả hạ xuống lúc lại cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý đả kích. Cái này có nguy hiểm gì, người mới vừa không phải nói sao, tham gia cái này hạng nghi thức tuyệt đại đa số là vạn năm bên trong Diệp gia mới lên con em, và như vậy tiểu bối cạnh tranh, ngươi chẳng lẽ đối với ta còn không có lòng tin? Diệp thần cười hỏi nói. Diệp Lăng Thiên liền nói không dám, hắn chỉ là lo lắng Diệp thần vạn nhất xuất hiện sơ suất làm thế nào, ở Diệp Lăng Thiên trong suy nghĩ, Diệp thần so toàn bộ dòng thứ Diệp gia trọng yếu gấp vạn lần. Cùng lúc đó, là ký tự văn hiện thế, thiên đạo cung bên trong truyền ra chiếu lệnh, đối với thất đại thần quốc Diệp gia di tộc rơi xuống trời phạt, phàm vạn cổ Diệp gia di tộc người, đều đưa lấy được thiên đạo cung dày thưởng. Thần quốc rất nhiều thế lực dục dịch, nhưng làm ra phản ứng, không một không phải thần quốc thế lực lớn. Bởi vì quật Diệp chi địa đặc thù, Diệp gia huyết mạch ra người, hỗn độn cảnh cường giả dưới người tu luyện, tiến vào trong đó sau trăm chết cả đời, có thể nói khủng bố. Đệ nhất thần quốc thần minh cùng với vạn pháp tông tự nhiên cũng là nhận được tin tức, bọn họ cũng là ngoài ý muốn mấy phần. Thiên đạo cung rất ít nhúng tay đệ nhất thần quốc sự việc, nhưng ngày này nhưng là bất ngờ. Thần minh đại điện bên trên. Qua sán uống linh trà, có nhiều thú vị nói, vậy Diệp thần thật đúng là vận khí tốt, vốn là chúng ta cũng dự định khởi động luân hồi lệnh truy sát, Diệp thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại thiên đạo cung đột nhiên hàng làm, ngược lại là làm rối loạn chúng ta trận cước. Đuổi giết Diệp thần sự việc, sợ rằng phải kéo dài. Bất quá ngươi vạn pháp tông và ta thần minh không thể hết lấy nhẹ tim, hai người chúng ta thế lực nhưng mà ở cùng trên một cái thuyền. Vậy Diệp thần nếu như còn sống, ngươi hẳn so ta trả hết, có bao nhiêu nghiêm trọng đi. Điền Phi Minh cũng là uống một hớp trà, nghiêm túc nói, đó là tự nhiên. Ta đã vận dụng vạn pháp tông toàn bộ lực lượng, nói không chừng rất nhanh sẽ có tin tức. Không quá ta ngược lại là có một cái thú vị đoán sai, vậy Diệp thần vậy họ Diệp đi. Như Diệp thần cũng cùng vậy Diệp ra có chút liên lạc, như bánh xe hồi lệnh truy sát không phải mạnh hơn sao. Qua sán lông mày nhướn lên, mặc dù ta cũng hy vọng như vậy, nhưng hiển nhiên không thể nào. Dưới mắt, chúng ta vẫn là dựa vào mình đi. Minh điện, huyết khí đậm đà, đè nén bầu không khí không ngừng tràn ngập. Mạc huyết minh ngồi ở trên đại điện, nhìn trước người quỳ ông già, ánh mắt nghiền ngẫm. Mà cái đó ông già nhưng là cả người đang run rẩy. Hồi lâu, Mạc huyết minh lên tiếng, nói cách khác, giết chết khúc đàn nhi cô gái kia, ngươi còn không có tìm được. Ta như thế hiểu, đúng không? Ông già toàn thân ướt đẫm, không ngừng dập đầu, trán đều là máu tươi, điện chủ, phụ nữ kia có chút cổ quái, duy nhất có thể xác định chính là tu luyện hàn hệ công pháp, nàng thực lực, tăng trưởng cực kỳ đáng sợ. Lão phu sống mấy ngàn năm. Vậy không gặp qua cái này loại yêu nghiệt à? Mạc huyết minh đứng lên, lộ ra một đạo nụ cười, yêu nghiệt. Thế gian nào có như thế nhiều yêu nghiệt? Có chút từ ngữ, bất quá là phế vật mượn cớ. Mà ta minh điện, không nuôi phế vật, biết chưa? Nói xong, Mạc huyết minh đánh chụp ông lão bả vai. Tựa hồ là an ủi. Nhưng mà, khi tay trưởng đụng chạm ngay tức thì, lão kia người nhưng là biến thành một đạo xương máu. Cuồn cuộn xương máu, lại là tràn vào Mạc huyết minh thân thể. Cực kỳ quỷ dị. Mạc huyết minh thần sắc khôi phục, tựa như cái gì cũng không có xảy ra vậy, ngồi về vị trí, rồi sau đó, một đạo thần niệm truyền ra, rất nhanh,
hai đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Hàn Đông, bái kiến nghĩa phụ. Mạc Lãng, bái kiến nghĩa phụ. Đây là hai người nam tử, thấy Mạc Huyết Minh sau lập tức quỳ xuống, được cúi chào đại lễ. Mạc Hàn Đông một đầu tóc bạc, thanh niên khuôn mặt, cả người trên dưới, tràn đầy trắng bệch hơi thở tử vong, tu vi cực kỳ khủng bố. Mạc Lãng, quần áo đen sức lực gắn, cùng người thường chỗ bất đồng là, hắn ấn đường có một đạo xăm, giống như con mắt thứ ba. Vậy xăm mở ra gian thần uy ngút trời, làm người sợ hãi, hắn hơi thở so Mạc Hàn Đông mạnh hơn lên mấy phần. Cái này hai người là Mạc Huyết Minh bí mật đào tạo thiên tài, so với vậy Khúc Đàn Nhi, Mạc Hàn Đông và Mạc Lãng càng được hắn coi trọng. Mạc Hàn Đông, Mạc Lãng, ngươi cùng hai người kết thúc bế quan đi, đi một chuyến Quật Diệp chi địa, đi thu hồi một kiểu đồ. Mạc Huyết Minh trong lòng bàn tay xuất hiện một khối hình dáng cổ quái đá hư ảnh, còn bắt chước được liền một chút đặc thù hơi thở chập chờn. Đây là luân hồi tinh thạch. Mạc Hàn Đông và Mạc Lãng hai mắt nhìn nhau một cái, kinh ngạc không thôi. Minh Điện cấm địa khối kia luân hồi tinh thạch, là Minh Điện bảo vật chấn tông, cũng là Mạc Hàn Đông và Mạc Lãng hai người tu vi tăng lên kinh khủng nguyên do. Mà Mạc Huyết Minh cái hiện ra khối đá này, rất rõ ràng không phải trong cấm địa khối kia, nhưng hơi thở, lại cùng luân hồi tinh thạch giống nhau như đúc. Thậm chí có thể nói mạnh hơn. Cũng không phải. Diệp gia người càng thói quen gọi nó là vực ngoại tinh thạch. Nhắc tới Diệp gia, Mạc Huyết Minh ánh mắt chớp động, nổi lên gợn sóng. Ta muốn các ngươi bắt lại vật này. Thầy trò ba người lại trò chuyện chốc lát, Mạc Huyết Minh đối với Mạc Hàn Đông và Mạc Lãng hai người thái độ rõ ràng không cùng, có thể gặp đối với bọn họ hết sức coi trọng. Lần này sau khi đi ra ngoài, các ngươi hai người lấy Minh Điện danh nghĩa làm việc, có người có thể hơn chú ý một ít, người nào kêu Diệp Thần. Ta nghĩ, lần này các ngươi sẽ ở Quật Diệp chi địa gặp phải hắn. Mạc Huyết Minh nói. Nghĩa phụ, chúng ta Minh Điện rốt cuộc phải nhập thế. Mạc Hàn Đông và Mạc Lãng hai người ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Minh Điện an phận một vùng ven, ở chỗ này khiêm tốn ẩn núp liền nhiều ít năm, trong điện những cái kia cái tu vi kinh thiên động địa nhân vật, sớm đã có ở thần quốc bên trong đại triển thần uy, càn quét hết thảy ý nghĩ. Nhưng Mạc Huyết Minh một mực nói thời cơ chưa tới. Nhanh, nhanh, Mạc Huyết Minh xoay người đi rời đi, thâm trầm vô cùng. Mạc Lãng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi nói, đúng rồi nghĩa phụ, Đàn Nhi đâu? Vì sao hồi lâu không xuất hiện? Mạc Huyết Minh thần sắc sửng dưng, bỏ mình. Cái gì? Mạc Hàn Đông và Mạc Lãng con người xúc đến mức tận cùng. Vô cùng sợ hãi. Các ngươi mau sớm lên đường đi, lần này hành động. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nửa ngày sau, Mạc Hàn Đông và Mạc Lãng bay ra Minh Điện. Đáng chết, vậy Khúc Đàn Nhi nhưng mà ta độc chiếm. Ta đã sớm nói, phải đem cô gái này nhét vào ta hậu cung, không nghĩ tới nàng lại chết. Mạc Lãng lộ vẻ được hổn hển. Mặc dù Mạc Lãng tu vi so Mạc Hàn Đông cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng trong hai người người cầm đầu, nhưng là Mạc Hàn Đông. Hồng phấn khô lâu thôi. Mạc Lãng sư đệ, xin bớt giận đi. Mạc Hàn Đông quay lại nói, Khúc Đàn Nhi chết, ta hỏi qua trong điện một số người, đại khái đoán được một ít, phỏng đoán và nghĩa phụ để cho chúng ta chú ý cái đó Diệp Thần có liên quan, ha ha. Ta hiện tại ngược lại là thật là tò mò vậy Diệp Thần, nghĩa phụ đối với hắn, tựa hồ rất coi trọng à. Mạc Huyết Minh dặn dò qua hai người, có thể đối phó Diệp Thần, nhưng không có thể giết tới. Hừ. Bị nghĩa phụ nhớ đến người, coi như hiện tại không chết, sau này vậy nhất định kết quả thê thảm, sống không bằng chết. Nghĩ đến Mạc Huyết Minh đủ loại chỗ kinh khủng, liền liền Mạc Lãng cái này cùng thả thân cận người, cũng đều không lạnh mà run, trong lòng sợ hãi. Quật Diệp chi địa, ở vào đệ nhất thần quốc và cửu thiên thần long điện tiếp xúc chi địa, Diệp Thần các người không ngừng nghỉ hết tốc lực đi đường, vậy cần một ít thời gian mới có thể đến. Trên phi thuyền. Diệp Thần vậy gặp được Vĩnh Hằng Thánh Vương để cho hắn ngọc bội liên lạc thần bí Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão tóc bạc mặt hồng hào, lời nói cũng là khá làm hơn. Mặc dù tu vi hơi thở không phát giác ra, nhưng Diệp Thần biết, Vĩnh Hằng Thánh Vương biết tuyệt không bình thường. Một phen giới thiệu sau đó, Diệp Thần mới phát hiện Hoàng trưởng lão đã vạn tuế, trải qua lần trước trời phạt. Bất quá cùng sống vạn năm ông già thỉnh thoảng luận đạo, dọc theo con đường này không tịch mịch.
hơn nữa Diệp Thần vậy cảm giác thu hoạch khá nhiều. Rất nhanh, hai người bàn về đan đạo. Hoàng trưởng lão, ngài đan đạo thuật, thật là làm Diệp mỗ bội phục vạn phần, càng làm cho ta được ích lợi không nhỏ, thụ giáo, đa tạ chỉ điểm. Diệp Thần đối với Hoàng trưởng lão chắp tay nói. Hoàng trưởng lão không hổ là sống vạn năm lão cổ đồng, đan đạo luyện khí, đều có xem qua, ở đan trên đường thành tựu có thể nói đứng đầu, để cho Diệp Thần từ trong thâm tâm bội phục phải. Hoàng trưởng lão đối với đan đạo cách nhìn có chỗ độc đáo, cổ phương bí đan, một ít đặc thù hiệu dụng đan dược, Diệp Thần liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Diệp Thần đan đạo được lão thương thân truyền, đan đạo mặc dù không phải là lão thương cường hạng, nhưng vậy không thể khinh thường. Có thể để cho Diệp Thần có lĩnh ngộ, Hoàng trưởng lão đã rất giỏi rồi. Diệp Thần tiểu hữu, ngươi thật là quá khiêm nhường, lễ này có thể tuyệt đối không được, không được à. Hoàng trưởng lão vội vàng đáp lễ, đối với Diệp Thần khen ngợi liền liền, hai người tim tâm tương tiếc, rất có người đồng đạo chí đồng đạo hợp cảm giác. Diệp Thần tiểu hữu, ngươi chỉ đan đạo, như là lấy được một vị y đạo thông thần đại nhân vật chân truyền, ngươi cùng đan hoàng thánh địa cổ ra người, có thể có quan hệ. Hoàng trưởng lão đột nhiên hỏi nói. Luân hồi mộ địa trăm vị đại năng giả, đều là cấm kỵ nhân vật, hoàng trưởng lão không nói thẳng ra lão thương, nhưng nói vị kia y đạo thông thần người, phải là lão thương không thể nghi ngờ. Diệp Thần gật đầu thừa nhận hoàng trưởng lão suy đoán, tiếp theo kinh ngạc hỏi nói, đan hoàng thánh địa cổ gia. Hắn chưa từng nghe nói qua đan hoàng thánh địa, nhưng cổ gia mà nói, lão thương liền họ cổ, chẳng lẽ? Đó là lão thương lưu lại truyền thừa, còn có cổ gia, lão thương còn có huyết mạch tích chữ đời. Những thứ này, lão thương có thể chưa bao giờ đối với hắn nhắc qua, nói chính xác, lão thương vô cùng bớt ở Diệp Thần trước mặt nói tới cùng hắn tương quan chuyện, mỗi lần Diệp Thần tò mò hỏi tới lúc đó, lão thương đều là giữ kín như bưng, mất hết ý chí dáng vẻ. Hừ, lắm mồm. Lão thương thanh âm ở Diệp Thần đầu óc vang lên. Diệp Thần trong lòng động một cái, trực tiếp ngăn trở lão thương đối ngoại giới cảm giác, hơn nữa tạm thời phong ấn luân hồi mộ địa cùng hắn liên lạc. Luân hồi mộ địa bên trong, lão thương tức giận phùng mang trợn mắt, tỉnh táo lại sau đó, tự nhủ, đan hoàng thánh địa. Thiên đạo cung lại không có diệt tuyệt ta đạo thống, còn có cổ gia, ta hậu duệ con cháu, thật còn có người còn sống sao? Đối với lão thương chuyện, Diệp Thần rất là lên tim. Vậy minh điện mạc huyết minh tạm thời Diệp Thần không đối phó được, không có biện pháp giúp lão thương tháo ra tư tưởng, giải trừ tâm ma. Đối với lần này, Diệp Thần trong lòng áy náy, luôn muốn là lão thương làm chút gì. Hoàng lão, thực không dám giấu giếm, thương cổ y thần lão nhân gia ông ta là ta sư tôn, chuyện này liên quan đến một ít không thể tùy tiện nói bí mật, xin thứ cho ta không thể nói nhiều. Đan này hoàng thánh địa, còn có cổ gia, ngài có thể hay không cùng ta nói tường tận nói tương quan chuyện. Hoàng trưởng lão sau khi hết khiếp sợ, đối với Diệp Thần biết gì nói nấy. Ước chừng hai tiếng sau này, hoàng trưởng lão mới nói rõ xong, Diệp Thần trịnh trọng cảm ơn, gặp hắn tâm tư trùng trùng, hoàng trưởng lão cáo từ trở lại mình gian phòng. Diệp Thần rơi vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ, những chuyện này có nên hay không lập tức để cho lão thương biết được. Đan hoàng thánh địa tồn tại, cũng là thần quốc cấm kỵ, cho nên không bị người bình thường biết, vàng thân phận trưởng lão không bình thường, biết cũng chỉ càng nhiều. Lão thương rất có thể còn có hậu duệ tộc người sống, nhưng có liên quan đan hoàng thánh địa và cổ gia chuyện, tình huống phức tạp. Thậm chí, từ hoàng trưởng lão nơi đó lấy được tin tức bên trong Diệp Thần suy đoán, năm đó lão thương bị kẹt, hắn hậu bối và môn nhân đệ tử, rất có thể cũng có người tham dự vào trong đó. Lão thương nếu không phải biết, Diệp Thần nói ra sau đó, chỉ sợ sẽ làm cho lão thương bị đả kích. Thôi, tạm lại không nói đi, cùng đi qua quật Diệp chi địa sau đó, tìm lại cơ hội tiến vào vậy đan hoàng thánh địa, tra rõ sở sau này, làm tiếp cân nhắc. Diệp Thần trong lòng ngầm nói. Quật Diệp chi địa bên ngoài, cái này mấy ngày gian tất cả loại phi hành pháp khí liên tục xuất hiện, hơn đạo mạnh mẽ thần niệm chập chờn nhìn chăm chú nơi đây. Một cái linh lung tháp từ trong hư không trốn ra, rồi sau đó chớp mắt rồi biến mất, trực tiếp qua lại tiến vào quật Diệp chi địa bên trong. Linh lung trong tháp tự thành không gian, trên dưới một tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng, đều có vạn trượng lớn nhỏ, tháp này có thể chứa một tòa tông môn lớn, vừa có thể qua lại không gian năng lực,
còn có thể ngăn cách trong ngoài, cho dù là thiên thần cảnh cường giả cũng không cách nào dòm ngó gặp nội bộ. Hắn tản ra hơi thở, cực kỳ khủng bố. Loại bảo vật này cực kỳ hiếm hoi, giá trị cơ hồ không thể lường được. Linh lung tháp lên, một cái thật to lá chứ như ẩn như hiện, trọng yếu hơn chính là bên trong tháp mấy ngàn người tu luyện, đều là Diệp gia rất nhiều dòng thứ tử viễn cổ còn sót lại đến hiện tại tới người. Những người này duy nhất cộng tính, chính là, bọn họ tổ tiên, cũng từng phụ tá luân hồi chi chủ chừng. Bọn họ trên mình thậm chí có cực kỳ đạm bạc Diệp gia huyết mạch. Bọn họ như Diệp Lăng Thiên vậy. Viễn cổ Diệp gia tuy hủy, luân hồi chi chủ tuy chết, nhưng đám người này ở năm tháng vô tận đuổi giết bên trong, còn sống. Bọn họ còn sống, duy nhất tín niệm chính là luân hồi chi chủ báo thù. Dòng thứ Diệp gia huyết mạch có thể một mực chưa từng đoạn tuyệt, tháp này đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tầng thứ 9, hơn 10 vị hơi thở cực mạnh các người tu luyện tụ tập chung một chỗ, trong những người này, tu vi yếu nhất, đều là thiên thần cảnh nhất tầng thiên, phần lớn đều là thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Trong đó mạnh nhất 3 người, bất ngờ là thiên thần cảnh trung kỳ đại năng giả. Đây là Diệp gia còn sót lại nội tình, mấy chục ngàn năm trước, Diệp gia cường giả so số lượng này nhiều hơn trăm lần vượt quá, hôm nay thực lực 10 không tích chữ 1, nhưng nếu không có thiên đạo cung đuổi giết, cổ thế lực này thả ở bên ngoài, như cũ có thể so với thần quốc cao cấp nhất thế lực. Không có một trong, chỉ tiếc luân hồi chi chủ chết sau đó, những thứ này còn sót lại thế lực liền biết, mình chỉ có thể vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Như có một ngày, tìm đúng cơ hội, tất nhiên đối thiên đạo cung phát động phản kích. Lần này tổ tự, chúng ta Diệp gia mỗi người chia cây nhất định phải toàn lực ứng phó, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Một vị dòng thứ Diệp gia lão tổ sục sôi nói. Không thể thất bại nữa, lần này nếu như lại không được, chúng ta chỉ sợ là lại cũng không có cơ hội khôi phục dòng thứ Diệp gia vinh quang, thậm chí có toàn diệt có thể. Đến lúc đó, có thể lại cũng không cách nào là luân hồi chi chủ báo thù. Một vị bà lão còng lưng thân thể, hơi thở nhưng là vô cùng khủng bố. Mỗi người chia cây gia tộc thiên tài con em, lần này đều tới đông đủ sao? Một vị uy nghiêm trung niên cường giả ánh mắt quét qua toàn trường, nghiêm túc hỏi. Ba vị này, là Diệp gia ba cái trời thần cảnh trung kỳ đại năng giả, cũng là Diệp gia mỗi người chia cây dòng thứ hạch tâm người nắm quyền. Bây giờ Diệp gia, chi nhánh mấy chục, dòng thứ gia tộc trên trăm, quan hệ rắc rối phức tạp. Lấy ba vị này đại năng giả là hạch tâm, chia ba thế lực lớn. Diệp Tử Minh, Diệp gia hiện nay trong hậu duệ và tổ tiên huyết mạch quan hệ gần đây, nắm trong tay linh lung bảo tháp. Diệp Tử Canh, năm đó Diệp gia phụ thuộc thế lực đời sau người nói chuyện, những cái kia phụ thuộc thế lực, phần nhiều là Diệp gia tổ tiên nghĩa tử nghĩa nữ cửa, cũng bị liệt là trời phạt người, cũng coi như là Diệp gia hậu nhân. Một cổ thế lực khác. Chính là phân ly tại hai người trước ra những cường giả khác tạo thành, người cầm đầu là tên bà lão, tên là Diệp Tuyết Tình. Bọn họ liền đại biểu Diệp gia, cũng là Diệp gia hiện tại còn sót lại người mạnh nhất vật một trong. Các vị Diệp gia cao tầng một phen thương nghị, chú ý điểm chính, là thiên tài con em. Đây là bởi vì, muốn mở Diệp gia tổ tiên lưu lại bí cảnh, đạt được vậy vực ngoại tinh thạch, nhất định phải trải qua ở khảo nghiệm, thông qua vậy nghiêm khắc truyền thừa nghi thức. Chỉ có những cái kia thiên tuế dưới tiểu bối cửa, mới có tư cách vào được cái này hạng nghi thức. Dựa theo chiều ví dụ, ba đại hệ phái tất cả ra 10 người, từ trong chọn lựa một người hạt giống tuyển thủ, cái này ba người bị bọn họ ký thác kỳ vọng rất lớn, cũng là có hy vọng nhất thông qua nghi thức mở bí cảnh nhân vật. Diệp Thăng, Diệp Tử Minh chọn lựa một người, vị này Diệp gia hậu duệ thiên phú kinh người, tuổi gần 800 hơn tuổi, cũng đã tu luyện tới hỗn độn cảnh tầng 8 trời. Hơn nữa huyết mạch lực đậm đà, thậm chí có thể thay thế Diệp Tử Minh, điều khiển linh lung bảo tháp. Diệp Đàm Trúc, hơn 900 tuổi, hỗn độn cảnh 9 tầng trời. Diệp Tử Canh không có hơn giới thiệu tên này hạt giống tuyển thủ, thực lực thắng được hết thảy. Bà lão kia Diệp Tuyết Tình lựa chọn, là nàng đệ tử thân truyền. Diệp Nghê Thường, 780 tuổi, hỗn độn cảnh 9 tầng trời. Nghe nói như vậy. Liên liên Diệp Tử Minh và Diệp Tử Canh cũng mặt lộ ngưng trọng và ngạc nhiên mừng rỡ. Được, tốt, lần này tổ tự, chúng ta Diệp gia hậu bối trong đó hiện ra không thiếu thiên tài yêu nghiệt, đây là Diệp gia may mắn, lớn may mắn à.
Các vị Diệp gia các cao tầng rối rít kích động, đối với lần này được tràn đầy lòng tin. Diệp Lăng Thiên đâu, hắn làm sao không có tới? Đây là, Diệp Tự Minh bỗng nhiên nhắc tới một người. Diệp Lăng Thiên đến từ nhiều năm trước một chi đặc thù dòng thứ lực lượng, cái này nhất tộc biến mất ở thần quốc, không biết đi nơi nào. Làm Diệp Lăng Thiên ở thần cực tông trí nhớ tỉnh lại lúc đó, từng rời đi thần cực tông tìm được một vị Diệp gia dòng thứ, chỉ là chứng thực một chuyện. Bởi vì Diệp Lăng Thiên tổ tiên cực kỳ khiêm tốn, Linh Lung Tháp đại đa số người cũng không biết Diệp Lăng Thiên tổ tiên kết quả là ai. Chỉ biết là Diệp Lăng Thiên trong cơ thể cất giấu một phần chia huyết mạch, hơn nữa đến từ một cái thấp võ vị diện. Thuộc về một thành viên trong bọn họ. Diệp Tự Minh đối với hắn cũng không phải là xem trọng có thừa, chỉ là cảm thấy, người này từ thấp võ vị diện tới, ở mấy năm bây giờ lại liền có thể tới thần quốc, có lẽ có không giống bình thường chỗ, cái này Diệp gia tổ tự việc lớn, để cho nó tham dự vào có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Lão tổ, bên ngoài có phi thuyền cản đường, hai người tự xưng Diệp gia hậu nhân, thỉnh cầu gia nhập tổ tự. Đang lúc ấy thì, một người Diệp gia trưởng lão tiến vào báo lại. Hai người kia là ai? Khuôn mặt xa lạ, vậy chưa từng nghe nói qua bọn họ, một cái kêu là Diệp Lăng Thiên, một cái khác kêu Diệp Thần. Linh Lung bảo tháp bên ngoài, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên lăng không đứng, trước mặt là hai vị cảnh giác Diệp gia con em. Diệp Lăng Thiên đạt được tổ tiên truyền thừa, huyết mạch lực đậm đà, đối với Diệp gia chấn tộc chi bảo Linh Lung bảo tháp cảm ứng vô cùng kinh người, men theo vậy trong chỗ U Minh cảm ứng tìm đến nơi này. Diệp Thần kế hoạch phải, hắn che giấu thân phận, và Diệp Lăng Thiên cùng nhau đường hoàng gia nhập Diệp gia, lẫn vào đến tổ tự, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến, đối với vậy luân hồi tinh thạch trí ở tất được. Một phút sau, trước đi vào bẩm báo tin tức Diệp gia con em đi ra, gọi Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người đi vào. Dọc theo đường đi, đối với thân phận của hai người có nhiều vặn hỏi, Diệp Thần im lặng không nói, rất là khiêm tốn. Giống như là Diệp Lăng Thiên người hầu dáng vẻ, Diệp Lăng Thiên chính là hữu vấn tất đáp. Thấp võ vị diện đất nghèo, người cùng hai người có thể một đường tu luyện phi thăng tới thần quốc, đổ cũng đích xác không dễ dàng, đáng quý chính là, còn nhớ mình là Diệp gia người, lần này tổ tự, ta mong đợi các ngươi biểu hiện. Cái này Diệp gia con em hỗn độn cảnh 6 tầng thiên thực lực, gặp Diệp Thần chỉ là chạm ách cảnh tầng 8 trời, Diệp Lăng Thiên thực lực hắn mặc dù không nhìn thấu. Nhưng cũng không để ở trong lòng, lấy trưởng bối giọng dạy dỗ nói. Diệp Lăng Thiên nói cảm ơn nói phải, hỏi tiền bối, tiếp theo đi đâu? Dẫn chúng ta đi gặp lão tổ sao? Ở Diệp gia, chỉ có thiên thần cảnh trở lên, lại bối phận cao quý, ở bên trong tộc địa vị hết sức quan trọng người, mới có thể được gọi hô là lão tổ. Vị này Diệp gia trưởng lão nhưng là khóe miệng phẩy một cái, tìm nhớ các người là thân phận gì? Lão tổ cũng là muốn gặp là có thể nhìn thấy. Các lão tổ đang thương nghị việc lớn, các ngươi trước theo ta đi nghiệm chứng thân phận, như không có vấn đề gì, ta lại an bài các ngươi chỗ ở. Quật Diệp chi địa bên trong nguy cơ trùng trùng, tuyệt đại đa số thời điểm, người của Diệp gia cũng sẽ ở chỗ này Linh Lung bảo tháp bên trong. Nghiệm chứng thân phận phương thức rất đơn giản, thông qua đặc thù pháp khí xác nhận qua trong cơ thể thật có Diệp gia huyết mạch sau này, đơn giản ghi danh tên chữ lai lịch. Tạo thân phận ngọc bài, bằng vào ngọc bài này có thể đi lại tại bảo tháp ở giữa nhà không gian lớn. Rồi sau đó, vị này Diệp gia trưởng lão đem hai người mang tới bảo tháp tầng thứ ba, chỉ định hai căn hộ gian, để lại đơn giản mấy câu dặn dò, cùng với một cuốn Diệp gia tộc quy, liền trôi giạt đi. Cứ như vậy dễ dàng phối hợp tiến vào, xem ra cái này Diệp gia, hiện tại đã là mình đầy thương thích à. Diệp Thần có chút không biết làm sao. Diệp gia di tộc con em cái này mấy chục ngàn năm qua phiêu linh các phe, trừ mấy lớn dòng thứ có thể ôm thành đoàn bên ngoài, nhỏ cây nhỏ mạch cùng với và Diệp Lăng Thiên như vậy trẻ mồ côi cũng là số lượng rất nhiều, Diệp gia chọn lựa cái này loại phân tán kiểu quản lý cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng là, huyết mạch là có thể làm giả. Đối với Diệp gia mang trong lòng không thể dò được những cái kia cái thế lực lớn, muốn lẫn vào trong đó, xem tình huống này, là lại đơn giản bất quá. Diệp Lăng Thiên siết chặt quả đấm, vừa nghĩ tới Diệp gia lại luân lạc đến đây, trong lòng xảy ra bi thương. Hai người tiến vào gian phòng nghỉ ngơi, mỗi người tĩnh tọa tu hành, yên tĩnh cùng tổ tự bắt đầu. Bảo tháp tầng thứ 9, các vị Diệp gia các cao tầng đều đã rời đi,
chỉ có ba đại hệ phái người trưởng đà Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh, Diệp Tuyết Tình ba người còn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Tử Minh huynh, người đối với cái đó từ thấp võ vị diện phi thăng đi lên Diệp gia hậu bối nếu như thế chú ý, sao không đem hắn kêu tới, chúng ta thấy được vừa gặp. Nếu như cái mầm non, chúng ta Diệp gia cũng tốt đại gia đào tạo mới được. Diệp Tử Canh dường như lơ đãng hỏi. Bà lão kia Diệp Tuyết Tình trong mắt giếng cổ không dao động, không nói gì. Thôi, chúng ta đã đến cái này quật Diệp chi địa, tiếp theo chỉ sợ là nguy cơ trùng trùng, thiên đạo kia cung thế lực vậy tùy thời có thể đánh tới cửa, nào còn có tâm tư ở bọn tiểu bối này lên. Diệp Tử Minh mệt mỏi thở dài. Hắn còn có nói không nói thẳng ra miệng, như lần này Diệp gia kiếp nạn không qua, coi như vậy Diệp Lăng Thiên là thiên chi kiêu tử, nào còn có tương lai. Người này xuất hiện thời cơ không đúng, Diệp Tử Minh cảm giác, dù cho Diệp Lăng Thiên thiên tài đi nữa, vậy không sánh bằng vậy Diệp Thăng, Diệp Đàm Trúc và Diệp Nghê Thường ba vị này Diệp gia hạt giống. Còn như Diệp Thần, hắn chỉ làm là theo chân Diệp Lăng Thiên cùng đi một cái nhân vật nhỏ thôi. Kế tiếp một ngày một đêm, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Linh Lung Bảo Tháp ở quật Diệp chi địa cực nhanh tạt qua, đi chỗ sâu đi. Mà Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đến, cũng không đưa tới gợn sóng, chỉ có mấy vị gian phòng lân cận mấy vị Diệp gia con em trước tới thăm, giao cạn nói thiếu, không việc gì xâm nhập trao đổi. Làm Linh Lung Bảo Tháp đi sâu vào một phiến hắc ám chi địa sau đó, một phiến tiếng chuông vang lớn, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cảm giác được thân phận ngọc bài truyền ra chấn động, vội vàng đi ra gian phòng. Bên ngoài phòng, từng đạo thân hình xuất hiện, sau đó hướng trên bảo tháp tầng bay đi, có trưởng lão chấp sự cửa duy trì trật tự và tiến hành đốc thúc. Các ngươi hai cái còn lo lắng cái gì? Tỉ thí sắp bắt đầu, nhanh đi tầng thứ 6, cho dù không ghi danh, một bên xem cuộc chiến cũng có thể để cho ngươi cùng hưởng thụ bất tận. Một vị trưởng lão đối với Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hô. Diệp Thần tinh thần chấn động một cái, rốt cuộc đã tới sao? Hai người vậy phi thân lên, xâm nhập vào Diệp gia con em trong đó. Bảo tháp tầng thứ 6, rất nhiều tụ tập đến chỗ này Diệp gia con em ở một nơi diễn võ trường thân hình rơi xuống, diễn võ trường bốn phía có hơn ngàn bồ đoàn, trung ương là một tòa bị trận pháp bao phủ trong đó đấu võ đài. Diệp gia trẻ tuổi các con em đời sau tự giác mỗi người tìm được bồ đoàn ngồi xuống, trưởng lão các người vậy đều tụ tập một nơi trên khán đài, trên bầu trời, có trên cao nhìn xuống xem cuộc chiến đài. Đó là Diệp gia các cao tầng vị trí, phía trên đã ngồi phần lớn người. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên theo sóng bập bềnh, đi tới đấu võ dưới đài địa điểm ghi danh, mỗi người ghi danh chữ và tu vi. Diệp Lăng Thiên, hỗn độn cảnh 4 tầng thiên. Diệp Thần cho Diệp Lăng Thiên như nhau áp chế tu vi, che giấu hơi thở pháp bảo, ngụy trang thành hỗn độn cảnh 4 tầng thiên. Thực thì, Diệp Lăng Thiên ở Nguyệt Hoàn dị tượng cùng với tổ tiên tín ngưỡng lực hạ. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đã vượt qua đến hỗn độn cảnh 6 tầng thiên. Không thể tưởng tượng nổi đến mức tận cùng. Bất quá Diệp Thần cũng không xác định những thứ này Diệp gia còn sót lại người, có vấn đề hay không, hay là để cho Diệp Lăng Thiên ẩn núp tu vi tốt. Hỗn độn cảnh 6 tầng thiên tu vi, thật là có chút kinh thế hãi tục chút. Nếu như báo ra tới, chỉ sợ trước khi tỉ thí cũng sẽ tung lên sóng to gió lớn, có thể gia tăng biến số. May là như vậy, vậy tiếp nhận ghi danh trưởng lão cũng là nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, một đạo thần thức trực tiếp dò xem kỹ tới đây. Côn Lôn hư như vậy địa phương nhỏ, lại ra một con ngựa đen. Thằng nhóc giỏi, người có tư cách trực tiếp đi chỗ đó cái khán đài, trước mấy vòng tỉ thí không cần ra sân, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Tên này trưởng lão nhất thời kích động, đối với Diệp Lăng Thiên nói. Hắn chỉ cái đó trên khán đài. Hiện tại đã có mấy chục tên Diệp gia con em, đều là nhân vật thiên tài, là Diệp gia hậu bối lực lượng trung kiên. Diệp Lăng Thiên nhưng là lắc đầu cự tuyệt, Diệp Thần ở đâu, hắn liền đến kia. Diệp Thần, chạm ách cảnh tầng 8 thiên. Diệp Thần một tiếng cười khẽ, báo ra hắn chân thực tu vi. Trưởng lão kia nhíu mày một cái, liếc mắt một cái Diệp Thần, trên giấy viết xuống tên chữ, giao cho Diệp Thần một cái viết 88 bảng số. Đối với hắn thái độ không mặn không lạt. Dám ghi danh tham gia tỉ thí này, tuyệt đại đa số đều là chảm ách cảnh đỉnh cấp trở lên tu vi, Diệp Thần cái này chảm ách cảnh tầng 8 trời, tự nhiên không được coi trọng. Hai người tìm được một nơi góc hai cái bồ đoàn, thẳng ngồi xuống.
sau nửa giờ, ghi danh hết hạn, các vị Diệp gia lão tổ cấp nhân vật cuối cùng ra sân, đối với Diệp gia con em một phen miễn cưỡng khích lệ sau này, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tỷ thí này, vừa là tuyển chọn ra Diệp gia hậu bối tham gia phía sau bí cảnh thực tập, cũng là đối với Diệp gia vạn năm một lần chịu ví dụ, là Diệp gia tất cả lớn chi nhánh hệ phái giữa một tràng cạnh tranh, quan hệ cái kế tiếp vạn năm, Diệp gia còn thừa lại tư nguyên phân phối so ví dụ. Diệp gia đã là nhanh muốn lạc đà gầy, nhưng còn cất giữ đứng đầu thế lực một ít làm việc tác phong. Tỷ thí ải thứ nhất, là từ Diệp gia hơn 200 tên ngàn linh dưới trong hậu bối chọn lựa nổi tiếng 30 người. Cửa ải này, thuần túy là thực lực tỷ đấu, rút thăm đối chiến, một vòng đào thải chế. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người, giống như là sư tử xâm nhập vào bầy cừu, há miệng chờ sung dụng, làm vậy bọ ngựa sau lưng chim sẻ. Diệp gia không hổ là vượt qua Thiên Đạo Cung so sánh siêu nhiên thế lực, còn em đời sau bên trong thiên tài bối xuất, vậy hạc đứng trong bầy gà vậy sừng sững ở chỗ cao một trên khán đài, trong đó mấy người, liền liền Diệp Thần cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Đấu võ trên đài không, trong đó một nơi trên khán đài, le que không tới 10 người anh đẹp trai người đẹp, nhưng là toàn trường nhất là nhìn chăm chú tiêu điểm. Bọn họ là thiên chi kiêu tử. Là Diệp gia gần ngàn năm qua xông ra tuyệt đại nhân vật, tu vi người yếu nhất, cũng có hỗn độn cảnh trung kỳ tu vi. Phía dưới vòng thứ nhất tỷ thí đã bắt đầu, những thứ này Diệp gia những thiên tài cao cao tại thượng vậy, đối với phía dưới chiến đấu soi mói. Trong đó ba người bị những người khác như chúng tinh phủng nguyệt vây ở trong, địa vị cao cả. Nghe thường sư muội, 200 năm không gặp, không ngờ người cái này vừa xuất quan, lại đột phá đến hỗn độn cảnh 9 tầng trời. Thật là làm cho sư huynh ta kinh sợ rất cằm. Trong ba người đứng ở bên trái một anh tuấn tu võ người đối với trung gian cô gái trẻ chặc chặc thở dài nói. Cô gái này mặc Nga Hoàng Bảo Thường, mắt hạnh đào tai, vô cùng động lòng người. Diệp Thăng sư huynh nói đùa, tiểu muội đột phá đến hỗn độn cảnh 9 tầng trời chỉ là may mắn mà thôi, có thể kém hơn ngươi, cưỡng ép áp chế cảnh giới, nếu bàn về chiến lực, tiểu muội tuyệt không phải ngươi đối thủ. Diệp Nghê Thường che miệng cười duyên, nói ra, để cho vậy Diệp Thăng sư huynh rất là hưởng thụ, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Đàm Trúc sư đệ, người nhanh như vậy đã đột phá đến hỗn độn cảnh tầng thứ 9, tử canh lão tổ nhất định là ban thưởng cho ngươi không thiếu chỗ tốt chứ. Nói không chừng, các ngươi vậy nhất mạch của cải hiện tại đều bị móc giống, theo sư huynh ý kiến, làm như vậy thù là ngu. Diệp Thăng lại hướng một người khác lời nói sáng, mũi nhọn lộ ra trực tiếp nhằm vào. Cái này ba người, chính là Diệp gia ba mạch ở giữa hạt giống tuyển thủ, lần này tổ tự, đem từ Diệp gia trong hậu bối chọn ra một vị ghế thủ lãnh dẫn những người khác tiến vào bí cảnh. Cái này ghế thủ lãnh vị, ba người cũng đối hắn mắt lom lom, Diệp Thăng tuy là ba người trong đó tu vi thấp nhất, nhưng tính cách bên ngoài dương, hơn nữa như là chắc chắn rất lớn, lòng tin 10 phần. Diệp Thăng, liền lão tổ ngươi cũng dám chỉ trích. Chẳng lẽ là coi là thật lấy là bài tiệc vị không ngươi không có ai? Diệp Đàm Trúc sắc mặt không tốt xem, lạnh giọng châm chọc nói. Hai vị sư huynh, ai mạnh ai yếu, tóm lại muốn đấu qua một chàng sau mới biết, chúng ta hiện tại như dậy phân tranh, há chẳng phải là để cho nó hắn sư đệ các sư muội nhìn cười nhạo. Các ngươi mau xem, vị này sư đệ ngược lại là thực lực không tệ. Diệp Nghê Thường giảng hòa, hai bên đều không đắc tội, lộ vẻ được mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Cái này ba người, mầm non ngược lại không tệ, chỉ là tất cả có tâm tư, rộn ràng nông cạn, giống như là vậy phòng ấm đóa hoa, không thể trọng dụng à. Ba người đối thoại tuy có trận pháp ngăn cách, nhưng lại không sót một chữ bị Diệp Thần nghe vào trong tai, hắn đối với Diệp Lăng Thiên cảm khái nói. Diệp gia đã sớm mục nát, nếu không phải đại địch trước mặt, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Thức tỉnh một phần trí nhớ Diệp Lăng Thiên so Diệp Thần càng vì rõ ràng Diệp gia, tiến vào thần quốc sau khắp nơi hỏi dò qua Diệp gia tình huống, đối với lần này cũng không ngoài suy đoán. Lăng Thiên, đúng nghiêm túc Diệp gia, trọng trấn Diệp gia uy danh cái thúng, không ngươi không có ai. Lần này tổ tự, chính là ngươi cơ hội. Diệp Thần ánh mắt chớp động, nói. Hắn thành tựu luân hồi chi chủ, tự nhiên không thể bại lộ. Mà thành tựu Diệp gia phát ngôn viên. Không thể nghi ngờ Diệp Lăng Thiên thích hợp nhất. Huống chi, trước mắt thấy Diệp gia để cho Diệp Thần có chút thất vọng, như muốn Diệp gia trở thành hắn một lớn trợ lực, còn có rất dài một đoạn đường phải đi,
Diệp Thần trong lòng đã có chủ ý. Số 27, đối với số 88, hai vị tuyển thủ mời lên đài. Đấu võ trên đài, một vị trưởng lão tuyên bố. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bước ra một bước, vô tận đợt khí lăn lộn, chính là phi thân lên đấu võ đài. Hắn đối thủ là một vị hỗn độn cảnh nhất tầng thiên diệp gia dòng thứ, người này lưng hùm vai gấu, tràn đầy hung sát khí. Loại tu luyện này người, nhất định là trải qua vô số chiến đấu, từ núi thây biển máu bên trong sông đi ra ngoài, chiến lực kinh người. Trảm ách cảnh tầng 8 thiên, người nhận thua đi, ta cái này dưới đao, chẳng ngờ dính người đồng tộc máu. Tên này hỗn độn cảnh nhất tầng thiên người tu luyện cảm giác được Diệp Thần cảnh giới, nhướng mày một cái, không vui nói. Nói rõ sự thật giọng, không có cao cao tại thượng tư thái, lời tuy khó nghe, nhưng là chung nói. Người chủ tu là Diệp gia đao pháp bá vương thần chém, giết địch càng nhiều, này đao pháp liền càng mạnh, nhưng tiếc là, người đao pháp này không lành lặn không hoàn toàn. Diệp Thần đối với người này sinh lòng vẻ hảo cảm, chỉ điểm nói. Ở phi thuyền bên trên, Diệp Lăng Thiên vậy biểu diễn một ít Diệp gia công pháp, dựa theo hiện tại Diệp Thần đối với võ đạo hiểu, tự nhiên ngay tức thì nắm trong tay. Chỉ tiếc, Diệp Lăng Thiên trí nhớ từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh đời trước luân hồi chi chủ võ. Nếu như Diệp Thần trước thời hạn đạt được đời trước võ, phỏng đoán đối kháng Thiên Đạo Cung cũng có lòng tin đi. Buồn cười, đừng nói nhảm, không nhận thua nói, nếu như tổn thương tàn phế, đừng trách ta dưới đao vô tình. Này người tay cầm một cái ba trượng dài đồ sộ đao, lưỡi đao huyết tuyến lưu chuyển, trên thân đao màu đen sát khí ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn đạo vong hồn. Người này lấy tiến vào nói, tâm tính gặp phải ăn mòn, nóng nảy xung động. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái tay chắp sau lưng, năm ngón tay nắm chặt, một cái cự nhận ngưng tụ thành hình, đồng dạng là đao đối với đao, đối với vậy hỗn độn cảnh nhất tầng thiên người tu luyện nói, người xuất toàn lực đi. Ồ, cuộc tỉ thí này ngược lại là thú vị, cái này chảm ách cảnh tầng 8 thiên tiểu tử xui xẻo à, lại và Diệp Trang gặp được. Trên khán đài, Diệp gia các đệ tử tiếng nghị luận dậy. Không chỉ có tu vi kém một cái cảnh giới nhỏ, cái này chiến lực chênh lệch lớn hơn, Diệp Trang bá vương thần chém vô cùng đáng sợ, có thể vượt biên giới bại địch tồn tại, võ đạo ý vận cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hắn lối đánh gần đây điên cuồng, nếu như thua ở hắn, không chết cũng tàn phế. Diệp Trang thần đao thật cao nâng lên, một đạo màu đen thất luyện xuất hiện ở trên bầu trời cao, nhất thời gió lớn đột ngột, âm phong tràn ngập, vậy dày đặc sát khí làm người ta cảm thấy thấu xương rùng mình. Đao mang màu đen hướng Diệp Thần thẳng chém tới. Diệp Thần trên tay thanh kia thuần túy võ ý ngưng tụ thành hình trường đao vậy trực tiếp chém ra nhất kích, chỉ là một món màu đỏ nhạt đao mang xuất hiện, nhưng nghênh hướng Diệp Trang một kích kia lúc đó, cái này đao mang đột nhiên toát ra kinh thiên lực, một cái hư ảnh xuất hiện, tay nắm vậy đỏ nhạt đao mang. Ngay sau đó, chiêu thức giống nhau và màu đen kia đao mang va chạm tới một chỗ. Bá vương thần chém, cái này, điều này sao có thể? Vậy Diệp Trang nhất thời phát ra hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi tiếng gào. Diệp Thần sử dụng đao pháp, cũng là bá vương thần chém. Hơn nữa, tuy ra tay lúc dị tượng kém hơn hắn, thế nhưng uy thế, so hắn cường đại hơn. Đối với võ đạo ý vận bả khống thậm chí vượt qua hắn tổ tiên. Cái này thuyết minh, Diệp Thần bá vương thần chém so hắn tu luyện lợi hại hơn, lại liên tưởng đến Diệp Thần mới vừa rồi nói. Hắn bá vương thần chém mới là hoàn chỉnh Diệp gia đao pháp, không có không lành lặn. Nếu như Diệp Trang biết, Diệp Thần bất quá là nhìn Diệp Lăng Thiên một lần biểu diễn mới thi triển, sợ rằng sẽ ngất đi. Oanh! Nhất kích giao thủ sau này, Diệp Thần một bước không lui, thần sắc sửng dưng, không có dễ như bỡn trực tiếp nghiền ép đối thủ. Nhưng biểu hiện như vậy, cũng là để cho không thiếu người xem cuộc chiến hơi khiếp sợ. Hắn dùng cũng là bá vương thần chém. Cái này số 88 lai lịch gì, có thể tránh thoát Diệp Trang một kích này, hắn chiến lực. Coi như không địch lại Diệp Trang, cũng là không kịp làm đi. Trảm ách cảnh vượt qua hỗn độn cảnh, cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt. Trời cao trên khán đài, ba vị Diệp gia hạt giống các tuyển thủ vậy phát ra tiếng kinh ngạc. Ngược lại là một tốt mầm non, chỉ tiếc tu vi quá yếu. Diệp Đàm Trúc lắc đầu một cái. Người này lạ mặt rất, là thất lạc ở bên ngoài Diệp gia huyết mạch, nếu như từ nhỏ có được gia tộc đào tạo, có
coi như hiện tại không bằng chúng ta, vậy ngược lại là một nhân vật, có lung lạc giá trị, chỉ là hiện tại sao? Một bước chậm rãi bước chậm, không vào được chúng ta mắt. Diệp Thăng chỉ là liếc mắt một cái Diệp Thần, cũng không để ý nữa. Ta tò mò phải, cái này Bá Vương Thần chém hắn từ chỗ nào học được? Diệp Nghê Thường chú ý điểm chính không giống nhau. Phía dưới, Diệp Trang không có lại đánh ra thứ hai đánh, mà là đối với Diệp Thần trực tiếp nhận thua, sau đó kích động vọt tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần huynh đệ, người dạy ta hoàn chỉnh Bá Vương Thần chém đi, có cái gì điều kiện cứ việc đề ra. Diệp Thần dửng dưng một tiếng, cái này một chàng, chỉ là hơi thể hiện tài năng liền đạt tới không chiến mà thắng mục đích, coi như điệu thấp chứ. Cái này Diệp Trang, khá đối với Diệp Thần mắt xuyên, không đề ra điều kiện, trực tiếp cầm Bá Vương Thần chém nguyên vẹn đao pháp truyền thụ cho hắn. Diệp Trang được đao pháp, đối với Diệp Thần làm một đại lễ sau vội vàng rời đi. Cái này thật là một võ si, không thông đối nhân xử thế, để cho điện chủ chê cười. Diệp Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.